Tần Thác Phu muốn đích thân tới núi cứu người, Hạ Tưởng khuyên không được liền cho lái xe tự lái xe trở về tòa nhà huyện ủy trước, hắn lái chiếc Land Rover đưa đi. Đi trong núi thì dùng chiếc Land Rover sẽ an toàn hơn nhiều. Trên đường đi, Hạ Tưởng nói cho Tần Thác Phu biết rằng chủ nhiệm ủy ban kỷ luật huyện Nghê Chính Phương là không đáng tin. Tần Thác Phu trầm ngâm một lát, cầm di động gọi cho bí thư đảng ủy công an huyện Bình Cát. Bí thư Bình, tôi là Tần Thác Phu, có một tình huống cần anh hỗ trợ công tác một chút. Cát Bình luôn đi lại khá gần với Nghê Chính Phương, nhưng lại có quan hệ bình thường với Lệ Triều Sinh. Y cũng mơ hồ nghe nói có người đang tra Lệ Triều Sinh, hơn nữa Nghê Chính Phương cũng hàm xúc lộ ra cho y biết, ở thời điểm thích hợp thì y phải giúp Lệ Triều Sinh một phen. Ngoài miệng thì Bình Cát đáp ứng nhưng trong lòng vẫn chưa hạ quyết tâm. Đột nhiên nhận được điện thoại của Tần Thác Phu, trong lòng y hơi hoảng hốt. Ai chẳng muốn nhận được điện thoại của ban tổ chức cán bộ, mà cũng không ai muốn nhận được điện thoại của ủy ban kỷ luật. Y còn tưởng rằng mình phạm vào chuyện gì, nhưng vừa nghe thấy Tần Thác Phu nói với giọng thương lượng, nhờ mình hỗ trợ công tác, y mới thở phào một hơi, hỏi với vẻ được yêu mà lo sợ. Chủ nhiệm Tần có việc gì thì cứ thoải mái chỉ bảo, tôi nhất định làm tốt. Là thế này, ủy ban kỷ luật thành phố nắm được một ít tình huống của Lệ Triều Sinh, hiện tại lại có đột phá quan trọng. Vì phòng ngừa Lệ Triều Sinh nghe được phong thanh chạy trốn, tôi hy vọng Bí Thư Bình có thể bố trí người, lưu ý hành tung của Lệ Triều Sinh. Bình Cát nghe xong tim đập loạn lên, chủ nhiệm Tần không nói người của ủy ban kỷ luật lưu ý Lệ Triều Sinh mà lại nói mình là bí thư đảng ủy công an ra mặt, hiển nhiên là không hề tín nhiệm ủy ban kỷ luật huyện. Có thể nói, đây là một cơ hội lập công rất tốt. Chỉ cần trong vụ án quan trọng này có biểu hiện lập công, chỉ cần được chủ nhiệm Tần thưởng thức, thăng lên một bước không phải là nói chơi. Nhớ tới mình có quan hệ coi như không tồi với Nghê Chính Phương, lại nghĩ bình thường Lệ Triều Sinh cũng đối xử không tồi với mình, lại so sánh với tiền đồ của mình, trong nháy mắt Bình Cát đã hạ quyết định. Quan hệ cá nhân có lớn thì cũng không thể lớn bằng tiền đồ của mình được. Ngài yên tâm, chủ nhiệm Tần, tôi nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Đầu tiên là Bình Cát trịnh trọng tỏ thái độ, sau đó lại biểu lộ trung tâm. Đa tạ chủ nhiệm Tần đã tín nhiệm tôi. Đứng trước pháp luật và chính nghĩa, tôi biết nên làm như thế nào. Mặc kệ là ai, mặc kệ có quan hệ thế nào, tôi đều đối xử bình đẳng. Tần Thác Phu khá hài lòng đối với thái độ của Bình Cát. Lý Đình Sơn giao quyền chỉ huy cho Tần Thác Phu, Tần Thác Phu liền khẳng khái ra mệnh lệnh cho Kỳ Khải Đông dẫn toàn thể cảnh sát xuất phát đi về phía trong núi. Hạ Tưởng không ngừng gọi điện thoại cho Tiêu Ngũ, nghe y hướng dẫn đường đi, đi tới đi lui, không ngờ tới chỗ cầu gãy. Hạ Tưởng xuống xe, thấy sông rộng mấy chục thước, đoạn cầu gãy cũng cách 7, 8 mét, căn bản là không thể đi qua. Hắn liền hỏi Tiêu Ngũ xem có phải đi sai đường hay không. Tiêu Ngũ đáp, đúng vậy, cầu gãy này có cơ quan, bơi qua sông, đi thêm mấy chục mét có một căn phòng, dưới sàn của phòng có chốt mở. Mở chốt ra sẽ có một tấm bản thép vươn lên ở phía dưới đoạn cầu gãy, nối hai bên cầu với nhau, thế là ô tô có thể đi được. Hạ Tưởng giật mình, không ngờ Lệ Triều Sinh lại lợi hại như vậy, đúng là không đơn giản, thiết kế tỉ mỉ đủ tầng tầng cơ quan. Nếu không có Tiêu Ngũ ngầm điều tra thì chắc chắn là khó có thể phát hiện được đoạn cầu gãy có cơ quan bố trí khéo léo như vậy. Hiện tại thậm chí Hạ Tưởng còn hơi khâm phục Lệ Triều Sinh. Một kẻ giỏi tâm kế như vậy thật đúng là hiếm thấy. Nếu Lệ Triều Sinh là thái tử đảng, vừa có thế lực lại vừa có thủ đoạn, muốn đấu với y chỉ sợ còn khó hơn lên trời. Hạ Tưởng nói lại tình huống cho Kỳ Khải Đông. Kỳ Khải Đông lập tức nói. Cho người bơi qua sông. Trưởng đồn công an thành quan là Trịnh Thiếu Phong hăng hái xung phong. Để tôi đi, tôi bơi rất giỏi. Y lại hơi nghiêng mình với Hạ Tưởng, cười nói. Phó chủ tịch huyện Hạ. Tiểu Trịnh khá lắm. Kỳ thật Trịnh Thiếu Phong còn lớn tuổi hơn Hạ Tưởng, tuy nhiên Hạ Tưởng là quan lớn, gọi y là Tiểu Trịnh cũng không sao. Lần trước xảy ra sự kiện đánh nhau ở nhà hàng Thường Sơn, Trịnh Thiếu Phong đã để lại cho Hạ Tưởng ấn tượng khá sâu sắc. Hiện tại thấy y là trưởng đồn mà lại hăng hái làm gương cho binh sĩ như vậy, Hạ Tưởng lại càng thiện cảm y hơn, liền vỗ vai y nói. Hiện tại nước khá lạnh, cẩn thận một chút, đừng cậy mạnh. Phó chủ tịch huyện Hạ quan tâm khiến trong lòng Trịnh Thiếu Phong nóng hầm hập, cả người tràn ngập sức mạnh. Không hề gì, phó chủ tịch huyện Hạ, tôi làm được. Chàng trai này rất được, rất nhiệt tình hăng hái. Cố lên! Tần Thác Phu cũng thích Trịnh Thiếu Phong. Được chủ nhiệm Tần khen,
Trịnh Thiếu Phong cảm giác như ăn thần dược tăng lực, toàn thân đầy động lực, tuy nhiên y vẫn không lú lẫn đầu óc, vẫn không quên nhìn Kỷ Khải Đông, chờ trưởng phòng Kỷ hạ lệnh. Kỷ Khải Đông đương nhiên rất vui mừng, vung mạnh tay. Xuống nước, Trịnh Thiếu Phong cởi hết quần áo, chỉ để lại quần lót nhưng vẫn giơ tay chào theo đúng tiêu chuẩn. Vâng, trưởng phòng Kỷ. Trịnh Thiếu Phong lặn một hơi tới tận giữa sông mới nổi lên. Hạ Tưởng không kìm nổi tán thưởng. Bơi giỏi thật. Sau một lát, Trịnh Thiếu Phong liền bơi tới bờ đối diện. Y vẫy tay với mọi người rồi nhảy lên bờ, đi dọc theo cầu vào sâu phía trong, chỉ chốc lát đã biến mất trong rừng cây. Qua vài phút vẫn không hề có chút động tĩnh, Kỷ Khải Đông ảo não nói. Nguy rồi, quên mất không đưa cho Tiểu Trịnh một cái bộ đàm, cũng tiện báo cáo tình huống. Hạ Tưởng cũng mơ hồ có chút lo lắng. Mọi người đang chờ đợi sốt ruột lo lắng, mọi người trên cầu truyền ra những tiếng kêu ầm ầm. Chỉ thấy ở một bên của cây cầu gãy có một tấm thép rất dày duỗi ra, chậm rãi khép lại, nối hai bên cầu gãy lại với nhau. Cây cầu gãy trở thành một cây cầu hoàn chỉnh, liên tục. Chương 285, sợ bóng sợ gió. Kỷ Khải Đông mở to hai mắt, không thể tin được chuyện xảy ra trước mắt. Y là trưởng phòng công an huyện nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ như vậy. Y vung tay lên, một viên cảnh sát lái xe đi tới chậm rãi thăm dò trên tấm thép, vững như bàn thạch. Sau khi chiếc xe cảnh sát đầu tiên đi qua, tất cả mọi người đều khởi động xe, đi qua cầu. Hạ Tưởng cũng kinh ngạc không ngừng, nói với Tần Thác Phu. Chủ nhiệm Tần, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, không ngờ có thể nghĩ ra biện pháp như vậy, thật sự là thông minh tuyệt đỉnh. Tần Thác Phu cũng vô cùng kinh ngạc. Đúng là mở mang kiến thức, mở mang đầu óc. Tôi đã tra xét vô số quan tham nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải kẻ thông minh lợi hại như Lệ Triều Sinh này. Ngay cả tôi cũng phải có chút khâm phục y. Đầu óc giỏi như vậy, biện pháp khéo léo như vậy cũng có thể nghĩ ra được, thật sự là giỏi lừa người. Hạ Tưởng liền cười. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Chủ nhiệm Tần tới huyện An thì tất cả khó khăn đều bị phá như thế chẻ tre. Tần Thác Phu trừng mắt với Hạ Tưởng. Bớt nịnh bợ đi, hôm nay nếu không có cậu, nếu không có Tiêu Ngũ, có đánh vỡ đầu tôi ra cũng không nghĩ ra được Lệ Triều Sinh chẳng những trốn trong thâm sơn cùng cốc khai thác trộm quặng mà còn có thể dùng biện pháp như thế này để lừa gạt mọi người. Y quả thực là một tên tội phạm rất thông minh. Đang nói chuyện thì Trịnh Thiếu Phong đi ra từ một góc của căn nhà gỗ, vẻ mặt hưng phấn. Bên trong còn có một người, bị tôi đánh bất tỉnh. Bên trong còn có địa đạo. Trong địa đạo có nguồn điện và công tắc nối cầu, ngoài ra còn có tủ lạnh, tivi, sống khá thoải mái. Kỷ Khải Đông lưu lại hai viên cảnh sát để trông coi người bên trong, Trịnh Thiếu Phong mặc lại quần áo, lên xe đi cùng mọi người. Đoàn người đi về phía trước thêm hơn 10 km, đường núi cũng không rộng, nhiều lắm chỉ có thể cho hai chiếc xe tải đi song song. Trên đường mơ hồ có thể thấy những tảng đá rơi rớt, còn có cả vết xe, bởi vậy có thể dễ dàng đoán rằng nơi đây thường có xe tải lớn qua lại. Hạ Tưởng lại gọi điện thoại cho Tiêu Ngũ, đi dọc theo đường núi thêm vài cây em nữa, rốt cục phát hiện điểm khai thác quặng. Địa điểm khai thác quặng cũng không phải rất bí mật, nằm trong một hang núi, ô tô có thể đi thẳng vào bên trong. Nhìn quanh một lượt, thấy xung quanh mỏ quặng có hơn 10 căn phòng, còn có một số chiếc xe đi qua đi lại, ít nhất cũng hơn 10 chiếc, tuy nhiên hiện trường thi công lại không có bao nhiêu công nhân. Xa xa hơn nữa, trên một ngọn núi nhỏ không cao lắm, có một đám người đang cầm búa xẻng, vây trước cửa một sơn động, không ngừng kêu la. Mau ra đây, đừng làm rùa đen co đầu rụt cổ nữa. Tất cả mọi người đều là dân quê, các anh mà đi ra, lập biên bản xong là chúng tôi sẽ thả các anh. Đừng thả bọn chúng nó không phải tốt đẹp gì đâu, khẳng định là muốn phá chúng ta. Nếu như bị phát hiện khai thác trộm quặng, sau khi đóng cửa, chúng ta sẽ không có tiền nữa đâu. Đúng, hiện tại cũng không ai biết, bọn chúng chỉ có 3-4 đứa, giết chết chúng nó, chôn đi sẽ không ai phát hiện. Giết chết chúng nó đi, giết chết chúng nó đi. Có người kích động tự nhiên sẽ có người hùa theo, bắt đầu có người xông vào trong động, hai người vừa mới vào một lát lại chạy ra kêu to. Bọn chúng có chút bản lĩnh, đánh không lại chúng nó. Đốt chết chúng nó, đốt lửa đi. Nhanh đi nhặt cây. Thui cho chúng nó không có chỗ mà chạy. Đốt chết chúng nó đi. Đám người tách ra bốn phía, đi tìm cành cây khô, tình hình rất nguy cấp. Hạ Tưởng sốt ruột, vội vàng gọi Kỷ Khải Đông. Trưởng phòng Kỷ,
mau cứu người, không thể để họ nguy hiểm. Kỷ Khải Đông hơi do dự. Đám dân miền núi này luôn luôn coi trời bằng vung, nếu xử lý không tốt sẽ dễ phạm sai lầm, đến lúc đó sợ rằng không thể thu dọn nổi. Y sợ phải gánh vác trách nhiệm chính trị. Có trách nhiệm tôi sẽ chịu. Hạ Tưởng nóng nảy. Không, có trách nhiệm bằng trời cũng sẽ do tôi gánh vác. Tần Thác Phu khẳng khái nói. Người ở bên trong là do tôi phái đi tìm hiểu tin tức. Bọn họ cản trở, tấn công nhân viên quốc gia công tác, phải ngăn chặn ngay. Hạ Tưởng cảm kích nhìn Tần Thác Phu. Hắn biết chủ nhiệm Tần là muốn cho đám người Tiêu Ngũ được chính danh. Kỷ Khải Đông không còn lo lắng gì nữa, to gan hẳn lên, lập tức kêu Trịnh Thiếu Phong. Cậu dẫn người xông lên, giải tán đám người kia, cứu người ở trong động ra. Khi cần thiết thì nổ súng cảnh cáo. Sau đó, y lại chỉ huy những người khác bao vây khu vực, thừa dịp đám người kia hỗn loạn thì khống chế những kẻ cầm đầu. Bố trí xong, Kỷ Khải Đông lại xin chỉ thị của Tần Thác Phu. Tần Thác Phu không nói gì, bảo Kỷ Khải Đông cứ tự chủ động bố trí theo ý mình. Tôi không phải chuyên môn về việc này. Anh cứ phụ trách việc bắt người, tôi sẽ thay mặt anh báo công với bí thư Lý. Kỷ Khải Đông nghĩ thầm rằng, nếu đánh đổ Lệ Triều Sinh, huyện ủy sẽ trống ra một vị trí ủy viên thường vụ. Chỉ cần lần này biểu hiện tốt một chút, sẽ là một cơ hội lập công rất tốt để báo cáo bí thư Lý. Kỷ Khải Đông công tác ở cơ sở đã nhiều năm, tự nhiên có rất nhiều thủ đoạn để đối phó với thôn dân. Y bố trí xong, cũng không trấn thủ chỉ huy mà làm gương cho binh sĩ, xung phong về phía trước, dẫn dắt một đám cảnh sát, lao về phía đám người kia giống như mãnh hổ xuống núi. Không đến nửa giờ sau, cuộc chiến đã kết thúc, chẳng những đám người Tiêu Ngũ được cứu ra bình an mà toàn bộ đám người phụ trách mỏ quặng đều bị bắt hết, không một ai chạy thoát. Có thể nói là đại thắng lợi. Tiêu Ngũ và mấy người thanh niên mặt mũi lấm lem, toàn thân rách nát đi tới trước mặt Hạ Tưởng. Tiêu Ngũ nhìn thấy Hạ Tưởng liền nhếch mép cười. Cuối cùng cũng không uổng phí công sức, tôi và mấy anh em lòng vòng trong núi mấy ngày, lại cắm chốt nửa tháng mới xác định được nơi này quả thật là một mỏ quặng. Tôi cũng đã chính mắt thấy Lệ Triều Sinh đến đây một lần. Bọn họ không đốt vôi mà chỉ bán đá, chở đá vôi đến một kho ở gần đây, sau đó cho lên xe, lại phủ một tầng lá, giả vờ mang lá khô đi đến nơi khác bán. Hạ Tưởng vội vàng lấy một chai nước từ trong tay một viên cảnh sát đứng bên cạnh, đưa cho Tiêu Ngũ. Uống nước đi rồi từ từ nói, không vội. Tiêu Ngũ và mấy người phía sau y đều quần áo tả tơi, thậm chí còn bị rách bươm, trên mặt, trên tay đều đầy vết máu, hiển nhiên là bị cành cây cào rách. Hạ Tưởng có chút cảm động, thật sự là những anh em tốt. Mình chỉ nói một câu, Tiêu Ngũ đã vượt mọi chông gai, không sợ gian nan nguy hiểm, theo dõi liên tục hơn 10 ngày. Trả giá rất nhiều tâm huyết. Hạ Tưởng cảm động nắm tay Tiêu Ngũ. Cảm ơn cậu, Tiêu Ngũ, người anh em tốt. Tiếp đó hắn lại lần lượt bắt tay ba người phía sau. Về sau các cậu đều là anh em tốt của tôi. Ba người vội vàng lau tay vào quần áo rồi bắt tay Hạ Tưởng. Phó Chủ tịch huyện Hạ, không dám không dám. Chỉ cần là Tiêu ca nói một câu, chúng tôi chịu chút khổ có tính là gì đâu. Tần Thác Phu cũng rất cảm động. Tự mình lấy mấy chai nước, mở một chai, rót vào tay cho một người rửa tay, nói. Đến đây, rửa mặt mũi rồi nói sau. Các cậu đều là đồng chí tốt, vất vả quá. Tiêu Ngũ giới thiệu ba người, lần lượt là Tiêu Không, Tiết Tam và Vương Nhị. Ba người không biết Tần Thác Phu là ai, chỉ nghĩ rằng đó là người bình thường nên cũng không từ chối, liền rửa tay rửa mặt dưới sự giúp đỡ của Tần Thác Phu. Hạ Tưởng cũng không tiến lên ngăn cản. Hắn thấy Tần Thác Phu làm vậy là thật tình chứ không phải đóng kịch. Quả thật ông ta đã bị mấy người này làm cho cảm động. Mấy người rửa ráy sạch sẽ xong, đều lộ ra những khuôn mặt còn rất trẻ trung, khỏe mạnh. Lúc này Hạ Tưởng mới giới thiệu Tần Thác Phu với họ. Đây là chủ nhiệm Tần của Ủy ban Kỷ luật thành phố, tự mình tới điều tra vụ án Lệ Triều Sinh. Mọi người có gì muốn nói thì cứ thoải mái nói với chủ nhiệm Tần. Tiêu Ngũ vừa nghe thấy là chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố lập tức hoảng sợ. Y cũng hơi hiểu biết một chút về pháp luật và chính trị, hơi kinh hãi nhìn Hạ Tưởng. Tần Thác Phu thấy Tiêu Ngũ lo lắng liền cười nói. Không cần sợ, đối với bên ngoài, các cậu có thể nói là các cậu hành động đều là do tôi trao quyền, là hợp pháp, là hành động dưới sự lãnh đạo thống nhất của Ủy ban Kỷ luật thành phố. Tiêu Ngũ yên tâm, y không giỏi ăn nói, chỉ nghiêm mặt, trịnh trọng nói. Cảm ơn chủ nhiệm Tần,
nếu chẳng may có vấn đề gì, một mình tôi chịu trách nhiệm. Phó chủ tịch huyện Hạ và ba anh em này đều không hề liên quan. Hạ Tưởng đấm cho y một quả. Được rồi, đừng dài dòng nữa. Chủ nhiệm Tần cũng không phải người dễ già. Ông ấy có sự quyết đoán và dám nói dám làm, nếu không đã không tự mình đi vào trong núi, mạo hiểm tới đây cứu mọi người. Mau kể lại các tình huống khác nữa xem nào. Tôi cũng biết vị trí chuyển quặng, vốn muốn nói sớm một chút cho Phó Chủ tịch huyện Hạ nhưng liên tiếp mấy ngày đều không thể liên lạc được. Tôi liền nghĩ, hay là cứ điều tra, thăm dò sâu thêm một chút, xem có thể trộm được chút sổ sách nào của chúng hay không, liền cùng với mấy anh em vào đây. Khi sắp lấy được thì không cẩn thận bị phát hiện, không có biện pháp đành phải trốn vào sơn động. Nếu không có mọi người đuổi tới kịp lúc, hôm nay đúng là không thể trốn thoát được. Tiêu Ngũ cười rất chất phác. Sơ suất quá. Nếu còn ở trong quân ngũ, để thủ trưởng biết được thì sẽ ăn mắng chết thôi. Chút việc nhỏ này cũng làm không xong, đáng về nhà cho sớm. Tần Thác Phu không hề cười mà cảm thán nói. Một đồng chí tốt, thật sự là một đồng chí tốt khó kiếm. Nếu tất cả các đồng chí ở ủy ban kỷ luật đều có năng lực và lòng nhiệt tình như Tiểu Tiêu thì có vụ án nào mà không phá được chứ? Ông lại quay sang nói với Hạ Tưởng. Tiểu Hạ, nếu tôi điều Tiểu Tiêu đến bên cạnh tôi thì cậu sẽ không phản đối chứ? Hạ Tưởng muốn phản đối nhưng lại ngại mở miệng, đành phải trưng cầu ý kiến của Tiêu Ngũ. Tiêu Ngũ xoa xoa tay, cười ngượng ngùng. Chủ nhiệm Tần là quan quá lớn, tôi đứng một chỗ với ngài luôn cảm thấy không được tự nhiên. Hay là cứ để tôi ở cùng với Phó Chủ tịch huyện Hạ thêm một thời gian, chờ khi nào luyện được to gan thêm một chút thì đi theo chủ nhiệm Tần có được không? Tiêu Ngũ này không ngờ cũng khá biết ăn nói. Tần Thác Phu cười ha hả. Được, chỉ cần tôi còn ở vị trí chủ nhiệm ủy ban kỷ luật một ngày, cửa lớn của ủy ban kỷ luật sẽ luôn mở rộng cửa chào đón cậu. Ông lại vẫy tay gọi Kỷ Khải Đông tới, nói. Trưởng phòng Kỷ, chuẩn bị thu đội. Mặt khác, thu giữ cẩn thận các sổ sách, chứng cớ, không được làm mất. Mang mấy người phụ trách đi, những người khác thả cũng được. Bọn họ đều là dân chúng, cũng chịu nhiều vất vả, khổ sở. Nếu họ không muốn về nhà thì cứ chờ ở đây rồi xử lý sau. Kỷ Khải Đông lập tức nghe lời, cho người áp tải mấy kẻ phụ trách lên xe cảnh sát, thu thập toàn bộ chứng cớ, sổ sách lên xe Hạ Tưởng. Hôm nay xem như lập được một chiến công lớn, không ngờ ở nơi thâm sơn cùng cốc này lại ẩn giấu một công trình lớn như vậy. Đây thật sự là mỏ quặng lậu của Lệ Triều Sinh sao? Giỏi thật, Lệ Triều Sinh ngày thường trông rất có vẻ bình thường, không ngờ lặng lẽ, bí mật xây dựng được một công trình lớn thế này. Ngoại trừ kinh hãi thì Kỷ Khải Đông còn khâm phục Lệ Triều Sinh. Đừng nói người bình thường, ngay cả bí thư và chủ tịch huyện cũng chưa chắc đã có thể lừa gạt được hết tất cả mọi người, xây dựng được một mỏ quặng lậu như thế này ở trong núi. Vậy mà Lệ Triều Sinh lại làm được, hơn nữa xem ra đã mở một thời gian không ngắn, có lẽ cũng đã kiếm không ít tiền. Tuy nhiên sự tình hôm nay cũng rất kỳ quái. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật mang đội đến niêm phong mỏ quặng lậu mà không phải là bí thư đảng ủy công an, hoặc là bí thư, chủ tịch huyện. Đúng rồi, cũng không có phó chủ tịch huyện phân công quản lý công nghiệp. Tóm lại đây là một việc rất lạ. Mặc kệ thế nào, chỉ cần mình lập công là được. Chủ nhiệm Tần của ủy ban kỷ luật cũng là thường vụ thành ủy, lời nói cũng sẽ rất có giá trị. Kỷ Khải Đông cảm thấy rất hưng phấn, cân nhắc bước tiếp theo cần phải dựa vào hướng bí thư Lý, cũng tốt cho việc tiến thêm bước nữa. Hiện tại xu hướng các nơi đều là trưởng phòng công an là ủy viên thường vụ. Y cũng có thể tiến thêm một bước về phía trước. Tần Thác Phu và Hạ Tưởng lên xe xem các chứng cớ thu thập được. Trịnh Thiếu Phong dẫn một đám người đi theo Tiêu Ngũ, trước hết vận chuyển quặng vào kho để niêm phong. Theo các chứng cớ thu được, mỏ quặng này đã khai thác ít nhất một năm trở lên. Sản lượng đã khai thác lên tới mấy trăm ngàn tấn, giá trị mấy triệu tệ, thậm chí hơn 10 triệu tệ. Nhìn đã thấy ghê người. Khó trách Lệ Triều Sinh có tiền mua biệt thự, hóa ra mỏ vàng của y là ở đây. Dùng một ngày thu một thúng tiền cũng không hề quá mức. Hạ Tưởng và Tần Thác Phu nhìn nhau, đều thấy sự kinh hãi trong mắt đối phương. Kinh hãi không phải là vì Lệ Triều Sinh dính đến số tiền lớn như vậy. Hai người đều biết rõ. Vụ án hơn 10 triệu tệ quả thật là vụ án lớn, nhưng 10 triệu tệ này không phải là toàn bộ chui vào túi Lệ Triều Sinh. Ngoại trừ các khoản chi phí, y còn phải có nguồn tiêu thụ, khẳng định phải có người bao che, mà rất có thể là người của thành phố Yến tiếp ứng khoáng thạch bán ra bên ngoài, hình thành một dây chuyền khép kín.
Hắn và Tần Thác Phu kinh hãi chính là thủ đoạn cao minh và tầng tầng lớp lớp phòng vệ cẩn thận của Lệ Triều Sinh. Mặc dù huyện An là một huyện nhiều núi, có rất nhiều ngọn núi chưa từng có vết chân người, nhưng Lệ Triều Sinh có thể cho nhiều người vào trong núi khai thác lậu, thành công giấu giếm được mọi người trong thời gian dài, còn hình thành một dây chuyền khai thác và tiêu thụ khép kín, điều này khiến mọi người phải kinh hãi và kính nể đầu óc làm ăn của y. Hạ Tưởng đã quyết định, đầu tiên là thu mỏ quặng này về cho nhà nước, sau đó tiếp tục cho khai thác và tiêu thụ. So với việc xây dựng nhà máy xi măng thì việc này tiện lợi hơn, cũng bớt ô nhiễm môi trường hơn rất nhiều, còn có thể tiết kiệm được một lượng lớn tài chính ban đầu. Bố trí thỏa đáng xong hết thảy, đoàn người Hạ Tưởng liền đi tới điểm tập kết quặng để tiếp tục điều tra. Trịnh Thiếu Phong thì được giao trọng trách ở lại để giải quyết nốt hậu quả. Biểu hiện của Trịnh Thiếu Phong hôm nay có thể nói là rất nổi bật. Chẳng những Kỳ Khải Đông rất hài lòng với y mà Hạ Tưởng và Tần Thác Phu cũng rất thưởng thức y. Trịnh Thiếu Phong được mấy vị lãnh đạo khen ngợi, toàn thân nóng bừng, hận không thể phân thân ra để làm mấy việc một lúc. Trên đường đi, Tần Thác Phu gọi điện thoại cho Thôi Hướng, báo cáo đơn giản lại tình hình. Thôi Hướng nghe xong lập tức kinh hãi, liền tỏ thái độ. Cha, phải tra triệt để, tuyệt đối không bỏ sót. Được chỉ thị của Bí thư Thành ủy, Tần Thác Phu thả lỏng tâm tư, không còn lo lắng gì nữa, có thể thoải mái vung tay vung chân làm lớn một hồi. Dù sao chứng cứ cũng vô cùng xác thực, không sợ Lệ Triều Sinh chối cãi. Đi được nửa đường, Tần Thác Phu lại nhận được điện thoại của Bình Cát, nói là đột nhiên không thấy Lệ Triều Sinh. Mấy người bọn họ chỉ thoáng sơ sẩy không lưu ý đã để y trốn thoát. Bình Cát tự kiểm điểm với Tần Thác Phu, thành khẩn nhận sai. Tần Thác Phu không kiên nhẫn cắt lời y. Hiện tại không phải lúc truy cứu trách nhiệm, lập tức phái người đuổi theo. Mặt khác, điều tra xem tình nhân của Lệ Triều Sinh là Du Lệ đi đâu. Việc này cậu báo cáo tỉ mỉ lại với Bí Thư Lý để Bí Thư Lý bố trí toàn diện. Bình Cát vội vàng vâng dạ, sau đó tìm Lý Đinh Sơn kể lại sự tình. Lý Đinh Sơn cũng biết một ít nội tình, nghe thấy sự việc đột nhiên có biến hóa, lập tức nói với Phương Cách, bảo y phát thông báo lập tức mời họp hội nghị thường vụ. Trong hội nghị thường vụ, Lý Đinh Sơn thông báo phát hiện của Hạ Tưởng và Tần Thác Phu. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không thể tin được. Khâu Tự Phong kinh ngạc đứng lên, mở to miệng. Sao có thể chứ, Lệ Triều Sinh giỏi ngụy trang vậy sao? Không ngờ y có thể giấu giếm được mọi người chúng ta. Những ủy viên thường vụ khác đều tràn đầy căm phẫn, đều chỉ trích Lệ Triều Sinh coi trời bằng vung, không coi pháp luật vào đâu, chỉ có Nghê Chính Phương cúi đầu không nói lời nào. Chủ nhiệm Nghê có gì muốn nói không? Lý Đinh Sơn hỏi với vẻ nghiêm túc. Hiện tại phân rõ giới hạn với Lệ Triều Sinh vẫn còn kịp. Chủ nhiệm Tần và Bí Thư Bình vẫn đang theo dõi sát sao về Lệ Triều Sinh mà không phải anh, việc này đã thuyết minh rõ vấn đề. Nghê Chính Phương đổ mồ hôi đầy đầu. Bí Thư Lý, tôi, việc Lệ Triều Sinh khai thác mỏ, tôi cũng chỉ nghe được một chút tin đồn, cũng không rõ nội tình lắm. Nói như vậy, anh cũng không có biểu hiện lập công gì phải không? Lý Đinh Sơn bám sát không tha. Phòng tuyến tâm lý của Nghê Chính Phương rốt cục sụp đổ. Dưới ánh mắt chăm chú của hơn 10 ủy viên thường vụ, y sợ hãi đứng lên. Tôi biết Lệ Triều Sinh đi đâu, tôi cũng biết Du Lệ đi đâu, tôi muốn lập công. Thành phố Yến, tòa nhà thành ủy. Trần Phong vẻ mặt ngưng trọng ngồi trước mặt Thôi Hướng. Thôi Hướng cũng nghiêm mặt không nói gì. Thật lâu sau Trần Phong mới nói. Phong thanh đã truyền ra, không thể che được, chỉ có thể khống chế mức độ trong khả năng có thể mà thôi. Bí thư Thôi, tôi vẫn kiên trì quan điểm của mình. Tạm thời không cần triệu tập hội nghị thường vụ, không cần tỏ thái độ, chờ sau khi chủ nhiệm Tần trở về thì chúng ta tổ chức họp hội ý rồi đưa ra quyết định sau. Tôi lo rằng trong thành ủy không chỉ có một người liên quan tới Lệ Triều Sinh, thậm chí cả trên tỉnh cũng có thể dính đến. Cho nên trước mắt tốt nhất là im lặng theo dõi tình hình. Thôi Hướng do dự, vốn ý tứ của y là lập tức mời dự họp hội nghị thường vụ, thông báo sự kiện Lệ Triều Sinh. Tuy nhiên Trần Phong lại không đồng ý, cho rằng hiện tại Lệ Triều Sinh và Du Lệ vẫn còn chưa bị bắt, không thích hợp gióng trống khua chiêng, sợ rằng ở thành phố và ở tỉnh có người tiếp ứng Lệ Triều Sinh. Nếu làm không tốt, sẽ khiến Lệ Triều Sinh trốn được. Thôi Hướng biết Lệ Triều Sinh có chỗ dựa là Từ Đức Tuyền. Từ việc Từ Đức Tuyền đột nhiên trở mặt trên hội nghị thường vụ lần trước khiến y cực kỳ mất mặt, y vẫn luôn canh cánh trong lòng về Từ Đức Tuyền, vẫn luôn tìm kiếm cơ hội cân bằng lại. Lần này là một cơ hội tốt không thể bỏ qua.
y muốn xem khi mở hội nghị thường vụ, Từ Đức Tuyền sẽ biểu hiện như thế nào. Đề nghị của Trần Phong cũng có lý, ý của Trần Phong là trước hết cứ bắt Lệ Triều Sinh rồi nói sau. Chỉ khi nào chính mồm Lệ Triều Sinh nói ra việc Từ Đức Tuyền tham gia mỏ quặng lậu này thì bọn họ mới có chứng cứ. Không thể chỉ dựa vào nghi ngờ đã có thể áp dụng hành động đối với một ủy viên thường vụ thành ủy. Trần Phong e ngại Cao Thành Tùng đằng sau lưng Từ Đức Tuyền. Phó Bí Thư Lộ sắp lui, Trần Phong cũng sắp tiếp nhận chức phụ Bí Thư Thành ủy thành phố Yến. Hiện tại lại là thời buổi rối loạn, tốt nhất là nên vững vàng quá độ. Dù sao Cao Thành Tùng cũng là Bí Thư tỉnh ủy, hơn nữa thường xuyên làm việc không theo lẽ thường. Nếu muốn đánh y một đòn thật đau, vậy thì trước hết phải triển khai giai đoạn đầu thật sự kín mít không chút kẽ hở mới được. Nếu không, một khi để y tìm được sơ hở, vậy sẽ là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ý tưởng của Trần Phong ổn thỏa hơn so với Thôi Hướng. Ông ta cũng biết là Thôi Hướng muốn mượn cơ hội trả thù Từ Đức Tuyền, muốn xem biểu hiện của mọi người ở hội nghị thường vụ. Tuy nhiên không cần phải nóng máu tranh thắng nhất thời. Trần Phong muốn một hiệu quả tương tự như khi bắt Thẩm Phục Minh, mặc dù hiện tại ông cũng vẫn không biết rốt cuộc ai là người đứng sau màn trong sự kiện Thẩm Phục Minh. Ông vô cùng khâm phục thủ đoạn của người đứng sau màn này, rất trầm ổn, rất bình tĩnh, vừa ra tay chính là một đòn sấm sét chí mạng. Thôi Hướng nhìn khuôn mặt kiên định của Trần Phong, nghĩ thầm rằng đây là thị trưởng Trần Phong vẫn luôn dõng dạc, mạnh mẽ, cứng rắn sao. Hiện tại Trần Phong trở nên bảo thủ, bình ổn như vậy từ khi nào? Thôi Hướng tin rằng, trong vấn đề nhắm vào Cao Thành Tùng, Trần Phong và mình có chung ích lợi. Vậy mà Trần Phong lại không hề có chút hoang mang, hiển nhiên là thành thục về chính trị hơn mình một bước. Trong chính trị không nhất định phải là trả đũa ngay lập tức, phải tiêu diệt bằng được đối thủ. Mặc kệ là đi đến cấp độ nào đều có những loại hình đối thủ khác nhau xuất hiện. Trừ khi gặp phải mâu thuẫn không thể điều hòa nổi, nếu không mọi người đều chỉ có thể tự nhường nhịn. Thôi Hướng rốt cục nghĩ thông suốt, nói. Tốt, vậy nghe đề nghị của thị trưởng Trần, chờ một chút. Lại nói tới Hạ Tưởng và Tần Thác Phu đi tới điểm tập kết quặng. Đang định xuống xe, bỗng nhiên Hạ Tưởng nhận được điện thoại của Liên Nhược Hạm. Liên Nhược Hạm hy vọng Hạ Tưởng đến thành phố Yến gặp cô. Có chuyện quan trọng cần thương lượng. Tần Thác Phu thấy Hạ Tưởng có việc liền nói. Tiểu Hạ, có việc thì cậu cứ đi trước đi, tiếp theo tôi và trưởng phòng Kỷ ứng phó là được. Hạ Tưởng cũng có ý này. Hắn không được phân công quản lý mảng công nghiệp, lại không hề có quan hệ với hệ thống chính trị pháp luật, dính vào việc này có vẻ không minh bạch. Vừa lúc Liên Nhược Hạm có việc gọi đi, liền cười xin lỗi. Bị ngăn cách với thế giới nhiều ngày, mọi người trong gia đình muốn gặp tôi. Tôi vẫn chưa kịp gặp mặt họ. Vậy tôi đi trước, chủ nhiệm Tần, xin giao Tiêu Mũ lại cho ngài. Tần Thác Phu không lề mề, nói luôn. Giao cho tôi là được, cậu cứ đi làm việc của cậu đi, giữ liên lạc bất cứ lúc nào nhé. Hạ Tưởng lại giải thích với Tiêu Mũ vài câu rồi lái xe đi. Trước tiên hắn tạt qua huyện An, tìm Lý Đinh Sơn, vừa lúc Khâu Tự Phong cũng đang ngồi trong phòng làm việc của Lý Đinh Sơn. Huyện An xảy ra chuyện lớn như vậy. Bí thư và chủ tịch huyện phải thảo luận đối sách, phải duy trì nhất trí cao độ trong việc đối ngoại. Hiển nhiên hai người đang thương lượng lý do thoái thác. Hạ Tưởng báo cáo đơn giản lại một chút tình huống, lại khen ngợi chủ nhiệm Tần không sợ nguy hiểm, trưởng phòng Kỷ gương mẫu, Trịnh Thiếu Phong lập công lớn, sau đó nói mình muốn đi thành phố Yến một chuyến để xử lý một ít việc cá nhân. Lý Đinh Sơn không có dị nghị, Khâu Tự Phong cũng thân thiết nói. Phó chủ tịch huyện Tiểu Hạ thật sự là vất vả. Không nghỉ ngơi một khắc nào. Mau trở về nghỉ ngơi vài ngày cho tốt, cho cậu nghỉ phép vài ngày, nghỉ ngơi đủ thì đi làm. Sự tình còn lại, có thành ủy chú ý cao độ, có chủ nhiệm Tần lãnh đạo, bí thư Lý và tôi sẽ giúp một phen, hẳn là có thể xử lý tốt. Mọi người lại nhắc tới việc Lệ Triều Sinh và Du Lệ mất tích. Lý Đinh Sơn nói, nghề chính phương dính vào không sâu, chỉ là thu một chút lợi lộc từ Lệ Triều Sinh mà thôi. Tuy nhiên y cũng có chút công. Nói ra địa điểm bí mật của Lệ Triều Sinh tại thành phố Yến, còn Du Lệ cũng trốn không xa, ở một huyện thuộc tỉnh Tây, đã phái người đi bắt về điều tra phá án. Lệ Triều Sinh đã chuẩn bị sẵn hộ chiếu, định trốn ra nước ngoài. Nếu người của Ủy ban Kỷ luật thành phố Yến tới muộn một bước, không tóm được y thì sẽ rất phiền toái. Lý Đinh Sơn lạc quan tin rằng sẽ bắt được Lệ Triều Sinh. Thành phố Yến không có chuyến bay thẳng ra nước ngoài. Nếu Lệ Triều Sinh muốn xuất ngoại, phải đến Bắc Kinh đăng ký. Từ thành phố Yến đi đến Bắc Kinh phải qua công an kiểm tra,
nếu muốn bình an vô sự cũng không phải chuyện dễ dàng. Tuy nhiên mặc kệ như thế nào, tất cả đều không cần Hạ Tưởng lo lắng. Hắn đã làm xong công việc của mình, việc còn lại cứ giao cho nhân viên tương quan xử lý là được. Hiện tại hắn cần phải chạy gấp tới thành phố Yến gặp Liên Nhược Hạm và Tào Thù Lê. Hạ Tưởng từ biệt hai người, vừa xuống lầu liền gặp Mai Hiểu Lâm. Vừa thấy Hạ Tưởng, Mai Hiểu Lâm thoáng mỉm cười, nói với hắn. Không ngờ anh giỏi thật, làm ra thanh thế lớn như thế này. Cuối cùng Lệ Triều Sinh cũng rơi vào lưới pháp luật. Cô lại đảo mắt, nói tiếp. Quả nhiên béo lên, người của Ủy ban kỷ luật đối xử với anh không tệ nhỉ. Xem ra vỗ béo anh. Hạ Tưởng bất đắc dĩ cười nói. Phó Bí Thư Mai đừng nói mát, không tin cô cứ thử bị giam 7, 8 ngày thử xem. Tôi là vì có lòng kiên nhẫn, tính tình lại hiền lành. Nếu đổi là cô, có lẽ ngày nào cũng ăn không ngon ngủ không yên, hiện tại không biết trở thành bộ dạng gì nữa. Tôi rất thích nghe những lời như vậy. Bỗng nhiên Mai Hiểu Lâm thở dài một hơi. Vì trong lòng anh không có sự gì nên mới cảm thấy trời đất bao la. Tuy nhiên mặc kệ là quan tham nào, chỉ cần bị bắt, chắc chắn sẽ vừa sợ vừa lo. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Chờ khi anh trở về, tôi sẽ mời anh ăn cơm mừng công. Được không? Hạ Tưởng bỗng nhiên nhớ tới một việc liền dặn dò. Có một việc xin Phó Bí Thư Mai chú ý một chút. Hiện tại Bí Thư Lý và Chủ tịch huyện Khâu đang bận rộn vụ án Lệ Triều Sinh. Nếu mỏ quặng lậu của Lệ Triều Sinh cứ đóng cửa như vậy thì rất đáng tiếc. Hơn nữa y bán chính là đá khoáng mà không đốt để chế tạo xi măng, không gây ô nhiễm mấy đến môi trường, cho nên tôi thấy vẫn cần phải tiếp tục khai thác. Tuy nhiên vấn đề ở chỗ khó có nguồn tiêu thụ, còn đường tiêu thụ của Lệ Triều Sinh thì hiện tại lại không rõ ràng lắm. Nếu cô có thể tìm được nguồn tiêu thụ chính là một việc rất tốt. Mai Hiểu Lâm nghe xong, cúi đầu suy nghĩ. Quả thật là một chuyện tốt. Được, tôi sẽ hỗ trợ liên hệ nguồn tiêu thụ. Cứ giao cho tôi. Hạ Tưởng thích nhất tính cách có sao nói nấy của Mai Hiểu Lâm, không khách sáo, không giả vờ, cũng không dở giọng. Từ biệt Mai Hiểu Lâm, Hạ Tưởng lái xe thẳng đến thành phố Yến. Hắn đi được hồi lâu, Mai Hiểu Lâm vẫn đứng bất động tại chỗ, hơi lắc đầu nói. Ôi, đáng tiếc. Cũng chẳng biết cô đáng tiếc điều gì. Trên đường đi, Hạ Tưởng lại nhận được điện thoại của Tào Thù Lê. Tào Thù Lê vừa nghe thấy giọng Hạ Tưởng liền òa lên khóc. Hạ Tưởng, Hạ Tưởng, anh dọa chết em, anh dọa chết em. Anh không sao chứ, bọn họ không đánh anh chứ. Hiện tại anh ở đâu? Em muốn gặp anh tới chỗ em ngay đi, được không? Mấy câu hỏi liên tiếp khiến Hạ Tưởng không thở nổi, toàn bộ đều là quan tâm và lo lắng không hề có chút ý tứ kìm nén nào. Hạ Tưởng cảm động đáp. Anh không có việc gì, anh không có việc gì. Bé Lê, em đừng lo lắng, anh ổn mà, còn nghỉ ngơi béo trắng ra, tăng lên vài cân, có lẽ còn đẹp trai hơn trước. Thật đấy. Hắn cố tình đùa để cô không lo lắng về mình. Em cứ học xong đi, anh đi làm mấy việc rồi tới tìm em ngay, được không? Vừa lúc có một vụ án lớn, anh vừa ra đã phải đi cùng chủ nhiệm Tần tới huyện An điều tra vụ án, cho nên chưa kịp đi gặp em trước. Đừng khóc được không? Em khóc nghe không hay đâu. Tào Thù Lê vẫn không bị hắn chọc cho cười mà vẫn nghẹn ngào nói. Hạ Tưởng, nếu không anh đừng làm quan nữa. Chúng ta cùng nhau thiết kế dự án, cũng có thể kiếm tiền, cũng có thể nuôi sống chính mình. Đấu tranh trong quan trường sợ lắm, ngày nào em cũng không ngủ được, ngày nào em cũng nhớ anh. Em còn gặp ác mộng, mơ là không còn được gặp lại anh nữa. Em khó chịu muốn chết. Hu hu. Cô lại khóc hu hu trong điện thoại. Tào Thù Lê không thể so sánh được với Liên Nhược Hạm, thậm chí còn kém cả Tiếu Giai về khả năng chịu đựng. Tính cách cô dịu dàng, hiền lành nhưng lại không đủ kiên cường. Hạ Tưởng đành phải tiếp tục khuyên nhủ cô một hồi, cuối cùng khuyên can mãi cô mới ngừng khóc. Hắn còn hứa với cô nhất định làm xong việc là đi gặp cô ngay, lúc này cô mới xem như tạm bình ổn trở lại. Tuy nhiên cô vẫn chưa đạt tới trình độ vừa nín khóc liền cười ngay. Hạ Tưởng cũng biết, trừ khi hắn xuất hiện trước mặt cô, nếu không cô vẫn sẽ không thể bình tĩnh được. Hạ Tưởng thật sự muốn tới an ủi cô trước, chỉ có điều hắn biết, Liên Nhược Hạm khẩn cấp tìm mình chắc chắn rằng sự việc đã khá nghiêm trọng. Hắn nhẫn nhịn, quyết định trước tiên phải gặp Liên Nhược Hạm rồi nói sau. Khi tới chỗ ở của Liên Nhược Hạm thì màn đêm đã buông xuống. Chương 286, Ly Biệt. Tháng 9 ở thành phố Yến, mặt trời vừa lặn, không khí lập tức mát mẻ hẳn lên,
nếu đến đêm còn có thể mơ hồ cảm thấy không khí của mùa thu. Hạ Tưởng nhìn thấy nước hồ càng ngày càng xanh biếc, lá sen cũng đã to tới mức cực đại, hắn biết, chỉ sợ đã đến lúc biệt ly. Gõ cửa, lại thấy vệ tân ra mở cửa. Vệ tân vẻ mặt cô đơn, thấy là Hạ Tưởng chỉ miễn cưỡng mỉm cười. Phó chủ tịch huyện Hạ à, tổng giám đốc Liên đang chờ anh ở phòng khách. Liên Nhược Hạ mặc bộ quần áo ở nhà, đang ngồi trên sofa trong phòng khách, ngẩn ngơ xuất thần. Từ khi biết cô tới nay, đây là lần đầu tiên Hạ Tưởng thấy bộ dạng cô thất hồn lạc phách như vậy. Nhất là hai mắt của cô đang nhìn TV nhưng không hề có chút thần sắc. Từ đó có thể thấy được chắc chắn là cô không hề nhìn thấy gì trên TV. Hạ Tưởng không kìm nổi đau lòng. Hạ Tưởng ôm chặt cô vào ngực, khẽ vuốt ve mái tóc cô, nhẹ nhàng nói. Khi mới sinh ra, con người không hề có gì cho nên cứ gặp ai cho bú sữa đều coi đó là mẹ. Sau khi lớn lên, càng có nhiều thứ lại càng đau khổ vì sợ mất đi những thứ đó. Khi mới quen biết em là một cô gái rất bốc đồng, muốn làm gì thì làm, không cần băn khoăn gì cả, có thể tùy theo ý mình du ngoạn khắp nơi, luôn luôn vui tươi, thoải mái. Nhưng kể từ sau khi em quen anh, em lại có thêm sự vướng bận, càng thêm nhiều lo lắng. Hạ Tưởng giơ tay tắt TV đi, cảm thấy nước mắt Liên Nhược Hạm làm ướt đẫm ngực mình. Tim hắn cũng cảm giác đau nhói. Hồng trần nam nữ, ân oán tình cừu, hút mắc càng sâu, nhung nhớ càng sâu. Hiện tại hắn và Liên Nhược Hạm đã có tình cảm không thể dứt bỏ. Một khi phải chia lìa quả thật làm cho cả hai đều phải đau lòng. Cô gái trước kia vốn lạnh lùng trong trẻo như mặt trăng, giờ dám yêu dám hận, bởi vì yêu hắn say đắm nên đã chuyển biến hoàn toàn thành một người con gái bình thường như trăm ngàn người con gái khác. Hạ Tưởng ôm chặt lấy Liên Nhược Hạm, nói. Không phải chỉ là ra nước ngoài một thời gian thôi sao? Trước kia em luôn dũng cảm kiên cường, còn dám một mình đi mạo hiểm, sao hiện giờ lại trở nên nhát gan như vậy? Được rồi, đừng khóc nữa, khóc xấu lắm, người ta cười cho. Vệ tân tránh ở một góc trên lầu 2, nghe thấy rất rõ ràng những lời Hạ Tưởng vừa nói. Cô khẽ thở dài, lắc đầu rồi lên lầu vào phòng mình, đóng cửa lại, bắt buộc mình không quan tâm tới sự tình bên ngoài. Liên Nhược Hạm như thể giật mình tỉnh lại, bỗng nhiên úp mặt lên người Hạ Tưởng cọ cọ mấy cái, mượn cơ hội lau khô nước mắt, sau đó lại mỉm cười. Được rồi, em không có việc gì. Cô lại cầm lấy điều khiển từ xa mở TV ra. Anh đừng tưởng bở, em không phải khóc vì anh mà là vừa mới xem một đoạn phim tình cảm nên mới cảm động mà khóc. Hạ Tưởng thấy cô vừa khóc vừa cười liền vui vẻ hôn lên mặt cô. Đây mới là Nhược Hạm của anh, chỉ khóc trong chốc lát nhưng cười phải cười nửa ngày. Cười luôn tốt hơn so với khóc mà. Đúng rồi, thủ tục làm xong chưa? Xong rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi thành phố Yến. Liên Nhược Hạm nói là không có gì nhưng lại tựa đầu vào vai Hạ Tưởng, dịu dàng nói. Sau khi em đi, không cho anh tán tỉnh các cô bé khác. Không được cười cười nói với các mỹ nữ, nhìn cũng không được nhìn nhiều. Còn nữa, ngoại trừ việc toàn tâm toàn ý đối xử tốt với cô bé Lê, anh còn phải hết sức chuyên chú nhớ đến em. Nếu không, em sẽ không tha cho anh đâu. Liên Nhược Hạm học được tính cách của các bà các cô như vậy từ khi nào thế? Hạ Tưởng không kìm nổi cười. Nhìn tình hình này là thấy được, lằng nhằng lắm mồm là bản tính trời sinh của phụ nữ, không học tự thông, ngay cả cô gái như Liên Nhược Hạm cũng vậy. Được rồi, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Trước tiên nói về chính sự quan trọng đi. Hạ Tưởng véo tai cô, tai Liên Nhược Hạm rất đẹp, trắng và tròn, vành tai rộng có viền, kết hợp rất hài hòa với cái cổ trắng nõn như ngọc. Hai người ngồi sát vào nhau trên sofa, thân mình dán vào nhau. Hạ Tưởng lại ngửi thấy mùi hương cơ thể cô, còn có thể nhìn thấy khe ngực mê hồn của cô. Trước kia hắn đã từng thưởng thức cảm xúc mê hồn ở đó, lại mới nghỉ dưỡng sức một thời gian nên tự nhiên không thể kìm nén được, một bộ phận cơ thể không tự chủ được liền có phản ứng. Liên Nhược Hạm cảm giác có một cái gì đó cứng rắn chống vào hông mình, ngay lập tức phát hiện ra, không khỏi đỏ hồng hai má. Anh xấu lắm, lại muốn à? Tiểu biệt thắng tân hôn chia ly ngắn còn hơn cả mới cưới, đương nhiên là muốn. Vậy cứ mơ đi, chịu không nổi thì tự khổ. Liên Nhược Hạm cười vui, còn cố ý nhích người đẩy vào chỗ đó. Hạ Tưởng đúng là đang căng như dây đàn, làm sao có thể chịu được cô khiêu khích như vậy, lập tức bế xốc cô lên lầu. Hai chân của Liên Nhược Hạm linh hoạt quắp ngang hông hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn, cúi xuống bên tai hắn, hơi thở như hương lan. Gấp cái gì,
ngày mai em đi, cả đêm nay em đều là của anh. Hạ Tưởng ngẫm lại cũng đúng, trời vừa mới tối, lên giường bây giờ còn hơi sớm. Chủ yếu là còn có vệ tân ở đây, hai người sớm như vậy đã trốn ở trong phòng không ra, cũng là quá vội vã, hắn liền cố nhẫn nhịn. Cũng may là vẫn có thể nhịn được. Chủ yếu là trong lòng hắn có tâm sự. Sự việc của tập đoàn Viễn Cảnh đã bố trí tốt rồi. Có Cao lão quản lý, có thể đảm bảo vận hành bình thường. Em vừa là chủ tịch hội đồng quản trị lại vừa là tổng giám đốc, Cao lão tạm thời đảm nhiệm phó tổng giám đốc, còn có mấy người hỗ trợ Cao lão. Hơn nữa còn có anh ở đây, đến lúc đó cũng có thể ra tay giúp đỡ một chút. Liên Nhược Hàm bắt đầu giải thích cho Hạ Tưởng bố trí của mình. Cô nói khá tập trung, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn đầy vẻ nghiêm túc, đôi mắt sáng lóng lánh khiến người ta phải trầm mê. Liên Cư tạm thời giao cho vệ tân xử lý, cô bé này tính cách cẩn thận, con người lại đáng tin cậy. Về sau anh cũng đừng tới đây nữa, em không an tâm về anh. Bị Liên Nhược Hàm nói thẳng vào mặt là không an tâm, Hạ Tưởng ngượng ngùng cười ha hả, không nói gì. Hắn nghĩ, mình và vệ tân đúng là có lắm lằng nhằng tuy nhiên không thể nói cho người ngoài được. Đương nhiên, kiếp này hắn sẽ không thể tiếp tục dính vào vệ tân được nữa. Đàn ông không thể chỉ là một động vật giống được ích kỷ, mỗi người phụ nữ đều có tình cảm phong phú, cho dù ham muốn xác thịt nhưng tình cảm lại là vấn đề hoàn toàn khác. Thế cục tỉnh Yến và thành phố Yến như thế nào thì em cũng không quan tâm, em chỉ quan tâm tới anh thôi. Tuy rằng lúc này bọn họ vận dụng lực lượng của Cao Thành Tùng vẫn không thể làm gì được anh, nhưng không thể cam đoan rằng bọn họ có sử dụng thủ đoạn khác nữa hay không. Hiện tại em đang làm căng lên với gia tộc, ra nước ngoài tránh đầu sóng ngọn gió cũng tốt. Em đi rồi thì áp lực của anh có lẽ sẽ giảm đi rất nhiều. Có lẽ bọn họ sẽ tạm thời thu tay lại, chủ yếu là anh và bé Lê sắp đính hôn. Em cũng không muốn ở lại xem hai người. Liên Nhược Hàm có vẻ chua xót nhìn Hạ Tưởng, cắn răng nói. Em vẫn hận anh. Hạ Tưởng liền thành thật nhận lỗi. Anh biết cái gì chứ? Liên Nhược Hàm thấy hắn thành thật như một khúc gỗ, lại tức giận đấm hắn. Anh toàn làm em tức thôi. Quên đi, không nói chuyện bé Lê với anh nữa, nói chuyện của anh đi. Em đi rồi. Tuy rằng không thoải mái với gia tộc nhưng bọn họ khẳng định vẫn sẽ chiếu cố cho tập đoàn Viễn Cảnh. Đối với anh thì có lẽ bọn họ vẫn còn rất bất mãn, nhưng bởi vì em không còn ở thành phố Yến nữa nên bọn họ cũng sẽ không tiện tìm anh gây phiền toái. Nhưng nếu chẳng may bọn họ có người nhàn rỗi muốn làm càn, vẫn lằng nhằng gây chuyện với anh, em cũng sẽ nghĩ biện pháp phản kích. Đừng tưởng rằng em dễ bị bắt nạt. Liên Nhược Hàm nói lời cứng rắn, vẻ mặt quyết liệt, cũng biểu lộ một mặt kiên cường của cô. Hạ Tưởng vỗ vỗ vào lưng cô, cười nói. Yên tâm đi, anh cũng không phải quả hồng mềm, ai muốn nắn bóp thế nào thì nắn bóp. Lần này có người không những không bóp được quả hồng mà còn đứt cả ngón tay. Không cần phải nói, sự kiện Thẩm Phục Minh chắc chắn là sản phẩm của Tống Chiêu Độ. Tống Chiêu Độ triển khai như thế nào thì Hạ Tưởng không rõ lắm, nhưng hắn có thể đoán được rằng nhân cơ hội Cao Thành Tùng tập trung sự chú ý lên người mình, Tống Chiêu Độ liền tóm ngay Thẩm Phục Minh. Đồng thời từ sự kiện Tống Chiêu Độ thuận lợi ra tay này, Hạ Tưởng cũng đoán được rằng thế cục ở Bắc Kinh đã xảy ra biến hóa tinh tế. Ai chẳng biết Thẩm Phục Minh là người của Cao Thành Tùng. Tóm Thẩm Phục Minh, bất cứ người nào hiểu biết đều thấy được rằng, hướng gió đã thay đổi. Sự ủng hộ của đại nhân vật ở Bắc Kinh đối với Cao Thành Tùng đã yếu đi rất nhiều, không hề còn ủng hộ mạnh mẽ vô điều kiện như trước nữa. Việc này nói lên điều gì? Nói lên rằng hoặc là Cao Thành Tùng sẽ rơi đài hoặc là sẽ phải kiềm chế sự ngông nghênh của mình. Đây cũng là lý do khiến đa số các ủy viên thường vụ nhạy bén phát hiện hướng gió mới, lại bị Cao Thành Tùng áp bách lâu ngày, bất mãn bộc phát ra, mới có trò vui chèn ép Cao Thành Tùng trên hội nghị thường vụ tỉnh ủy. Hạ Tưởng cũng không biết chi tiết nhưng căn cứ hiểu biết và phán đoán của hắn về Tống Chiêu Độ, có thể nghĩ được rằng người ủng hộ Tống Chiêu Độ ở Bắc Kinh sắp thăng tiến. Hơn nữa, trong giai đoạn chuyển giao giữa hai thế hệ già và trẻ, chỗ dựa của ông ta hiển nhiên đã chậm rãi chiếm thế thượng phong, cho nên vở kịch vui ở tỉnh Yến cũng chỉ là một sự bổ sung cho màn kịch lớn tại Bắc Kinh mà thôi. Bắt Thẩm Phục Minh không tính, còn vặn ngã cả phòng tự lập. Cái tát này đánh rất vang, có lẽ đủ khiến cho Cao Thành Tùng vốn luôn kiêu ngạo cũng phải choáng váng đầu óc, thậm chí còn có thể nổi trận lôi đình. Nhưng cho dù Cao Thành Tùng có tức giận hơn nữa, chỉ cần y có chút trí tuệ chính trị, y cũng sẽ phải kiềm chế bản thân lại. Thẩm Phục Minh đột nhiên bị mang đi trong khi y hoàn toàn không biết gì trước đó cả.
Điều này đã thuyết minh vấn đề. Cao Thành Tùng chẳng những không ngốc mà còn rất thông minh, nếu không cũng đã không lên nổi ngôi cao bí thư tỉnh ủy. Tuy nhiên khi sau khi y từ chủ tịch tỉnh Yến lên làm bí thư tỉnh ủy, lại có chỗ dựa ở Bắc Kinh, liền không thể tránh được bành trướng chủ nghĩa cá nhân và dục vọng quyền lực tới mức lớn chưa từng có. Kết quả là không tới vài năm, y đã khiến gần như toàn bộ tỉnh Yến phải oán than. Nguyên nhân khiến càng ngày Cao Thành Tùng càng kiêu ngạo, ngông cuồng, tự đại chính là vì không có người khống chế y. Tống Chiêu Độ quả nhiên là lợi hại, quyết đoán tóm đúng thời cơ, vừa ra tay là một đòn chí mạng. Hạ Tưởng có thể tưởng tượng được, sự việc sẽ không dừng lại ở đây. Ông ta chắc chắn vẫn còn thủ đoạn tiếp theo. Kế tiếp sẽ là ai rơi đài? 8/9 sẽ là Vũ Phái Dũng. Về việc Vũ Phái Dũng rơi đài thì Hạ Tưởng không hề có chút nghi ngờ nào. Kiếp trước, Vũ Phái Dũng đã bị xử án tử hình. Điều mà hắn quan tâm chính là vận mệnh của Cao Kiến Viễn. Bởi vì kiếp trước, Cao Kiến Viễn đã nghe được phong thanh Cao gia rơi đài từ trước nên thong dong trốn ra nước ngoài, không bị bắt về quy án. Kiếp này, bất kể như thế nào cũng không thể để Cao Kiến Viễn trốn thoát. Vỏ bề ngoài lịch lãm của Cao Kiến Viễn che giấu một trái tim luôn giáp tâm hại người. Vì sự sĩ diện của bản thân, chẳng những y đầu tư thất bại thua lỗ hơn 10 triệu tệ trong dự án màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn mà y còn mò tiền để đầu tư dự án biệt thự Tây Sơn. Nguồn gốc số tiền này khẳng định là có vấn đề. Hơn nữa y còn tự chủ trương khai phá biệt thự Tây Thủy, kết quả là thất bại thảm hại. Mặc kệ là như thế nào, buôn bán có lãi thì y thu, thua lỗ thì quốc gia chịu. Nói y là kẻ sâu mọt bậc nhất ở tỉnh Yến cũng không đủ. So sánh với sự kiêu ngạo, ngông cuồng của Vũ Phái Dũng thì bộ dạng khiêm tốn, thanh lịch để mê hoặc lòng người của Cao Kiến Viễn mới khiến người ta khó lòng phòng bị nhất. Liên Nhược Hãm xuất thân từ đại gia tộc, lại không hề có chút hứng thú đối với thế cục và các cuộc đua chính trị. Cô chỉ cần biết Hạ Tưởng bình an vô sự là tốt rồi. Các phương diện khác, ví dụ như việc Thẩm Phục Minh bị bắt, vân vân. Cô đều không hề có chút hứng thú nào. Sau khi ăn xong, Vệ Tân thu dọn bát đĩa, Hạ Tưởng đưa Liên Nhược Hãm ra ngoài tản bộ. Cuối tháng 9, thành phố Yến dần dần có chút hơi thở mùa thu. Bóng đêm vừa buông xuống, cây cỏ đã đọng đầy sương. Hai người dạo bước bên hồ, ngắm những đóa hoa sen lần lượt nở ra, tâm tình trở nên vui vẻ thoải mái. Liên Nhược Hãm vẫn không nói gì, chỉ kéo tay Hạ Tưởng, bộ dạng đầy tâm sự. Thỉnh thoảng còn đá mấy lá cỏ ven đường. Tuy rằng trong lòng Hạ Tưởng không nỡ nhưng hắn cũng biết nếu giữ Liên Nhược Hãm lại sẽ chỉ tăng thêm phức tạp và thương cảm trong thời buổi rối loạn này. Rời xa thành phố Yến một thời gian cũng tốt cho việc thanh tĩnh trở lại, tránh thời gian hỗn loạn này rồi nói sau. Cao gia sắp rơi đài, không nên dính líu vào đống phức tạp này thì tốt hơn. Hắn liền khuyên Liên Nhược Hãm. Em đừng buồn, chẳng bao lâu nữa là em có thể lại trở về. Anh nghĩ có lẽ Tết năm nay em lại có thể cùng anh đi Đan Thành. Được không? Liên Nhược Hãm trừng mắt nhìn Hạ Tưởng. Đừng nói lung tung, em đang tính ngày, đừng làm loạn ý nghĩ của em. Tính ngày cái gì? Hạ Tưởng khó hiểu. Không nói cho anh, không hiểu cũng đừng hỏi loạn. Không biết vì sao, mặt Liên Nhược Hãm bỗng nhiên đỏ lên. Cũng may, đèn đường hơi mờ nhạt nên cũng không nhìn rõ lắm. Hai người đi một đoạn. Nghe thấy tiếng côn trùng kêu vang khắp nơi, Hạ Tưởng cảm thán nói. Nháy mắt đã lại mùa thu, lúc này Thảo Nguyên huyện Bá hẳn là phong cảnh đẹp nhất. Em nói xem, có thời gian chúng ta cùng du ngoạn một vòng trên Thảo Nguyên huyện Bá, được không? Được, hiện tại đang thịnh hành món cừu nướng, chúng ta nướng một con cũng đủ cho vài người ăn. Liên Nhược Hãm cúi đầu tính toán. 5 người ăn cũng đủ. 5 người, 5 người nào? Hạ Tưởng cảm thấy hôm nay Liên Nhược Hãm rất lạ, dường như có tâm sự gì đó, lại như thể có ý tưởng lâu dài nào đó, khiến hắn không hiểu ra sao cả. Được rồi, đừng hỏi nữa. Em thuận miệng nói vậy thôi. Liên Nhược Hãm lại không kiên nhẫn, nắm chặt tay Hạ Tưởng, nói. Đi, trở về đi, trời hơi lạnh. Kỳ thật cũng không quá lạnh, những cơn gió thu thổi tới khiến người ta cảm thấy thoải mái. Hạ Tưởng liền ăn ngay nói thật. Không lạnh lắm đâu. Cảm giác rất thoải mái. Hay là cứ ở thêm một lát nữa. Anh ngốc lắm. Liên Nhược Hãm đẩy hắn một cái, quay người bước đi. Ngốc, cho anh ở đây đến sáng mai luôn. Lúc này Hạ Tưởng mới phản ứng lại, cười ha hả, vội vàng chạy tới ôm lấy Liên Nhược Hãm. Đúng đúng đúng, đêm vui ngắn chẳng tày gang. Là anh không hiểu khát vọng của mỹ nhân.
Nói là khát vọng thật khó nghe. Liên Nhược Hạm oán trách nói. Không cho anh lên giường nữa. Đêm xuân ngắn chẳng tày gang, một đêm không ngủ, cho đến tận gần sáng, Hạ Tưởng mới ngủ thiếp đi trong tình trạng kiệt sức. Chỉ ngủ non nửa giờ, Hạ Tưởng liền tỉnh dậy, bởi vì Liên Nhược Hạm phải đi Bắc Kinh để bay. Thành phố Yến không có chuyến bay thẳng ra nước ngoài. Hạ Tưởng cố ý muốn đưa Liên Nhược Hạm đi Bắc Kinh. Lần này chia lìa kẻ nam người Bắc, không biết đến khi nào mới được gặp lại, trong lòng hắn nặng trịch, không biết là có cảm giác gì. Hiện tại Liên Nhược Hạm đã là một người con gái gắn liền với sinh mạng hắn không thể tách rời, cô đi xa, tim hắn không đau sau được. Đi thẳng một mạch hơn 3 tiếng đồng hồ mới tới sân bay Bắc Kinh. Ở sân bay đã sớm có người chờ sẵn, chuẩn bị hết thảy cho Liên Nhược Hạm. Trước khi lên máy bay, Liên Nhược Hạm rốt cục không kìm nổi bật òa khóc, nhào vào trong ngực Hạ Tưởng khóc nức nở nói. Nếu 1 năm rưỡi nữa em vẫn không về thì phải nhớ em đấy. Nếu không, em có biện pháp cho anh đau lòng chết thôi. Em có biện pháp, anh có tin hay không? Gần đi rồi mà vẫn còn uy hiếp mình sao? Hiện tại Hạ Tưởng là cô nói gì nghe nấy, vội vàng gật đầu liên tục. Anh tin hết. Anh tin cái gì, anh biết cái gì chứ? Ngốc lắm. Liên Nhược Hạm lùi lại, vẫy tay với hắn, sau khi đi qua lối kiểm soát thì quay lại cười với hắn, đặt tay lên bụng nói một câu. Chờ khai hoa kết quả. Liên Nhược Hạm biến mất đã nửa ngày nhưng Hạ Tưởng vẫn đứng ngơ ngẩn một mình tại chỗ bất động. Hắn có ngu ngốc mấy thì cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Liên Nhược Hạm đã từng nói muốn cướp lấy cơ hội đột phá tầng quan hệ cuối cùng với hắn trước Tào Thù Lê, cũng muốn cướp cơ hội sinh một đứa con cho hắn trước Tào Thù Lê. Cô đúng là nói được thì làm được. Khó trách tối qua cô nói phải tính ngày, hóa ra là tính xem có phải thời kỳ dễ thụ thai hay không. Lúc này Hạ Tưởng mới bừng tỉnh ngộ. Khó trách lúc ấy cô nói 5 người đi chơi thảo nguyên. Nếu cô sinh một đứa con cho hắn, Tào Thù Lê cũng sinh một đứa con cho hắn, cộng với 2 cô và hắn vừa đúng là 5 người. Ha ha, nếu thật sự có một ngày như vậy cũng coi như một niềm vui lớn trong đời. 2 người vợ, 2 đứa con, du ngoạn rong chơi, vậy thì thằng đàn ông là hắn cũng coi như hạnh phúc mỹ mãn. Chỉ có điều Liên Nhược Hạm đồng ý nhưng Tào Thù Lê có đồng ý đi cùng hay không còn chưa chắc. Hạ Tưởng cũng biết, dù sao hắn không thể quản được Liên Nhược Hạm. Cô bay ra nước ngoài có lẽ là vì muốn tránh đầu sóng ngọn gió, nhưng cũng có lẽ là vì muốn an tâm sinh nở. Liên Nhược Hạm vẫn luôn tùy hứng, thích làm gì thì làm, không ai có thể khiến cô thay đổi được. Đã đến Bắc Kinh rồi, vừa lúc Tiếu Giai cũng ở đây, Hạ Tưởng liền gọi điện thoại cho Tiếu Giai. Tiếu Giai vừa nghe thấy là Hạ Tưởng đã đến Bắc Kinh liền kinh ngạc kêu lên. Thật không đấy? Anh ngàn vạn lần đừng có lừa em, lâu lắm rồi em không gặp anh đó. Nếu anh lừa em thì thật là quá đáng. Quả thật cũng đã lâu rồi chưa gặp Tiếu Giai, trong lòng Hạ Tưởng cũng thấy hổ thẹn. Trong 3 người con gái thì Tiếu Giai là người mình ít quan tâm tới nhất, cô cũng chưa bao giờ chủ động yêu cầu mình cái gì, luôn kiên cường và độc lập. Hạ Tưởng lái xe đi tới chỗ ở của Tiếu Giai tại Bắc Kinh. Đi hơn 1 giờ thì tới nhà mới của Tiếu Giai ở gần đường Vành Đai 3. Đó là một khu đô thị rất đẹp, diện tích xanh hóa rất lớn, vòi phun nước và núi giả rất tinh xảo, còn cả đường xá trong khu cũng được thiết kế rất cẩn thận, tỉ mỉ. Cho dù Hạ Tưởng nhìn với ánh mắt chuyên nghiệp cũng phải khen là thiết kế rất tốt. Chương 287, Tiếu Giai ở Bắc Kinh. Hạ Tưởng liền âm thầm khen ngợi ánh mắt của Tiếu Giai lựa chọn rất chuẩn. Tiếu Giai đang ở nhà. Vừa mở cửa, Tiếu Giai liền không thèm quan tâm hết thảy. Nhào vào ngực hắn òa khóc. Anh thật là một kẻ phụ lòng. Bao nhiêu ngày như vậy cũng không thèm đến thăm em. Em còn tưởng rằng anh không cần tới em nữa. Em phải thanh minh trước. Khi nào anh không cần em nữa thì cứ nói thẳng với em. Đừng làm em phải đoán, khổ sở lắm. Hạ Tưởng ôm chặt lấy Tiếu Giai, bế vào sofa, nói với vẻ mệt mỏi. Sao anh lại không cần em được chứ? Đừng nói lung tung, gần đây quả thật bận rộn quá. Cho anh cốc nước. Tiếu Giai rót nước cho Hạ Tưởng uống xong, thấy sắc mặt hắn không tốt, liền quan tâm hỏi. Làm sao vậy anh, công việc không thuận lợi à? Hay là gặp vấn đề gì khó khăn? Kỳ thật trong 3 cô gái thì chính khi ở bên cạnh Tiếu Giai là lúc Hạ Tưởng an tâm và thả lỏng bản thân nhất. Tiếu Giai là người con gái đầu tiên của hắn, có khởi điểm giống với hắn từ khi còn ở công ty nghèo đói của Lý Đinh Sơn, thậm chí còn có cảm xúc đồng bệnh tương liên. Có lẽ ở sâu trong nội tâm hắn. Chỉ khi đối mặt với Tiếu Giai,
hắn mới trở lại với một phần con người thật của mình. Dù sao, cả kiếp trước và kiếp này hắn đều tiếp xúc với Tiếu Giai. Tuy rằng không biết ở kiếp trước, vận mệnh của Tiếu Giai như thế nào, có lẽ cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì, nhưng đời này đã gặp được nhau, hắn sẽ cố hết sức giúp đỡ cô vượt qua những khó khăn trong đời. Hắn sẽ giúp cô một tay, khiến cô phát huy đầy đủ sự thông minh và tài trí trên thương trường. Hạ Tưởng không kể cho Tiếu Giai biết việc mình bị giam giữ mà chỉ thản nhiên nói hắn công tác bộn bề nhiều việc, hơn nữa rất có thể thời gian tới quan trường tỉnh Yến sẽ có chấn động, cho nên cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Tiếu Giai có một mặt mạnh mẽ nhưng cũng có một mặt dịu dàng, ngoan ngoãn. Cô chỉ lặng lẽ nghe Hạ Tưởng nói chuyện, cho hắn dựa đầu vào ngực mình, bóp vai, bóp đầu cho hắn. Trong sự săn sóc dịu dàng, ân cần của Tiếu Giai, Hạ Tưởng chìm dần vào giấc ngủ. Khi hắn thức dậy thì đã là buổi chiều, mùi thức ăn thơm ngon bay tới. Hạ Tưởng cũng khá đói, liền dậy rửa mặt mũi, tiện thể tắm qua, thay quần áo, sau đó ngồi ngay ngắn vào bàn ăn chờ ăn cơm. Cảm giác ông chủ gia đình quả thật rất dễ chịu. Tay nghề của Tiếu Giai có vẻ tiến bộ, làm 4 món thức ăn và 1 món canh. Cô đeo tạp dề, càng tôn lên chiếc eo thon và cặp mông tròn căng. Hạ Tưởng liền phát hiện, Tiếu Giai càng ngày càng thành thục. Mỗi cử động đều biểu lộ vẻ quyến rũ của thục nữ, cho dù là Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm đều không thể sánh nổi. Chỉ sau khi trải qua đàn ông mở mang, phụ nữ mới được chân chính khai phá, mới có thể phát ra sự quyến rũ mê người. Mà cũng chỉ sau khi đã trải qua phụ nữ, người đàn ông mới càng thêm thành thục điềm đạm, chắc chắn. Nhìn vòng eo thon và bộ ngực căng đầy của Tiếu Giai, trong lòng Hạ Tưởng không hề có chút dục vọng nào chắc tại tối qua bội thực. Hắn muốn cứ lặng lẽ ở đây với cô, hưởng thụ một chút cảm giác ấm áp gia đình, hơn nữa, hắn còn rất nhiều điều muốn nói với Tiếu Giai. Tiếu Giai thấy Hạ Tưởng không nói gì thì cũng im lặng, ngoan ngoãn như một cô vợ hiền. Nếu là Liên Nhược Hạm, có lẽ sẽ trêu chọc Hạ Tưởng mấy câu. Nếu là Tào Thù Lê, có lẽ sẽ đùa nghịch hắn một chút. Nhưng Tiếu Giai thì không, cô chỉ lặng lẽ ở bên hắn, trầm lặng không nói gì, chờ đợi Hạ Tưởng chủ động mở miệng. Nếu Hạ Tưởng không mở miệng, cô sẽ không hề hỏi nhiều. Đi theo Hạ Tưởng hơn 2 năm, Tiếu Giai đã không còn là Tiếu Giai luôn mạnh mẽ, tranh chua trước kia nữa. Có lẽ đối xử với người ngoài thì cô vẫn còn một mặt mạnh mẽ, nhưng khi đối mặt với Hạ Tưởng, cô lại dịu dàng như nước, hoàn toàn hòa tan hắn bằng tình cảm dịu dàng, ấm áp. Hạ Tưởng lặng lẽ ăn cơm, ăn xong rốt cục mỉm cười. Khá được, tay nghề em tiến bộ đấy. Bình thường em ở một mình thường tự nấu ăn à? Đúng thế, em không thích ăn bên ngoài, luôn cảm thấy không vệ sinh nên tự mình nấu ăn. Có đôi khi em cũng cùng ăn với Tiểu Dương. Tiểu Dương là hàng xóm trên lầu. Cô ấy cũng ở Bắc Kinh có một mình, hình như là sinh viên học viện điện ảnh. Nếu người đàn ông trung niên kia không tới thì khi không có việc gì, cô ấy lại đến tìm em. Tiếu Giai hoạt bát hẳn lên, thấy Hạ Tưởng cười nói như không có gì liền bất mãn nói. Nhìn mặt anh khi vừa vào cửa trong sợ chết khiếp, cứ như thể ai đó đang nợ anh mấy trăm ngàn vậy. Đúng là em nợ anh, nhưng chẳng phải vẫn còn em đây sao? Anh còn muốn thế nào nữa? Hạ Tưởng mỉm cười. Cứ như thể anh là người xấu lắm ấy. Em nói thế ai mà chịu nổi? Anh không phải là tâm tình không tốt mà là không muốn nói chuyện thôi. Anh có làm mặt giận với em đâu. Được rồi, đừng giận nữa, nói chuyện với anh đi. Tiếu Giai hài lòng mỉm cười. Nói như vậy còn nghe được, vậy em nói trước nhé. Hạ Tưởng gật đầu, lắng nghe Tiếu Giai kể chuyện làm ăn của cô. Tiếu Giai mua 4 căn nhà ở Bắc Kinh, vốn cô đủ tiền mua 6 căn nhưng không dám đầu tư toàn bộ, sợ mất cả chì lẫn chài. Trong 4 căn nhà thì 2 căn ở khu đô thị này, 2 căn khác ở cách xa hơn một chút. Cô mới đến Bắc Kinh, không quen biết ai, liền tự mình ở lại đây. 3 căn còn lại thì chuyển cho đại lý bất động sản trung gian, kết quả là bán rất nhanh, trong khoảng thời gian ngắn đã kiếm lời mấy trăm ngàn. Tuy rằng không phải rất nhiều nhưng cũng tương đương với luyện tay, khiến Tiếu Giai rất hưng phấn. Cô bắt đầu cẩn thận nghiên cứu thị trường bất động sản Bắc Kinh, phát hiện rằng đằng sau sự nóng bỏng của nó chính là có người thao túng. Ví dụ như một khu chung cư mới triển khai, nhà đầu tư khai phá sẽ phát động thân thích của công nhân mua, sau đó vay tiền từ ngân hàng. Sau khi có tài chính liền tăng mạnh mức độ quảng cáo tuyên truyền, hoặc là triển khai thêm khu chung cư mới, v.v. Ngoài ra, còn thuê dân công hoặc một số ông bà già nhàn rỗi xếp hàng mua nhà, tạo ra biểu hiện giả là đang khát hàng,
tóm lại là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Thường thường, một khu chung cư vừa mới báo là bán hết nhưng trên thực tế lại khác xa, có lẽ còn không tiêu thụ tới 30%. Tiếu Dai liền nhắm vào lỗ hổng của họ, biết rằng sau đợt sóng tăng giá đầu tiên, bọn họ chờ cho giá nhà tăng mạnh mới lại giả vờ tiếp tục bán ra một lần nữa, lấy danh nghĩa nghe rất kêu là lựa chọn cho khách hàng những căn phòng tốt hơn nữa. Những người mua sau thấy khu chung cư vốn cháy hàng không ngờ còn thừa ra một, hai căn, đều tranh cướp, sâu xé vào mua mà không hề biết rằng, chỉ một, hai tháng mà mỗi mét vuông đã tăng hơn 1.000 tệ là quá đáng tới mức nào. Trải qua một thời gian quan sát, Tiếu Dai bước đầu lựa chọn mấy khu chung cư mới triển khai. Khi bọn họ còn chưa bắt đầu bán, ngày nào cô cũng tới, dần dần quen với người phụ trách tiêu thụ. Khi nói chuyện, Tiếu Dai nửa vô tình nửa cố ý để lộ tin tức cô quan sát được. Người phụ trách tiêu thụ kinh hãi, nghĩ rằng cô là người của đối thủ cạnh tranh phái tới. Tiếu Dai liền giải thích cho y rằng cô cũng chỉ là một khách hàng bình thường, muốn mua mấy căn phòng mà thôi. Đương nhiên, giá cả càng sát với thực tế càng tốt. Người phụ trách tiêu thụ thấy Tiếu Dai khôn khéo hơn người, cũng lo cô đi nói lung tung ra ngoài. Mặc dù hiện tại còn rất nhiều kẻ ngu ngốc cứ điên cuồng lao vào mua, có nói cũng chưa chắc đã tin, nhưng dù sao cứ truyền tin ra ngoài là không tốt rồi, bởi vậy y sẵn lòng bán cho Tiếu Dai mấy căn phòng với mức giá đầu tiên. Mức giá đầu tiên tức là giá dự kiến ban đầu, mức giá thứ hai chính là giá đã bắt đầu giao dịch chính thức, mức giá thứ ba chính là giá ảo sau khi nhà đầu tư khai phá đã cho người phá dối. Về phần mức giá thứ tư và thứ năm chính là giá của những kẻ chuyên mua đi bán lại, đã không thể quy về phạm trù giá cả bình thường nữa rồi. Tiếu Dai mua liền một lần 5 căn, đương nhiên tiền trả nước cũng cấp đủ cho người phụ trách tiêu thụ. Về phần gã phụ trách tiêu thụ đó có bị Tiếu Dai làm cho mê mẩn quên hết trời đất hay không thì không biết được. Tiếu Dai không nói, Hạ Tưởng cũng không hỏi. Hắn tin tưởng Tiếu Dai, tuy nhiên lại càng tin tưởng ở sức hấp dẫn của Tiếu Dai hơn. Nhất là sau khi đã trải qua hắn khai phá, hiện tại nếu cô không cố ý kiềm chế, mỗi cử động của cô đều khiến bao người phải mê mẩn. Sự quyến rũ và phong tình của Tiếu Dai cho dù không cố ý mê người nhưng chỉ cần là đàn ông cũng không tránh khỏi động tâm. Vẻ đẹp của Liên Nhược Hạm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Vẻ đẹp của Tào Thù Lê thì hồn nhiên. Có lẽ sẽ có loại đàn ông không thích mẫu người như hai cô, nhưng sự phong tình của Tiếu Dai thì bất cứ người đàn ông nào cũng đều hiểu được. Hạ Tưởng thấy Tiếu Dai nói chuyện về việc làm ăn thì thần thái rất hưng phấn. Đôi môi cô đỏ mọng, hai má ửng hồng, cái cổ cũng ửng hồng. Có lẽ là vì uống một chút rượu vang nên hai mắt cô hơi mơ màng, khiến cho người ta chỉ cần liếc nhìn vào đã không tự chủ được chìm đắm vào trong đó. Hạ Tưởng liền nói, Tiếu Dai, em càng ngày càng đẹp. Thật vậy sao? Tiếu Dai thấy Hạ Tưởng thưởng thức vẻ đẹp của mình liền cảm thấy rất cao hứng, tuy nhiên vẫn mạnh miệng. Không phải hôm nay anh đi gặp mỹ nhân sao? Chương 288, một mặt chân thật của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng sửng sốt. Quần áo anh dính đầy nước hoa. Em đã sớm đoán được. Trên mặt Tiếu Dai không nhìn ra được là đang ghen hay đang tức giận, tuy nhiên vẫn có một chút cảm giác mất mát. Anh cảm thấy về sau em có thể mở một công ty bất động sản ở Bắc Kinh. Trước tiên cứ làm trung gian, kiếm lấy số vốn ban đầu, sau đó tìm kiếm cơ hội kinh doanh khác. Ví dụ như cửa hàng cho thuê, ví dụ như mua bán nhà đất. Phải nói là trong vòng 10 năm vẫn rất có thị trường. Hạ Tưởng không nói tới chuyện trai gái mà nói sang chuyện làm ăn vì sợ quên mất. Tiếu Dai là người thông minh, cũng có chút ý tưởng, nhưng hắn có ưu thế biết trước tương lai thì không ai có thể so sánh nổi. Vâng, em sẽ nhớ kỹ. Em sẽ nghiên cứu cẩn thận một chút. Chờ sau khi bán xong mấy căn, em lại làm thêm vài lượt nữa cho quen rồi mới tính làm lớn hơn. Tuy rằng trong lòng rất tò mò nhưng Hạ Tưởng không nói, Tiếu Dai cũng không hỏi người con gái kia là ai. Hạ Tưởng lại chủ động nói ra. Cô ấy tên là Liên Nhược Hạm. Hôm nay anh tới là để đưa cô ấy ra sân bay, bởi vì cô ấy phải xuất ngoại, khả năng sẽ không thể quay trở lại trong thời gian ngắn. Cũng không biết vì sao, hắn có cảm giác kích động muốn kể ra. Ở trước mặt Liên Nhược Hạm có thể nói tới Tào Thù Lê. Ở trước mặt Tào Thù Lê có thể nói tới Liên Nhược Hạm, nhưng đều phải cẩn thận duy trì một sự cân bằng. Nhưng ở trước mặt Tiếu Dai, Hạ Tưởng muốn coi cô là người duy nhất có thể chia sẻ bí mật của mình. Tiếu Dai nghe thấy Hạ Tưởng nói ra tên một người con gái khác, hơn nữa vẻ mặt hắn rất hạnh phúc, khó tránh khỏi có cảm giác ghen. Bất cứ phụ nữ hay đàn ông đều giống nhau, đều có tâm lý muốn độc chiếm.
Nhưng phụ nữ chính là phụ nữ, có tấm lòng bao dung, dễ dàng tha thứ hơn nhiều so với đàn ông. Khi đã yêu thì phụ nữ có thể hy sinh hết thảy, cho nên cô vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình thản. Cô cũng biết rằng, Hạ Tưởng đồng ý nói ra bí mật cho mình biết chính là hắn tin tưởng cô 100%. Cũng không sợ nói cho em biết, thiếu giai ạ, đàn ông đều là động vật hoa tâm, anh cũng không ngoại lệ. Trừ em ra, anh còn có hai người con gái khác, hơn nữa anh cũng rất yêu các cô ấy. Anh chỉ có thể làm một điều là cố gắng đối xử thật tốt với ba người bọn em, không để bất cứ ai trong ba bọn em cảm thấy anh không tốt. Tuy rằng nói thật, anh đúng là rất không tốt, nhưng anh muốn cố gắng làm một việc, khi ở với bất cứ ai trong ba bọn em, anh đều cho bọn em cảm giác rằng em là duy nhất của anh. Anh có thể đáp ứng với em một điều này mà thôi. Hôm nay tâm tình Hạ Tưởng không tốt lắm, Liên Nhược Hạm rời đi đã mang đến đả kích không nhỏ, khiến hắn không chỉ là cảm giác ly biệt mà còn có cảm giác vô lực. Cho dù hắn cố gắng hơn nữa thì vẫn chỉ là thế đơn lực bạc. Đối diện với gia tộc khổng lồ thì hắn chỉ nhỏ bé như một hạt cát. Nếu như hắn không có ưu thế tái sinh, lại dệt được mạng lưới quan hệ phức tạp rắc rối, chỉnh hợp các phương diện thế lực vào một chỗ, có rất nhiều người nói chuyện thay hắn, vậy thì trong sự kiện lần này, chỉ một cuộc điện thoại của Ngô gia đã có thể hủy diệt tiền đồ cả đời hắn. Càng cảm thán, Hạ Tưởng lại càng có quyết tâm và động lực lớn hơn nữa để cố gắng tiến về phía trước, đồng thời xây dựng mạng lưới quan hệ của mình cũng như đế quốc kinh doanh của mình, để sau này cho dù trời đất có biến đổi thì ít nhất cũng có thể tự bảo vệ được mình, không đến mức chỉ một cơn sóng đã bị đánh cho không có cơ hội trở mình. Khi đối mặt với Tiếu Giai, hắn lại nhớ tới chuyện cũ ở công ty, kích phát hoài niệm trong lòng ra, tự nhiên muốn nói rất nhiều với Tiếu Giai. Hạ Tưởng kể lại đơn giản sự tình giữa hắn và Liên Nhược Hạm, chỉ lựa chọn một ít trọng điểm, bỏ qua đại bộ phận chi tiết. Đương nhiên, hắn cũng kể ra thân thế của Liên Nhược Hạm và lực cản đến từ gia tộc. Tiếu Giai nghe xong thật lâu không nói gì. Đối với cô mà nói, cô vẫn biết trừ mình ra, khẳng định rằng Hạ Tưởng có người con gái khác, nhiều ít thì không biết mà thôi. Cô vốn không có tâm tư tranh thủ tình cảm của hắn. Nếu lúc trước cô có ý lấy thân báo đáp ân tình của Hạ Tưởng, vậy thì sau này khi Hạ Tưởng đã đi vào con đường làm quan, quan lộ ngày càng rộng mở, năng lực càng lúc càng lớn, ý tưởng muốn gắn chung với hắn cả đời cũng tan thành mây khói. Cô chỉ còn nghĩ sẽ một mực đi theo sát hắn, toàn tâm toàn ý kiếm tiền mà thôi. Trong tính cách của Tiếu Giai có một mặt rất ngoan cường, cũng có một mặt biết chấp nhận khi đối mặt với vận mệnh bất hạnh. Hạ Tưởng đã giúp đỡ cô rất nhiều. Có thể nói, ngoại trừ việc cô lấy trộm con dấu của công ty, gần như tất cả mọi chuyện đều không rời khỏi sự trợ giúp của Hạ Tưởng. Cũng bởi vì có Hạ Tưởng thì cô mới có ngày hôm nay. Trong lòng cô biết rất rõ, nếu Hạ Tưởng không giữ bí mật cho cô, nếu không có Hạ Tưởng cho cô vay tài chính ban đầu, nếu Hạ Tưởng không tiếp tục giao tiền của hắn cho cô làm ăn kinh doanh, cô đã không có thành tựu ngày hôm nay. Có khi giờ này cô đã bị cuộc sống gian khổ đè ép không ngóc đầu lên nổi, trở thành đồ chơi của những gã đàn ông có tiền. Phụ nữ có thể gặp được một người đàn ông có tình có nghĩa trong đời là không hề dễ dàng. Ngoại trừ việc có nhiều người con gái giống như những người đàn ông khác thì gần như Hạ Tưởng không hề có những khuyết điểm thường có của cánh đàn ông. Hắn không giả tạo, không tham lam, hắn hoàn toàn tin tưởng cô, gần như tất cả tiền nong đều giao cho cô quản lý. Sự tin tưởng như vậy khiến cô cảm động. Càng khiến cô cố gắng thêm gấp bội, muốn kiếm càng nhiều tiền để báo đáp hắn. Đương nhiên, Tiếu Giai là phụ nữ, cũng muốn có một chỗ dựa lâu dài trong đời. Hạ Tưởng là lựa chọn tốt nhất, nhưng hắn chỉ có thể cho cô tiền tài và sự yêu thương mà không thể cho cô hôn nhân. Cô cũng không quá miễn cưỡng, chỉ thở dài, cũng muốn tranh đấu một phen nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận lại, con người ta không thể quá tham lam, nếu không một ngày nào đó sẽ mất đi toàn bộ những gì đang có. Cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần tự đấu tranh tư tưởng, rốt cục Tiếu Giai có thể bình tĩnh và hòa nhã tiếp nhận sự thật là cô không phải người con gái duy nhất của Hạ Tưởng, đồng thời cũng cam tâm tình nguyện làm người đứng sau lưng hắn. Cho nên khi Hạ Tưởng kể trực tiếp cho cô về người con gái khác, trong lòng cô dù vẫn có chút khổ sở nhưng vẫn im lặng nhìn thẳng vào thực tế. Dù rằng người đàn ông này không phải là của một mình, nhưng trong số những người phụ nữ của anh ấy, hiển nhiên anh ấy đã coi mình là người duy nhất có thể nói hết bí mật. Trong lòng Tiếu Giai cũng hơi cảm động, lại tự so sánh bản thân với Liên Nhược Hạm, Tiếu Giai bỗng nhiên cảm thấy, kỳ thật mình cũng không phải người đáng thương nhất. Tuy rằng Liên Nhược Hạm xuất thân cao quý, cũng rất yêu Hạ Tưởng, nhưng cô ta lại bị rất nhiều thứ trói buộc,
ngược lại không thể tùy ý ở cùng một chỗ với Hạ Tưởng giống như mình, không thể không thèm để ý tới xuất thân, không thèm để ý tới thân phận, cũng không thèm để ý tới thế lực của gia tộc. Hạ Tưởng không đợi Tiếu Giai nói gì, lại nói tiếp. Một người con gái khác tên là Tào Thù Lê, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cô ấy sẽ trở thành vợ anh. So sánh với em và Liên Nhược Hạm thì cô ấy nghịch ngợm đáng yêu, nhưng cô ấy sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh luôn thuận buồm xuôi gió, còn xa mới có sự kiên cường và độc lập như bọn em, thậm chí rất nhiều lúc còn khá nhu nhược. Cho nên bọn em cũng đừng tranh với cô ấy, lại càng không nên hận cô ấy mà hẳn là nên nhường nhịn cô ấy. Cô ấy giống như em gái của bọn em vậy, là một người con gái khiến người ta phải thương tiếc. Tiếu Giai đáp, em sẽ coi cô ấy là em gái. Tuy nhiên khả năng là em sẽ không có cơ hội gặp mặt cô ấy. Nhưng mà Liên Nhược Hạm và Tào Thù Lê đều có quan hệ tốt, anh thì giỏi thật, về sau sẽ xử lý quan hệ giữa hai cô ấy như thế nào? Em đã gặp rất nhiều người xấu nhưng chưa bao giờ gặp ai lừa được cả một cặp bạn thân như vậy bao giờ. Đúng là hại người không sợ đền mạng. Trước kia hai cô ấy hay gặp nhau nhưng hiện tại rất ít khi gặp nhau, còn sau này thì... Hạ Tưởng cười khổ một tiếng. Quả thật Liên Nhược Hạm và Tào Thù Lê càng ngày càng ít gặp nhau. Trong lòng hai người đều biết rõ, đều có chút không muốn gặp mặt đối phương. Hiện tại Liên Nhược Hạm đã bay ra nước ngoài, từ nay về sau trời Nam đất Bắc, lại càng khó gặp mặt hơn. Nếu thật sự Liên Nhược Hạm sinh con, có lẽ cô lại càng không bế con tới gặp Tào Thù Lê. Cô em Tào có phải cũng có xuất thân hay không? Tiếu Giai nghĩ, với thân phận hiện tại của Hạ Tưởng, nếu có thể xứng đôi với hắn thì khẳng định cũng là nhà phú quý. Hạ Tưởng thấy Tiếu Giai nghe nói Liên Nhược Hạm xuất thân từ đại gia tộc nhưng cũng không có phản ứng gì thì trong lòng cảm thấy yên tâm không ít. Hắn vốn lo lắng Tiếu Giai sẽ có tâm lý tự ti nhưng hiện tại xem ra, cô đã trưởng thành lên rất nhiều. Cũng đúng, hiện tại tầm mắt cô đã rộng mở, cũng có tiền, tự nhiên cũng có suy nghĩ chín chắn hơn. Chương 289, cô bé Lê khiến người thương cảm. Cô ấy là con gái của phó thị trưởng Tào. Hạ Tưởng cũng không định giấu giếm Tiếu Giai. Hắn tin rằng Tiếu Giai sẽ tuyệt đối trung thành đối với mình. Một thời gian nữa anh và cô ấy sẽ đính hôn, có lẽ sang năm, sau khi cô ấy tốt nghiệp đại học thì kết hôn. Tiếu Giai khẽ mỉm cười. Chúc mừng anh nha, không ngờ anh cũng có một ngày kết hôn. Hiện tại ngẫm lại, ngày mưa gió hôm đó chỉ như mới hôm qua. Lúc đó anh còn nói chị. Trong nháy mắt, Hạ Tưởng cũng như trở về thời gian trước, trở về ngày mưa gió tầm tã đó. Nhớ tới khi đó Tiếu Giai cho hắn một cái tát, hắn không khỏi mỉm cười. Em cũng rất lợi hại, vừa ra tay đã cho anh một cái tát. Cho anh một cái tát thì sao chứ? Xem như em ứng trước, hai năm vừa rồi đi theo anh cũng coi như trả hết nợ rồi chứ. Tiếu Giai nhắc lại chuyện trước kia, lại khôi phục vẻ quyến rũ, ánh mắt như ngập nước nhìn chằm chằm Hạ Tưởng. Tuy rằng Hạ Tưởng đã rong ruổi nhiều lần trên người Tiếu Giai nhưng vẫn không cưỡng nổi khiêu khích của cô. Sự khiêu khích của Liên Nhược Hạm có một ý tứ hàm xúc. Còn sự khiêu khích của Tiếu Giai thì toàn bộ đều là sự hấp dẫn phong tình vạn trùng, là một sự hấp dẫn cực độ mờ ám, sắc không mê người mà người tự mê, chỉ thoáng liếc nhìn đã mê mẩn. Hạ Tưởng đành phải giơ tay đầu hàng. Được, được, sợ em rồi. Tối nay không đi vội, ở lại với em đã. Hiện tại thời gian còn sớm. Chúng ta ra ngoài đi dạo, xem nhà cửa chứ. Vừa nghe Hạ Tưởng nói muốn đưa cô đi xem nhà cửa, Tiếu Giai cao hứng nhảy phát lên ôm chầm lấy Hạ Tưởng, hôn hắn. Thật tốt quá, em thích nhất đi xem nhà. Hiện tại vừa nhìn thấy nhà chính là nhìn thấy hàng đống tiền của. Lại nói tiếp, hiện tại Tiếu Giai có 6% cổ phần danh nghĩa của siêu thị Giai Gia. Cô lại có mảng kinh doanh rau quả của mình, còn có khoản đầu tư khu du lịch Tam Thạch. Bản thân nắm trong tay hơn 10 triệu tệ, vậy mà vẫn nói chuyện như một kẻ tham tiền, vừa nghe nói có thể kiếm hơn 100.000 đã cao hứng quên hết mọi thứ. Hạ Tưởng vỗ vào mông cô. Chú ý hình tượng của em một chút, em đang nắm trong tay cả mấy triệu, đừng như vậy nữa. Tiếu Giai đỏ mặt, bất mãn nói. Em không biết tiêu tiền, chỉ biết kiếm tiền, chỉ cần có thể kiếm tiền mới khiến cuộc sống có ý nghĩa. Tiền nằm trong tay không phải là tiền. Tiền chưa kiếm được vào tay mới là tiền. Nếu theo lý luận của Tiếu Giai thì con người không nên làm gì khác cả, chỉ cần luôn luôn nghĩ tới việc kiếm tiền, bởi vì tiền là thứ vĩnh viễn kiếm không đủ. Tuy nhiên Hạ Tưởng vẫn giữ thái độ ủng hộ trong chừng mực đối với lý luận tham tiền của cô. Có mục tiêu theo đuổi là chuyện tốt,
muốn kiếm tiền cũng không phải chuyện xấu. Chỉ cần kiếm tiền một cách chính đáng thì dù kiếm bao nhiêu tiền cũng không hề có vấn đề gì, chỉ cần có năng lực là được. Hạ Tưởng lái xe, đưa Tiếu Giai đi lòng vòng qua 3, 4 khu chung cư, phát hiện ánh mắt Tiếu Giai quả thật rất độc đáo. Bất cứ khu chung cư nào cô nhìn chúng, hoặc là có vị trí địa lý tốt, hoặc là có điểm đặc biệt khác thường, tóm lại là không lo không bán được. Hạ Tưởng liền khen ngợi Tiếu Giai. Tiếu Giai nhà ta quả thật rất thông minh, thật tinh mắt, hơn nữa khả năng so sánh các sự vật rất nhanh nhẹn. Có lẽ chỉ không tới mấy tháng nữa là có thể chuẩn bị xây dựng công ty bất động sản. Đúng thế, em càng thông minh thì càng chứng minh ánh mắt của anh rất tốt. Ngẫm lại xem, nếu em rất ngốc thì chẳng phải là anh không có trình độ, tìm được một bà chị ngu ngốc sao? Tiếu Giai trêu Hạ Tưởng. Chị á? Hạ Tưởng thấy Tiếu Giai lại xưng là chị liền cười nói. Chỉ lớn hơn anh có một chút như vậy mà đã muốn làm chị à? Nói xem, làm chị của anh thì có chỗ tốt gì nào? Đương nhiên là có, anh và Tào Thù Lê, Liên Nhược Hạm đều phải gọi em là chị. Em sẽ hào phóng một chút, chờ khi Liên Nhược Hạm sinh con cho anh, chờ khi anh và Tào Thù Lê kết hôn, em đều đưa thật nhiều tiền lì xì, biểu hiện ra một bà chị rộng lượng. Đừng, em đừng có gây phiền thêm, cứ quản lý tốt việc của em là được. Hạ Tưởng hoảng sợ. Nhớ tới Liên Nhược Hạm đã từng dặn, ngoại trừ Tào Thù Lê, không cho phép hắn có bất cứ người con gái nào khác. Nếu để Liên Nhược Hạm phát hiện sự tồn tại của Tiếu Giai, khẳng định sẽ có một hồi động đất không nhỏ. Em cứ tập trung kiếm tiền cho tốt, kiếm được càng nhiều càng tốt. Khi nào em thành lập một tập đoàn, đến lúc đó anh làm thị trưởng, em cũng tới đầu tư, trợ giúp anh một tay. Thật sao? Vậy thì được, em sẽ cố gắng hơn nữa. Đến lúc đó ít nhất cũng phải tới đầu tư với thân phận chủ tịch hội đồng quản trị công ty cấp thành phố, cũng đủ danh tiếng, đúng không? Hai mắt Tiếu Giai tỏa sáng. Cô vừa mới kích động là hai gò má liền ửng hồng, giống như trời sinh má hồng, trông cực kỳ quyến rũ. Hạ Tưởng thích nhất chính là khi Tiếu Giai tỏ vẻ phong tình, liền cười nói. Nếu em không có hàng trăm triệu trong tay thì không chịu ra tay phải không? Một dự án lớn ít nhất cũng phải hàng trăm triệu tệ. Đến lúc đó nếu em mới chỉ có chưa đến trăm triệu nhưng mở miệng nói chuyện là trên trăm triệu đầu tư, vậy sẽ không ai tin em đâu. Cho nên hiện tại em lập chí hướng, dùng thời gian 6, 7 năm để kiếm vào tay hàng tỷ, có đúng không? Đúng. Cho dù Tiếu Giai không tin rằng Hạ Tưởng có thể lên làm thị trưởng nhưng lại rất tự tin về khả năng kiếm tiền của mình. Chỉ cần anh có thể lên làm thị trưởng, chắc chắn em có thể là tỷ phú. Có khi anh còn chưa được lên làm thị trưởng. Em đã là tỷ phú rồi ấy chứ. Trí tưởng tượng của em phong phú ghê. Hạ Tưởng thấy Tiếu Giai vênh mặt liền không kìm nổi đả kích cô một chút. Bắc Kinh là nơi ngọa hổ tàng long, người muốn kiếm tiền rất nhiều. Hơn nữa Bắc Kinh cũng là nơi tập trung rất nhiều quan lớn, người ta vẫn nói ở đây cấp giám đốc sở còn nhiều hơn cả gái trinh. Cho nên tốt nhất là em nên duy trì sự khiêm tốn, đừng để đến lúc đó thất bại lại khóc nhè thì chẳng hay ho gì đâu. Tiếu Giai không chịu thua. Anh biết em tin tưởng gì ở bản thân nhất không? Chính là bản lĩnh kiếm tiền. Em cảm thấy, có lẽ em không đủ xinh đẹp, không đủ sức hấp dẫn đối với anh, nhưng em tin rằng, chỉ cần em muốn, nhất định có thể kiếm được rất nhiều tiền, cực kỳ giàu có. Hạ Tưởng day day mũi. Đừng lấy anh ra so sánh có được không? Anh cảm thấy xét về bản chất thì anh là người tốt nhất, còn tốt hơn cả Đoàn Chính Thuần các bác chắc chẳng lạ gì lão này nhỉ. Nếu ai chót quên thì mời đọc lại Thiên Long Bát Bộ nhé. Kỳ thật Đoàn Chính Thuần cũng là một người đàn ông si tình, có 7 người phụ nữ cũng si tình ông ta. Khi ông ấy ở cùng với bất cứ ai trong số 7 người phụ nữ đó, ông đều chọn tình chọn nghĩa với người đó, thậm chí có thể không tiếc hy sinh tính mạng vì người đó. Người đàn ông đạt tới trình độ như vậy chỉ có một mình ông ta mà thôi. Tiếu Giai nhăn mũi, bất mãn nói. Anh là mượn Đoàn Chính Thuần để tự khoe mình có phải không? Hay là muốn lấy Đoàn Chính Thuần làm tấm gương? Này nhé, đừng có tưởng em không biết tâm tư của anh. Hiện tại anh mới chỉ có 3 người con gái, mục tiêu của anh là 7 cô phải không? Sau đó cô lại ra vẻ bừng tỉnh ngộ. Hay là hiện tại đã có 7 rồi nên giờ mới giả vờ rào đón trước với em? Hạ Tưởng cốc đầu Tiếu Giai. Anh đã kể hết tất cả bí mật của anh cho em rồi, em còn dám nghi ngờ anh à? Thật là không có lương tâm. Tiếu Giai mặc kệ Hạ Tưởng đang lái xe, ôm lấy cánh tay hắn, nói đầy vẻ khí thế. Em cũng muốn yêu cầu anh một điều giống như em Liên.
ngoại trừ ba bọn em ra, không cho anh đi tìm người phụ nữ nào khác nữa. Nếu không, anh chờ xem. Em định hại anh như thế nào? Hạ Tưởng cảm thấy giọng điệu của Tiếu Giai và Liên Nhược Hạm đều giống nhau, tính cách hai cô có vẻ có chút tương đồng. Anh vốn hình thức không đẹp, chẳng lẽ em còn muốn xem cái gì nữa à? Tiếu Giai vui vẻ. Không ngờ bản lĩnh của anh tiến bộ nhỉ, nói năng ngọt xớt. Em có thể làm gì anh à? Cùng lắm thì ba ngày không thèm để ý tới anh, cũng chẳng có thể bắt anh làm gì được nữa cả. Anh thì thường xuyên cả tháng không thèm để ý tới em còn gì. So sánh với sự nhẫn tâm của anh thì em còn kém nhiều lắm. Quên đi, không thèm so đo với anh nữa. Phụ nữ và đàn ông đấu nhau, cuối cùng chịu thiệt vẫn chỉ là phụ nữ. Tiếu Giai rất thông minh chuyển sang đề tài khác. Ba em luôn giục em kết hôn, cũng phiền toái quá. Anh nghĩ biện pháp giúp em đi được không? Việc này, Hạ Tưởng không khỏi đau đầu. Hắn làm gì có biện pháp nào chứ? Hắn không thể làm được giống như Lệ Triều Sinh, cho Tiếu Giai lập gia đình làm lá chắn. Hắn không có được ý chí như Lệ Triều Sinh, có thể chấp nhận được việc Tiếu Giai nằm trong lòng thằng đàn ông khác. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói. Thì em cứ nói lấy sự nghiệp làm trọng, trước khi trở thành tỷ phú sẽ không lấy chồng, hoặc là nói vẫn chưa gặp được người thích hợp. Em có một biện pháp rất tốt. Tiếu Giai cắn đầu lưỡi, đôi mắt quyến rũ như tơ nhìn Hạ Tưởng. Em có thể giả vờ tìm một người đàn ông lừa ba em, sau đó giả vờ kết hôn, tiếp nữa lại giả vờ sinh một đứa con. Chờ sau khi có con thì nói tình cảm bất hòa, sau đó giả vờ ly hôn, tóm lại là một loạt âm mưu. Ngoại trừ đứa con là thật thì tất cả đều là giả, được không? Ý tưởng này cũng quá kỳ lạ nhỉ? Hạ Tưởng kinh ngạc há hốc mồm. Vậy em tìm được đâu một gã đàn ông chấp nhận phối hợp diễn trò với em? Việc này em mặc kệ. Gã đàn ông đó thì anh tìm, đứa con thì em sẽ sinh. Tiếu Giai cười hì hì, đỏ mặt lên, lại vội vàng giải thích. Đương nhiên là sinh con với anh rồi, anh sẽ không định ngăn em sinh con đấy chứ. Liên Nhược Hạm có con đã đủ khiến hắn nhức đầu, nếu Tiếu Giai cũng có một đứa con thì đúng là hắn tạm thời chưa thể tiêu hóa nổi, bèn nói. Anh còn trẻ, còn chưa chuẩn bị tốt để làm bố. Em cho anh thời gian suy xét nhé. Em sẽ không ép bức anh, chỉ nói trước vậy thôi. Khi nào anh nghĩ thông suốt thì cứ nói với em là được. Em cũng không phải muốn dùng đứa con để trói anh mà là nghĩ, nếu chúng ta có một đứa con, về sau cho dù anh không cần em nữa thì em vẫn có thể sống với con. Cuộc sống sau này cũng không đến mức chết trong cô đơn. Tiếu Giai nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, hiển nhiên là cô đã suy xét chu toàn. Hơn nữa về sau nếu em xây dựng được một đế quốc kinh doanh thì cũng phải có người kế thừa mới được. Để con của chúng ta kế thừa là tốt nhất. Cô thấy vẻ mặt Hạ Tưởng bình tĩnh, biết hắn tạm thời không có tâm tư này nên cũng không cưỡng ép cầu xin mà nói tiếp. Anh chưa muốn thì thôi, dù sao đường sau này còn dài, chờ nói sau vậy. Kỳ thật Hạ Tưởng cũng rất cảm động vì sự tính toán lâu dài này của Tiếu Giai. Cũng đúng thôi, chưa nói tới việc sau này cô có xây dựng nổi một đế quốc kinh doanh hay không, chỉ riêng tài sản hiện tại cũng đã là một khoản lớn, quả thật cần một người kế thừa mới được. Tuy nhiên việc này thực sự cần phải bàn bạc kỹ hơn. Hiện tại hắn còn trẻ, chờ sau này đứng ổn định vị trí, tuổi lớn hơn một chút, có lẽ sẽ có ý tưởng về phương diện này. Tiếu Giai hiểu lầm Hạ Tưởng, nghĩ hắn đang suy xét trước sau của vấn đề, liền nói thêm. Em không hề có ý tranh đoạt tình cảm với các cô ấy, anh không cần phải lo. Em là chị, sẽ phải sống phong cách một chút. Chuyện này em sẽ không nhắc lại, chờ sau khi em Tào có con, nếu anh thay đổi chủ ý, em sẽ tìm một cơ hội thích hợp để đề xuất với anh. Được không? Hạ Tưởng gật đầu cười. Được. Hiện tại mục tiêu của chúng ta là đế quốc kinh doanh. Hạ Tưởng ở Bắc Kinh một đêm, sáng sớm hôm sau liền lái xe trở lại thành phố Yến. Biết được Liên Nhược Hạm đã bình yên tới nước Mỹ, hắn cũng yên lòng, nói chuyện và dặn dò cô một hồi, nói cô nghỉ ngơi cho tốt. Liên Nhược Hạm lại nói, cô phát hiện rất nhiều cơ hội làm ăn ở Mỹ. Cô quyết định mở một hướng kinh doanh mới ở Mỹ. Hạ Tưởng tán thưởng cái nhìn lạc quan của cô, nói là khi có thời gian, hắn sẽ suy nghĩ một chút, cho cô một vài ý tưởng. Ở những năm 2000, mạng vẫn còn rất mới ở Mỹ. Nếu hiện tại tham gia, hẳn là rất có triển vọng, nhất là đối với một kẻ có ưu thế tái sinh mà không ai có được như Hạ Tưởng. Hôm nay vừa lúc cuối tuần, Tào Thù Lê hẳn là ở nhà. Hạ Tưởng cũng không gọi điện thoại cho cô mà lái xe thẳng tới Tào gia.
không ngờ là Tào Thủ Quân ra mở cửa. Đã một thời gian Hạ Tưởng không gặp Tào Thủ Quân. Sau khi vào đại học, y thường ở lại trọ trong trường, rất ít khi về nhà, cho nên cơ hội gặp mặt của hai người giảm hẳn đi. Tào Thủ Quân vừa thấy Hạ Tưởng, đầu tiên là sửng sốt, sau đó bỗng nhiên ôm cổ Hạ Tưởng, khóc giống thất thanh. Anh rể, cuối cùng anh cũng xuất hiện, anh mà không xuất hiện thì em cũng không còn cách nào sống nữa. Không phải Hạ Tưởng không muốn về sớm để gặp Tào Thù Lê mà thứ nhất là việc của Liên Nhược Hãm gấp rút, thứ hai là sau khi tới Bắc Kinh lại hiếm có cơ hội gặp được Tiếu Giai, hơn nữa cũng mệt mỏi, không muốn lái xe trở về ngay, bởi vậy mới chậm hẳn một ngày đêm. Tuy nhiên mới chỉ chậm một ngày, Tào Thù Quân cũng không cần phải khoa trương như vậy chứ. Đây là lần đầu tiên thấy y nước mắt nước mũi đầm đìa, thê thảm như vậy. Là đàn ông mà khóc cái gì? Nói đi, làm sao? Hạ Tưởng cũng không nghĩ Tào Thủ Quân lo lắng vì mình bị bắt nên mới khóc. Theo hiểu biết của hắn về y thuộc loại người vô tâm vô tính, nếu muốn y lo lắng cho người khác thì đừng có mơ. Tào Thủ Quân lập tức ngừng khóc, nghiêm túc nói. Kỳ thật chủ yếu là em đau lòng cho chị. Chị ấy gầy đi nhiều, trà không uống, cơm không ăn. Em nhìn mà khó chịu quá. Y nhìn thoáng lên lầu, khẽ nói tiếp. Mặt khác em cũng có một chút vấn đề cá nhân, nghĩ đến là trong lòng khó chịu cho nên khóc. Em thất tình. Hạ Tưởng hung hăng trừng mắt nhìn y. Không có tiền đồ. Sau đó lại hỏi. Chị chú ở trên lầu à? Ba mẹ chú đâu? Chị ấy ở trên lầu, khả năng là đang ngủ. Ba mẹ em đi ra ngoài, không biết đi đâu. Tào Thù Quân còn muốn giữ chặt Hạ Tưởng lại, kể lể việc mình thất tình. Hạ Tưởng mặc kệ y, hất tay y ra, quay người đi lên lầu. Đi lên lầu, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Tào Thù Lê, phát hiện cô đang thu mình nằm nghiêng trên giường, hai tay co lại đặt trước ngực. Trên mặt cô có nước mắt còn chưa khô, môi thỉnh thoảng lại mấp máy, mơ hồ không nghe rõ nói gì, khuôn mặt thỉnh thoảng lại hiện lên vẻ khủng hoảng. Tim Hạ Tưởng bị đả động trong nháy mắt. Hắn nhẹ nhàng đi tới giường, ngồi xổm xuống trước mặt cô, chăm chú nhìn khuôn mặt trắng mịn hoàn mỹ của cô. Hàng mi, cặp lông mày, hai má, hai vành tai. Tất cả đều cực kỳ tinh xảo, đều lộ ra vẻ đẹp hồn nhiên như một viên ngọc quý, làm người ta say lòng, đồng thời cũng khiến người ta thương cảm cô tới tan nát cõi lòng. Hạ Tưởng nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô, cúi xuống khẽ hôn lên mặt cô. Hắn không đành lòng đánh thức cô dậy, tuy rằng chưa chắc cô đã được ngủ yên nhưng chỉ cần nhìn cái cằm của cô hơi nhọn ra một chút là biết cô đang phải chịu đựng sự lo lắng và sợ hãi. Không ngờ vừa hôn, Tào Thù Lê đột nhiên tỉnh lại. Mở to mắt hô lên. Hạ Tưởng, anh đừng đi. Đừng bỏ em lại, em yêu anh. Em thật sự không thể rời khỏi anh. Hạ Tưởng vội vàng nắm lấy tay cô, dịu dàng nói. Anh đây, bé Lê, anh sẽ không rời khỏi em đâu. Vĩnh viễn không rời khỏi. Tào Thù Lê rõ ràng mở to mắt nhưng lại như thể không nhìn thấy Hạ Tưởng, ngơ ngác nhìn hắn vài lần, bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, nặng nề ngủ. Hóa ra là một cơn ác mộng. Hạ Tưởng cứ duy trì tư thế ngồi xổm như vậy, hai tay nắm chặt tay cô, không dám nhúc nhích, sợ đánh thức cô dậy. Có lẽ là nắm tay Hạ Tưởng khiến Tào Thù Lê cảm thấy bình an nên cô ngủ rất ngon lành, thanh thản. Hạ Tưởng lái xe mấy trăm cây em, cũng rất mệt mỏi, đành chậm rãi ngồi dựa lưng vào giường với tư thế nửa nằm nửa ngồi, cứ thế ngủ luôn. Cũng không biết bao lâu sau, Tào Vĩnh Quốc và Vương Vu Phân nhẹ nhàng bước tới, thấy hai người đang nắm tay nhau ngủ ngon lành. Hai ông bà nhìn nhau, mỉm cười vui vẻ rồi cùng lặng lẽ đi xuống lầu. Khi Hạ Tưởng tỉnh lại thì đã là buổi chiều. Vừa mới tỉnh lại, chỉ cảm thấy lưng mỏi, cánh tay tê dại không động đậy nổi. Hắn tự co duỗi, xoa bóp hồi lâu mới gần như ổn định trở lại, lúc này mới phát hiện Tào Thù Lê vẫn còn ngủ say chưa tỉnh, liền mỉm cười vui vẻ. Cô ngủ nhiều như vậy sẽ tốt lên rất nhiều. Hắn vừa mới khẽ cử động lại phát hiện mí mắt cô bé hơi nhấp nháy. Còn ti hí nhìn lén hắn. Hạ Tưởng vui vẻ, hóa ra cô đã tỉnh rồi nhưng cố ý trêu đùa mình. Hắn liền quyết tâm trêu lại. Hắn đi tới vặt một chiếc lông trên chiếc phất trần lông gà, sau đó nhẹ nhàng ngoáy vào mũi cô. Hắn biết, Tào Thù Lê sợ nhất ngứa mũi. Quả nhiên vừa động vào, cô liền không kìm nổi mở mắt, chưa kịp nói gì đã hắt xì một cái, nhân thể lại đấm hắn một cú, oán trách nói. Anh đáng ghét, đến đây mà không đánh thức em dậy. Để em ngủ lâu như vậy. Cho em ngủ ngon cũng tốt mà. Nhìn em gầy thế này, anh đau lòng lắm.
Hạ Tưởng ôm lấy cô, nói. Tào Thù Lê cười hì hì. Em giảm béo mà, hiện tại đang có một mỹ nữ người dây. Chỉ có điều anh thì ngược lại, béo trắng ra. Anh đâu phải là bị người ta bắt chứ. Đây quả thật là đi nghỉ mát, đúng không? Đúng đúng, bọn họ chiêu đãi anh rất thịnh soạn. Mấy ngày đó, anh chỉ có ăn rồi ngủ, cảm giác bọn họ cũng không hề tệ, đều là những nhân viên chăm sóc rất đủ tư cách. Hạ Tưởng cười ha hả, cố ý trêu đùa. Sao bọn họ không cho anh đi? Tào Thù Lê cố gắng ra vẻ không có việc gì, cố gắng kìm nén nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, đôi mắt đỏ lên, nước mắt trào ra. Anh dọa chết em hận anh dọa chết em ghét anh lắm. Cô nhào vào trong ngực Hạ Tưởng đập đập mấy cái, lại ra sức ôm hắn thật chặt, khóc hù hù trong ngực hắn. Hạ Tưởng cũng ôm cô, không nói lời nào, cứ để mặc cô khóc. Có đôi khi khó chịu lâu ngày nên cần một quá trình giải phóng, khóc được sẽ tốt hơn rất nhiều. Hạ Tưởng cảm xúc quay cuồng, nói không nên lời. Sự quan tâm của Liên Nhược Hạm đối với hắn chính là lui bước, tạm thời rời đi. Sự quan tâm của Tào Thù Lê là tiều tụy vì hắn, là khóc như hoa lê gặp mưa vì hắn. Điều hắn có thể làm là cố gắng hết sức an ủi các cô, đối xử tốt với các cô, dùng hai bàn tay mình, tạo nên một mảnh trời trong xanh, yên ả cho các cô. Chương 290, làm thế nào để lừa cho cô bé vui vẻ? Anh nói đi, vì sao trước tiên không tới gặp em? Anh nói đi, vì sao vừa ra khỏi mà anh không gọi điện thoại cho em ngay? Anh nói đi, anh rốt cục có nghĩ tới em hay không? Lần đầu tiên Tào Thù Lê nổi nóng với Hạ Tưởng, liên tiếp chất vấn khiến Hạ Tưởng không thể nói được gì để chống đỡ. Anh! Hắn chỉ nghĩ đầu tiên là phải quay về huyện An để tránh bị hiềm nghi, chỉ muốn điều tra chứng cớ về lệ triều sinh đầu tiên để vặn ngã y. Đầu tiên y đều chỉ nghĩ đến công tác, tất cả đều là tranh đấu, lúc đó không ngờ lại không hề nghĩ đến Tào Thù Lê sao. Cũng không phải tất cả đều là như vậy, hắn chỉ muốn giải quyết các khó khăn trước đã, sau đó có thể không hề buồn phiền gì nữa mà tới gặp cô, nói rõ chân tướng sự việc cho cô, để cô không còn lo lắng nữa. Chỉ có điều Hạ Tưởng cảm thấy không thể trả lời những câu hỏi của cô, hơn nữa đúng là hắn cũng hổ thẹn trong lòng. Rất xin lỗi cô bé, anh chỉ có thể nói rằng, trong lòng anh, em quả thực là duy nhất, chẳng qua lần này anh sai. Hạ Tưởng chân thành nhận khuyết điểm. Hạ Tưởng vừa nhận lỗi, ngược lại Tào Thù Lê lại hết giận và tự trách. Thật sự, em không có ý trách anh, em chỉ là rất lo lắng cho anh. Em biết anh có rất nhiều việc phải làm. Nhưng em chỉ sớm muốn biết một chút là anh không sao, và sớm được nghe giọng nói của anh đừng trách em, được không? Ánh mắt Hạ Tưởng đã ươn ướt. Thật sự, bé Lê ạ, anh không trách em, anh chỉ đang trách mình thôi. Thực ra anh không nên mắc lỗi như thế. Là em không tốt, là em vô căn cứ nghi ngờ anh đi tìm chị Liên trước. Tào Thù Lê cúi đầu lý nhí nói. Hạ Tưởng có thể hiểu được tâm tình của cô, từ hoảng sợ chuyển thành bất mãn và tủi thân. Làm sao cô có thể không trách hắn? Hắn hãy cứ nói thật. Anh quả thực là đi tìm Liên Nhược Hạm trước. Tào Thù Lê sửng sốt, cắn môi, suy nghĩ, cố gắng không cho nước mắt chảy ra. Vì sao, có phải vì chị ấy vẫn còn quan trọng với anh không? Rồi cô lại lắc đầu, buồn bã cười. Cũng đúng, em không nên trách anh. Em từng gọi điện thoại cho chị ấy, nói là nếu chị ấy có thể cứu anh ra, thì em sẽ nhường anh cho chị ấy. Anh có thể ra như thế này, không phải do chị ấy giao thiệp giúp đỡ đó sao? Anh đi tìm chị ấy trước, em cũng không có câu oán hận. Nói là không có câu oán hận, tuy nhiên vẻ mặt u uất của cô lại rất đáng thương. Hạ Tưởng hô tay. Anh là cái gì mà bị bọn em đẩy tới đẩy lui thế? Chẳng nhẽ anh không có quyền tự do sao? Người anh muốn cưới là em chứ không phải Liên Nhược Hạm. Đúng là anh đi gặp cô ấy, nhưng mà là đi tiễn cô ấy rời khỏi thành phố Yến. Cô ấy xuất ngoại trong một thời gian ngắn nữa, có lẽ là không trở lại. Hả? Tào Thù Lê hết sức ngạc nhiên, khuôn mặt u buồn bỗng trở nên hiếu kỳ. Vì sao chị Liên phải đi? Anh cam lòng để chị ấy đi sao? Hạ Tưởng biết rằng cô đang nghĩ một đằng nói một nẻo, nên giễu cợt. Em lòng dạ hẹp hòi, chẳng phải ước Liên Nhược Hàm đi đâu càng xa thành phố Yến càng tốt sao? Không có, thật sự không có. Tào Thù Lê cuống quýt nói. Em là người lòng dạ hẹp hòi, cũng ghen với chị ấy, nhưng chị ấy là người rất tốt, em mặc dù có chút hận chị ấy, tuy nhiên lại cũng có chút đồng cảm, em khẳng định rằng em không hẹp hòi đến mức muốn chị ấy phải đi.
Em không tưởng tượng được việc lớn như vậy, nhưng cũng không nghĩ được rằng anh cho em là người nhỏ nhen như vậy. Hừ. Hạ Tưởng thấy cô quả thật nói ra những lời thật tâm, chính vì cô độ lượng nên hắn cảm thấy mình vui mừng và thấy hổ thẹn với cô. Sau này khi đã kết hôn, hắn sẽ bù đắp cho cô, tận tâm chăm sóc cô. Liên Nhược Hàm cũng là vì chúng ta mà bất đắc dĩ phải rời khỏi thành phố Yến. Mặc kệ ra sao, cô ấy đã đi rồi, chúng ta hãy lấy nhau đi, có được không? Hạ Tưởng trịnh trọng nói. Chờ khi nào Tào Bá thu xếp xong xuôi rồi, chúng ta sẽ đính hôn. Chờ em tốt nghiệp đại học, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới. Không được, em không muốn bị gả cho anh làm em giận, hơn nữa lại làm cho người ta lo lắng. Em không muốn bị gả cho anh để cả ngày phải thấp tha thấp thỏm. Tào Thù Lê rất thông minh khi cô không truy hỏi vì sao Liên Nhược Hàm bỏ đi, cô vừa thông minh lại rất có chừng mực đạo lý, là con gái làm nũng, xiên xỏ cũng phải hợp lý mới khiến người ta không chán ghét. Sau này anh sẽ ngoan ngoãn không chạy vòng vòng khắp nơi. Còn nữa, về sau anh chỉ bắt kẻ xấu không cho kẻ xấu bắt anh. Hạ Tưởng liền trổ tài dụ dỗ để cô bé lại mắc mưu. Cô bé chắp tay sau lưng, đi vòng quanh Hạ Tưởng, dáng bộ suy nghĩ. Như vậy nhá, anh biểu hiện tốt như vậy em sẽ cân nhắc thêm. Tuy nhiên chỉ nói thôi nên em không tính. Em còn phải quan sát thêm một thời gian nữa, xem anh biểu hiện cụ thể thế nào. Đến bữa cơm chiều Hạ Tưởng mới biết Vương Vu Phân đã chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn, Tào Vĩnh Quốc còn mang ra chai rượu quý kiếm Nam Xuân cất nhiều năm vừa rót rượu vừa nói. Mau tới đây ngồi xuống. Hôm nay phải uống một chút rượu để bỏ hết áp lực mới được. Hạ Tưởng cảm nhận được giọng nói đầy quan tâm của Tào Vĩnh Quốc, hắn cũng biết cả những sự việc bên trong, Tào Vĩnh Quốc luôn luôn chú ý quan tâm đến hắn trong thời khắc an nguy. Có thể nói khi hắn bị tống giam, tự ông đứng ra tác động tâm tư rất nhiều người, và so với người khác, sự quan tâm của Tào Vĩnh Quốc cho hắn còn bao hàm cả thân tình nồng hậu. Con thì không sao, nhưng làm hỏng kỳ nghỉ khiến bác Tào và cô Vương lo lắng. Thật con áy náy quá. Hạ Tưởng đoạt lấy bình rượu rót cho Tào Vĩnh Quốc và Tào Thù Quân một chén. Còn Vương Phu Phân và Tào Thù Lê uống nước giải khát, tiếp đó Hạ Tưởng trịnh trọng nói. Hôm nay nhân cơ hội này, kính bác Tào và cô Vương một ly, cũng cảm tạ mọi người đã đối tốt với con cho tới bây giờ vẫn luôn chú ý và quan tâm đến con. Đồng thời, con cũng nhân có bác Tào ở đây để cầu hôn. Nếu bác cảm thấy con vẫn còn đáng tin và xứng đáng với Thù Lê, con hy vọng bác sẽ gả con gái cục cưng của bác cho con. Con không cam đoan rằng nhất định con sẽ giàu có, nhưng con nhất định sẽ cho cô ấy một mái ấm yêu thương và chăm sóc. Mặc dù trong lòng cô cho rằng mình sẽ được gả cho Hạ Tưởng, nhưng, tất nhiên, Tào Thù Lê không nghĩ rằng Hạ Tưởng sẽ đột nhiên cầu hôn cô trước mặt ba mẹ, nên cô hơi ngượng ngùng, xấu hổ, đỏ mặt, cúi đầu, không dám nói lời nào. Anh rể, em ủng hộ anh. Tào Vĩnh Quốc còn chưa kịp nói gì. Thì Tào Thù Quân đã nói trước. Đừng có làm ồn. Vương Vu Phân vẻ mặt giận dữ, đánh yêu Tào Thù Quân một cái. Tào Vĩnh Quốc cũng đứng lên, nâng chén rượu cùng ly Hạ Tưởng một cái, ông thong thả nói. Tiểu Hạ, bác là người nhìn thấy từng bước trưởng thành của cháu, trước kia thì không có vấn đề gì chỉ khi nảy sinh sự kiện phòng tự lập. Sự tình phòng tự lập cũng đã giải thích đầy đủ rồi, nhưng đôi khi, phải thật cẩn thận, vẫn còn khó tránh khỏi bị người ngấm ngầm mưu tính. Đương nhiên cháu đã âm thầm điều tra quan hệ của Lệ Triều Sinh. Tuy rằng sự kiện lần nãy thúc đẩy thế lực này ở khắp nơi, tạm thời được giải quyết, tuy nhiên bác tin bí thư cao sẽ không chịu để yên, cho nên ở đây bác có một yêu cầu, đó là về sau đừng mạo hiểm âm thầm điều tra vấn đề của người khác nữa. Cứ trung thực trợ giúp làm phó chủ tịch huyện, kiên định công tác, rồi cháu sẽ từng bước thăng cấp. Nghe Tào Vĩnh Quốc nói xong, Hạ Tưởng có phần xúc động. Tào Vĩnh Quốc kết luận sự kiện lần này là đòn phản kích vì việc điều tra Lệ Triệu Sinh gây ra, cũng khiến hắn bớt đi không ít lời giải thích. Những điều ông nói cũng phù hợp với đạo trung dung. Hạ Tưởng tự nhận tuy rằng hắn không cấp tiến, nhưng thấy một người như Lệ Triều Sinh, nếu không âm thầm trợ giúp điều tra rõ ràng thì không phải là tính cách của hắn. Hắn biết nếu tự mình làm thì chẳng thay đổi tình hình được bao nhiêu, nhưng chỉ cần hắn còn trong quan trường, gặp trường hợp như Lệ Triều Sinh, hắn sẽ ra tay hoặc là xử lý. Bác Tào là người có tấm lòng, chẳng qua giữa cách ông nói với lý tưởng và hoài bão của họ có chút khác nhau, Hạ Tưởng không muốn phản bác trực tiếp, chỉ hưởng ứng và nói. Con nhớ kỹ, bác Tào, sau này con sẽ thận trọng, không còn làm những việc vô nghĩa nữa. Tào Vĩnh Quốc nghĩ rằng đã thuyết phục được Hạ Tưởng,
nên liền cao hứng uống một hơi cạn sạch ly rượu, cười và nhìn về phía Tào Thù Lê. Thật ra ba đồng ý Hạ Tưởng cầu hôn con, nhưng dù sao đi nữa vì có liên quan đến hạnh phúc trăm năm của con gái, nên vẫn phải hỏi ý kiến người trong cuộc chứ. Tào Thù Lê đỏ mặt cúi đầu. Con không. Chị sao lại không chứ? Đến lúc này còn suy xét cái gì? Anh rể cũng đã cầu hôn, còn không mau đồng ý đi, anh ấy lại thành anh rể người khác bây giờ, em sẽ không để chị yên đâu. Tào Thù Quân nóng nảy nói. Bốp! Vương Vu Phân tức giận đánh Tào Thù Quân một cái vào đầu. Nhiều lời, làm sao con có thể nói như thế với chị được? Chị con kia đương nhiên là phải rụt rè một chút, nếu không anh ấy sẽ không còn tôn trọng chị con nữa, biết không? Con rốt thế sau này sao tìm được bạn gái hả? Tào Thù Quân nhếch mép. Mẹ đừng nhắc chuyện của con nữa có được không? Con vốn đã tự chữa lành vết thương rồi, mẹ nói, làm con lại nghĩ đến việc mình bị thất tình. Vốn là một việc rất nghiêm túc, nhưng ngược lại bị Tào Thù Quân náo loạn làm cho không có chút không khí chính thức nào nữa cả. Hạ Tưởng xoài tay kéo Tào Thù Lê ôm cô trong lòng và nói. Bé Lê à, sau này anh sẽ đối tốt với em, cố gắng mỗi ngày mang lại cho em nụ cười, những giây phút vui vẻ, mỗi tháng đều có niềm vui bất ngờ, mỗi năm đều có ngày kỷ niệm và về sau khi chúng ta già rồi, anh sẽ mua nhà cạnh biển và cùng em đi dạo mỗi ngày. Tào Thù Lê bật khóc. Thật đáng ghét, chẳng tốt tí nào, chỉ tán dóc để em khóc. Tiếp đó cô thôi khóc, mỉm cười. Xem ra anh cũng có lòng thành, em tạm thời bằng lòng để anh đỡ mất mặt. Hạ Tưởng liền cười ha hả. Tào Vĩnh Quốc chỉ cười không nói, còn Vương Vu Phân xúc động nói. Con gái lớn trong nhà, sớm muộn gì cũng phải lập gia đình. Thật may mắn vì ta còn có một thằng con trai như con, sau này nên hiếu kính với ba mẹ. Thời nay khác rồi, nam nữ bình đẳng, nhà chúng ta không trọng nam khinh nữ, nên về sau toàn bộ việc lớn việc nhỏ trong nhà, tùy chị giải quyết, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Tào Thù Quân cố gắng trốn tránh việc khó. Cậu nháy mắt Hạ Tưởng, còn nói. Anh rể, hiện giờ, anh thật sự là anh rể em rồi, chạy không được nữa nhé, sau này anh phải dáng bảo vệ em nghe chưa? Tào Vĩnh Quốc không hài lòng nói. Thằng danh này, ba con còn chưa già, tiền đồ còn tốt, mà con còn đi nịnh bợ Hạ Tưởng, chẳng phải là quá xu nịnh sao? Ba lại không nhận mình già rồi, con với ba bất đồng quan điểm. Sau này, tiền đồ của con phải dựa vào anh rể giúp đỡ. Nên con phải cố gắng yêu quý anh ấy mới được. Cả nhà cùng cười to. Cuối cùng Tào Vĩnh Quốc quyết định trước khi ông đến thành phố bảo nhậm chức bí thư thành ủy sẽ chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức ngày đính hôn cho Hạ Tưởng và Tào Thù Lê. Xem như việc đính hôn đã chính thức được xác định rồi, tâm tình cô bé rõ ràng đã tốt hơn, ăn cơm xong cô lại quấn quýt đòi Hạ Tưởng đi tản bộ cùng. Hạ Tưởng biết Tào Vĩnh Quốc còn có chuyện gì đó muốn nói với mình, nhưng không thuyết phục được cô bé. Nên đành buộc lòng lựa theo ý cô. Bóng đêm dày như nước, hai người bước đến dưới tán cây ngô đồng, tay trong tay như những đôi yêu nhau tha thiết khác. Đi được một lát cô bé đột nhiên đá Hạ Tưởng một cái và nói. Ngẫm lại anh vẫn hay làm em giận, không đánh anh một cái em không hết tức được. Hạ Tưởng buộc lòng không thể đánh trả được. Anh đúng là kẻ xấu xa, hại người ta lo lắng không thôi, còn mang cả chị Liên ra khiêu khích em. Anh nói thử xem vì sao anh lại dùng chị ấy khiêu khích em. Giờ thì tốt rồi, không có cách nào để kết thúc cả, anh nói xem anh làm sao để ngăn mình đây. Không phải đàn ông có lòng tham không đáy sao, bao nhiêu cũng không đủ. Ngay cả Tiểu Quân còn mỗi ngày yêu một người, anh cũng có phải mỗi ngày yêu một người không? Tào Thù Lê lại nghĩ đến Liên Nhược Hạm, mặc dù đối với Liên Nhược Hạm cô vừa vui vừa hận, nhưng khi biết cô ấy phải tha hương, hoặc nghĩ về mối quan hệ tốt xưa kia của ba người. Trong lòng cô có chút nghi ngờ rằng Hạ Tưởng đã phá hủy mối quan hệ tốt đẹp ấy và cô lại muốn quở trách hắn một vài câu. Hạ Tưởng buộc phải im lặng nghe cô mắng, cô hề đáp trả. Sau đó cô lại đấm nhẹ vào ngực Hạ Tưởng giống như cù và nói. Vừa rồi đánh anh có một cái mà tiêu tan ba phần tức giận, giờ mà đánh thêm một cái nữa lại tiêu tan thêm ba phần tức giận nữa. Còn lại bốn phần thôi, em phải ngẫm lại xem trừng phạt anh thế nào mới tốt. Cô nghiêng đầu suy nghĩ. Tiếp đó lấy giọng điệu ra lệnh nói. Anh cõng em một đoạn, em sẽ cân nhắc tha thứ cho anh. Hạ Tưởng thật thà ngồi xổm xuống, mặc cho cô bè trèo lên lưng hắn, sau đó hắn đứng lên, vừa đi vừa nói. Ngày xưa không biết thế nào, giờ mới biết đèn đường sáng quá. Thật là,
cơ quan quản lý thành phố không thể để nó bớt sáng hơn được à? Vấn đề chính không phải đèn sáng quá, mà là lãng phí điện quá, với lại làm cho người khác thấy anh cõng vợ, thật mất mặt quá. Tào Thù Lê cười khanh khách, nhéo tai Hạ Tưởng một cái, cô đùa hắn. Cõng vợ thì có gì mà mất mặt, anh phải cảm thấy vui mừng mới đúng. Hạ Tưởng gật đầu liên tục. Đúng, đúng là anh vô cùng vui mừng. Quả thật, hắn cảm thấy không tệ, cô bé mặc áo ngủ mỏng manh, cõng cô trên lưng hắn không những cảm nhận được khuôn ngực đầy đặn của cô đang phập phồng, hai tay hắn đặt ở hai đùi của cô, làn da trắng mịn của cô xuyên qua bộ đồ mỏng manh, hơn nữa cô không nặng nên cơ thể dính sát vào hắn khiến Hạ Tưởng miên man không thôi. Ngày hôm sau, Hạ Tưởng muốn gọi điện cho Lý Đinh Sơn để hỏi thăm tình hình vụ án Lệ Chiêu Sinh. Lệ Chiêu Sinh bị bắt đi quy án ở thành phố Yến. Hắn còn chưa kịp trốn ra sân bay đi thủ đô thì nhân viên cảnh sát dựa vào manh mối do Nghe Chính Phương cung cấp đã bắt hắn tại nơi ẩn nấp. Tuy nhiên, Lệ Chiêu Sinh từ chối trả lời vấn đề mấu chốt, thật sự, hắn còn ngang bướng vì cho rằng sẽ có ai đó cứu hắn. Trừ lần đó ra, còn không có chuyện gì khác, Lý Đinh Sơn để Hạ Tưởng tạm thời nghỉ ngơi, không cần phải đi làm ngay. Tất nhiên, có nhiều suy xét để cho hắn tạm thời lánh mặt khỏi sóng gió lúc này. Chỉ cần vụ án của Lệ Chiêu Sinh vừa ra, không lâu sau đó sẽ có người biết ngay rằng Hạ Tưởng là người trợ giúp sau lưng, nói không chừng lại có người tìm hắn để gây phiền toái. Giờ huyện An tạm thời vẫn còn tương đối yên ả, hơn nữa Hạ Tưởng hiện thời cũng chưa có tinh thần tập trung vào công việc. Nếu Khâu Tự Phong không đưa ra đủ nhân nhược, y sẽ không tác động nổi để Thẩm Lập Xuân chính thức đầu tư vào huyện An. Nếu trước kia hắn không so đo ân oán cá nhân một lòng toàn tâm toàn ý lo cho huyện An, thì bây giờ không thể không đắn đo một chút, cũng khiến Khâu Tự Phong biết vụng trộm chơi bẩn sau lưng người ta sẽ phải trả giá. Huống chi hiện tại Liên Nhược Hạm còn bị bước đi, hắn thấy bực bội trong lòng, nên vừa lúc muốn cơ hội tốt này cân nhắc xem làm thế nào để Cao gia sụp đổ càng nhanh càng tốt, để trả lại bầu trời xanh cho tỉnh Yến. Tống Chiêu Độ tạm thời không thể liên lạc được, khẳng định rõ ràng rằng ông ta còn có chuẩn bị ở đằng sau. Nếu tiếp xúc với ông ta sẽ rất dễ bị phát hiện và khai thác. Chỗ chủ nhiệm Tần cũng cần bớt đi đến đó. Hiện tại là thời kỳ cực kỳ đặc biệt, rất dễ bị người nhòm ngó. Hạ Tưởng đang do dự có nên gọi điện rủ Phó Bí Thư Vương đánh bài nhằm thăm dò cảm tình hay không thì điện thoại di động kêu, là Nghiêm Tiểu thì gọi. Giọng nói vội vàng của Tiểu thì vang lên. Phó Chủ tịch huyện Hạ, anh không sao chứ, làm sao mà lại bắt anh lên thế? Tôi nghe Kiến Viễn nói là bởi vì người bạn gái cũ của anh. Cao Kiến Viễn còn không biết xấu hổ khi nói thế à? Hạ Tưởng không khỏi cười thầm, chỉ sợ giờ Cao Kiến Viễn còn đang buồn phiền không thôi, mà còn rất là bất mãn, vì không thể đưa mình vào chỗ chết, trong khi Liên Nhược Hạm cũng đã đi khỏi thành phố Yến, chỉ sợ kết quả lại không như hắn muốn. Nghiêm Tiểu thì lo lắng quan tâm như vậy hơi ngoài dự kiến của Hạ Tưởng. Hắn có chút sửng sốt, cười nói. Tôi không sao, cảm ơn Tiểu thì quan tâm. Hắn không gọi là Tổng Giám Đốc Nghiêm mà gọi thẳng là Tiểu thì cũng là chứng tỏ mối quan hệ gần gũi. Nghiêm Tiểu thì hơi trầm tư một chút, đột nhiên hỏi. Tôi muốn gặp anh, có được không? Hạ Tưởng suy nghĩ, nhân dịp này từ miệng Nghiêm Tiểu thì có thể tìm hiểu một ít tin tức về Cao Kiến Viễn. Hiện giờ hắn và Cao Kiến Viễn trên cơ bản là hai người xa lạ, mặc dù không nói, nhưng trong lòng thì ai cũng biết. Mà Phạm Tranh hiện đã rời khỏi thủ đô, có thể nói. Trên cơ bản bất động sản Lĩnh Tiên giờ lộn xộn, sắp bị vỡ nợ đến nơi rồi. Thừa cơ xô ngã cũng tốt, không thể thừa cơ hãm hại thì cũng xem như đổ thêm dầu vào lửa. Hạ Tưởng hạ quyết tâm. Không nghĩ tới là Nghiêm Tiểu thì đề nghị gặp nhau ở công viên rừng rậm. Hạ Tưởng nghĩ một chút rồi đồng ý. Hắn không nghĩ nhiều vì sao Nghiêm Tiểu thì lại chọn gặp ở công viên rừng rậm. Khi đến công viên rừng rậm, hắn đã thấy Nghiêm Tiểu thì đứng đợi ở cổng. Cô mặc chiếc váy dài duyên dáng, màu nâu có chiếc thắt lưng nữ tính làm nổi bật vẻ yêu kiều như hoa, lại thêm dáng vóc thon thả và làn da trắng khiến hình ảnh nàng trước mắt đứng tựa vào một gốc cây đẹp không sao tả xiết, hình ảnh kiều diễm như hoa ấy thu hút biết bao ánh mắt. Vẻ đẹp của Nghiêm Tiếu thì tựa như vùng sông nước Giang Nam sâu sắc, tiếp xúc càng lâu, càng làm cho người ta mê muội. Nghiêm Tiếu thì tiến lên. Phó Chủ tịch huyện Hạ. Cứ gọi tôi là Hạ Tưởng là được rồi. Phó Chủ tịch huyện chẳng qua chỉ là một chức vụ thôi mà, tùy lúc mà gọi, chứ cái tên Hạ Tưởng có nghĩa là mãi mãi đấy. Hạ Tưởng cười nói, thật
thấy Nghiêm Tiểu thì đứng dưới ánh nắng không mở ô để tránh nắng như những cô gái khác nên hắn nói tiếp. Tiểu thì nên dùng ô để che nắng cho đỡ bị đen. Chương 291, làm thế nào để đùa chết Cao Kiến Viễn? Nghiêm Tiểu thì đã cho rằng trông Hạ Tưởng sẽ có phần sa sút và bối rối chứ không nghĩ rằng hắn lại hồng hào và có phần còn béo nữa, nên không khỏi ngạc nhiên. Ồ, sao trông anh không có chút hốc hác nào vậy? Bị giam giữ nhiều ngày như vậy, chẳng nhẽ cũng không ảnh hưởng một chút gì sao? Lẽ ra là không có chuyện gì, là do bị vụ oan mà thôi. Cái được gọi là sự tình đó không có sức thuyết phục, tôi đây ngay cả quỷ đến còn không sợ, thì lại sợ kẻ xấu sao? Hạ Tưởng đùa nói, thấy Nghiêm Tiểu thì trên mặt có chút đỏ, hẳn khá phấn khởi, không khỏi cười cô. Tôi không ngờ khi Tiểu thì đỏ bừng hai má lên vậy nhìn lại trẻ ra không ít. Tôi vốn chưa lớn mà, ý của anh thì tôi đã già rồi sao? Nghiêm Tiểu thì liếc mắt nhìn Hạ Tưởng, quở trách, cứ để ra tiếp xúc với ánh nắng. Anh không phải nói tôi không dùng ô sao? Da của tôi phơi nắng không đen, mà nếu phơi nắng nó liền chuyển hồng vậy thôi. Ngày trước ở đại học, bạn thôi thường trêu là da tôi cứ ra nắng là hồng, thật không giống mọi người. Hạ Tưởng nói là do sắc mặt của cô trả lời là toàn thân cô như vậy, khiến người ta khó tránh khỏi không miên man. Nghiêm Tiểu thì cũng ý thức được mình bị lỡ miệng nên mặt không khỏi đỏ lên, Hạ Tưởng liền nhìn để xác nhận, quả thật đúng như lời cô nói. Không giống bình thường, làn da trắng hồng trong nắng, hắn nghĩ thầm, thật đúng là da của con gái phía nam quả nhiên đẹp. Nghiêm Tiểu thì khẽ đẩy Hạ Tưởng một cái. Đừng đứng ở đây nữa, nhiều người nhìn quá. Hạ Tưởng giật mình, thấy xung quanh quả nhiên có nhiều người soi mói hắn và Nghiêm Tiểu thị, hắn liền dẫn Nghiêm Tiểu thị theo cửa ngách đi vào trong. Hạ Tưởng là khách quen của công viên rừng rậm, người của tập đoàn Viễn Cảnh hầu như đều biết hắn, ai dám giữ hắn lại để đòi vé chứ. Hiện tại công viên rừng rậm là thời khắc đẹp nhất trong năm, cây cối xanh tươi tốt làm cho cảnh vật phồn vinh, hoa nở, hương thơm bay khắp mọi nơi. Mặc dù không phải ngày nghỉ, nhưng trong vườn du khách không ít, tuy nhiên nhiều nhất là đôi lứa yêu nhau. Nghiêm Tiểu thì dường như đang suy nghĩ điều gì đó, đi mé bên phải Hạ Tưởng cả buổi không nói lời nào, đôi mắt nhấp nháy không ngừng, cũng không thèm nhìn cảnh vật xung quanh, chỉ cúi đầu suy nghĩ, chậm rãi bước đi. Đi được hơn 10 phút, trước khi hai người tới trước hòn giả sơn, có một chiếc ghế dài, hai người ngồi nghỉ một chút. Vẫn là Hạ Tưởng mở lời trước. Cô tìm tôi có chuyện gì? Đã đi bộ cả buổi rồi, cũng nên nói một câu chứ. Nghiêm Tiểu thì bắt đầu nói nhưng còn do dự, dù vẫn hạ quyết tâm. Anh và Kiến Viễn có phải đoạn tuyệt rồi không? Chưa nói tới mức đoạn tuyệt chứ nhỉ? Hạ Tưởng lắc đầu nói sơ qua. Tôi và Cao Công Tử vốn đã không chung một đường, hơn nữa chúng tôi thân phận lại khác xa nhau quá, tôi không nên trèo cao. Tôi cũng biết. Anh ta cũng không có xem tôi là bằng hữu mà chỉ xem tôi như một người có khả năng quan sát tốt và có thể lợi dụng được để làm ăn mà thôi. Nghiêm Tiếu thì thở dài. Anh đúng là nhận định chính xác vị trí của mình, với Kiến Viễn đã nhìn thấu đáo điều bất thường. Đừng nói là anh, ngay cả tôi trong mắt anh ta cũng chỉ là người có khả năng lợi dụng để làm ăn thôi, thậm chí ngay cả Phạm Tranh, anh ta cũng còn không coi là bằng hữu. Theo ý tôi, cơ bản anh ta không có bằng hữu. Anh ta chỉ có hào nhoáng bề ngoài, rất sĩ diện, có tác phong, nhưng thực ra bên trong anh ta là một tên cao ngạo, tự phụ, anh ta cho rằng mình thông minh hơn kẻ khác, có khả năng đùa bỡn người khác trong lòng bàn tay. Hạ Tưởng giật mình kinh hãi. Phản ứng đầu tiên của hắn là nghĩ làm sao Tiểu thì lại đột nhiên nói ra như vậy. Theo ý hiểu của hắn, cho dù Tiểu thì và Kiến Viễn không phải là mối quan hệ đặc biệt gần gũi thì cô hẳn phải ít nhiều tin tưởng vào ý chứ. Làm sao mà đột nhiên cô lại ngang ngược chỉ trích y như vậy chứ? Chẳng lẽ Cao Kiến Viễn cố tình phái Nghiêm Tiểu thì đến thăm dò ý tứ hắn sao? Cho nên Nghiêm Tiểu thì mới vừa nói như vậy. Nghĩ lại không đúng, trải qua một thời gian tiếp xúc Hạ Tưởng biết rõ Nghiêm Tiểu thì đích thị là một cô gái thông minh, sắc sảo, chẳng qua chỉ vì tuổi tác còn nhỏ, mà sự thông minh, sắc sảo của cô chưa đủ thâm trầm tâm cơ, để cô có thể phụng sự Cao Kiến Viễn, hơn nữa theo nét mặt cô vừa nói, cũng không có gì là giả bộ. Hạ Tưởng tự nhận thức, để ý vẻ mặt và ánh mắt Nghiêm Tiểu thì kết luận cô không nói dối. Điều đó có nghĩa rằng giữa Nghiêm Tiểu thì và Cao Kiến Viễn có xảy ra mâu thuẫn gì sao? Kiến Viễn là đối tác của cô mà, nói anh ta như vậy có phải có phần không tốt lắm không? Hạ Tưởng vẫn còn lo lắng nên hỏi thăm dò một câu. Không sao cả,
dù sao chúng tôi cũng không còn hợp tác nữa. Vẻ mặt Nghiêm Tiểu thì có phần cam chịu lại có chút âu sầu. Phạm Tranh đi Bắc Kinh rồi, bất động sản Lĩnh Tiên mình tôi lo không được, đang chuẩn bị tìm Cao Kiến Viễn thảo luận một chút đối sách, nhưng lại phát hiện ra toàn bộ tiền thuộc tài khoản của bất động sản Lĩnh Tiên tất cả đã bị chuyển ra một tài khoản ở nước ngoài hết rồi, bao gồm một khoản tiền tạm ứng của khách ở khách sạn. Nói cách khác, hiện tại bất động sản Lĩnh Tiên chỉ là một cái xác không, đừng nói là xoay sở, ngay cả tiền lương công nhân còn không được phát, tôi không biết nên làm cái gì bây giờ. Nghiêm Tiểu thì vẻ mặt đau thương, đôi mắt đầy nước mắt nhìn Hạ Tưởng. Nghiêm Tiểu thì là đại diện pháp nhân, nên nếu bất động sản Lĩnh Tiên phá sản, cô phải đứng ra đại diện, đối phó với hàng loạt các cuộc xét duyệt, kiểm toán. Nếu còn có Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn làm hậu trường giúp cô ứng phó thì sự việc này không thành vấn đề. Nhưng lúc này, Phạm Tranh đang chạy trốn tới Bắc Kinh, Cao Kiến Viễn đúng lúc lại di rời tài sản, hiển nhiên là chuẩn bị trốn ra nước ngoài. Hai người đàn ông không có một ai đứng ra chịu trách nhiệm, lại mang một cục diện hỗn loạn ném cho Nghiêm Thị, mà cô lại không có ai là thân nhân ở thành phố Yến trừ Phạm Duệ Hằng. Cô và Cao Thành Tùng lại không thể nói rõ được. Hơn nữa, giờ theo phỏng đoán thì Phạm Duệ Hằng cũng không muốn nhúng tay vào sự việc ở bất động sản Lĩnh Tiên, suy cho cùng bất động sản Lĩnh Tiên là sản phẩm của Cao Kiến Viễn. Hiện tại Cao Kiến Viễn lại phủi tay, Phạm Tranh lại không ở thành phố Yến, hắn hà cớ gì phải quay làm lại không công. Phạm Duệ Hằng là người thông minh, ý chí không tầm thường, nói không chừng còn đang muốn cố cùng Cao Thành Tùng phân rõ ràng ranh giới, làm sao để có thể nhúng tay vào cho người khác nhìn thấy. Phỏng chừng số phận của bất động sản Lĩnh Tiên đã được định trước là không ai đoái hoài rồi. Ngẫm lại Nghiêm Tiểu thì thật là đáng thương, vốn bất động sản Lĩnh Tiên là nơi khá hoành tráng, thế nhưng hiện giờ lại thành phỏng tay, hơn nữa còn quấn thêm một đống nợ nần, phiền toái, nếu như không thể giải quyết vấn đề nợ nần thuận lợi và xin phá sản thành công, thì Nghiêm Tiểu thì sẽ trở thành mục tiêu bị công kích, và bị nhiều người truy đuổi vì khoản nợ. Tuy Nghiêm Tiểu thì chỉ trợ giúp Cao Kiến Viễn và Phạm Tranh nhưng cũng là đồng lõa, nhưng cô lại là người không có nhiều cơ mưu và kinh nghiệm xã hội. Dù cứ cho rằng cô có lợi ích của cơ chế bên trong, nhưng nói cho đúng cô cũng không có nhiều lợi ích từ đó. Nên đối với cô, Hạ Tưởng thấy vừa đáng tiếc lại vừa đáng thương. Trong lòng hắn lại càng thêm căm giận Cao Kiến Viễn, người này quả thật mặt người giả thú, chẳng những trở mặt, mà một chút nam nhi khí khái cũng không có, không ngờ lại còn phủi tay bất động sản Lĩnh Tiên, lấy tiền bỏ đi, thực không phải con người nữa. Cao Kiến Viễn muốn bỏ chạy à? Không phải dễ dàng như vậy chứ, phải nghĩ cách giữ hắn lại, không thể để cho hắn sau khi làm thiệt hại hàng trăm triệu cho đất nước, còn có thể chạy trốn được, như thế thật hời cho hắn quá. Phải làm thế nào để giữ chân Cao Kiến Viễn lại? Hạ Tưởng bình tĩnh suy nghĩ, trong lòng có chủ kiến riêng. Với Cao Kiến Viễn mà nói, dọa dẫm rằng Cao gia sụp đổ tất nhiên không là vấn đề bức thiết lắm. Phỏng chừng ngay cả Cao Thành Tùng cũng sẽ không ý thức được một ngày nào đó hắn sẽ bị xét xử. Có thể trong suy nghĩ của hắn, hắn có ảo tưởng rằng cho dù có động, người của hắn cũng sẽ không động tới hắn, không ai có thể đưa hắn đi, dù sao đi nữa hắn cũng là một đại quan to ở tỉnh. Trong vài thập niên tới, còn không nghe qua có bí thư tỉnh ủy nào đương nhiệm đột nhiên bị bắt nữa là. Cao Kiến Viễn muốn bỏ trốn ra nước ngoài, hẳn là ở lại thành phố Yến đã liên tiếp bị đả kích, khiến hắn sinh ra dao động. Hắn không có dũng khí đối mặt với việc gây dựng sự nghiệp bị thất bại, bỏ trốn khỏi thành phố Yên là lựa chọn tốt nhất. Muốn giữ chân Cao Kiến Viễn chỉ cần một tin tức, đó là tin tức biệt thự Tây Thủy chết đi rồi sống lại. Cao Kiến Viễn gửi gắm hy vọng ở biệt thự Tây Thủy nhiều lắm. Nếu như hắn biết biệt thự Tây Thủy vẫn còn có triển vọng, hắn còn có thể đi sao? Hạ Tưởng dám chắc Cao Kiến Viễn sẽ lưu lại. Một người sẽ có cảm giác thỏa mãn lớn nhất nếu lại đứng lên lần nữa tại chính nơi mình đã thất bại. Không có ai là ngoại lệ. Miễn là Cao Kiến Viễn lưu lại, thì trước mắt còn có thể giải quyết được vấn đề của Nghiêm Tiểu Thì. Chương 292, lòng dạ và cơn thịnh nộ của Khâu Tự Phong. Hạ Tưởng liền hỏi Nghiêm Tiểu Thì. Tiểu Thì, thành thật thì ý định của cô là gì? Tôi không biết, với tình thế cấp bách này tôi thật sự không biết. Cô cầm tay Hạ Tưởng tiếp. Xin phá sản, xoay sở nợ nần giải quyết các tranh chấp. Tôi từ trước đến giờ chỉ mới ứng phó, anh giúp tôi có được không? Tôi là đại diện pháp nhân, không giống như Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn có thể phủi tay đi được. Hạ Tưởng bị bàn tay nỏng bỏng, hơi ướt át của cô nắm lấy, không thể né tránh, đành nói với vẻ mặt kiên định. Tôi cũng không phải là thần tiên,
không có chủ định khiến cho biệt thự Tây Thủy cải tử hoàn sinh, tuy nhiên chỉ có thể cố gắng trong khả năng, hơn nữa tôi cũng không thể thấy chết mà không cứu. Cô xem như vậy được không? Tôi có một ý là tìm một công ty bất động sản để liên kết với bất động sản Lĩnh Thiên, có lẽ sẽ có đột phá. Chủ ý này khả thi sao? Hiện trong tình hình thế này còn có công ty bất động sản dám cùng chúng ta hợp tác, không phải là tìm đường chết sao? Nghiêm Tiểu thì suy đoán, còn tay vẫn nắm chặt tay Hạ Tưởng không buông. Hiển nhiên, cô đã mất đi chừng mực, đã không còn phương hướng nào nữa rồi. Hạ Tưởng không nghĩ Nghiêm Tiểu thì nhìn có vẻ yếu ớt như vậy nhưng sức lực không hề yếu, nắm lấy tay hắn khá chặt khiến hắn còn hơi đau. Hắn nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, cười nói. Cô không việc gì phải căng thẳng quá, tuy nhiên đừng dùng lực với tay của tôi, có được không? Tay của đàn ông tuy thô ráp, nhưng mà tay nào cũng là tay, bóp chặt sẽ bị đau. Nghiêm Tiểu thì lúc này mới ý thức được là mình thất lễ, không ngờ bị Hạ Tưởng đùa bèn mỉm cười. Cái gì mà tay nào cũng là tay chứ? Anh thật là biết làm người khác giận quá, tôi ra như thế này một chút hỗ trợ tấm lòng thơm thảo cũng không có, còn giễu cợt người ta. Trong giọng nói cô đã có hàm ý oán giận. Hạ Tưởng kêu oan. Tôi đã đưa ra cho cô chủ kiến của tôi rồi, tôi không phải thiếu suy nghĩ mà nói vậy đâu. Tôi đã phác thảo kế hoạch rồi, đợi tôi hoàn thiện rồi sẽ liên hệ với mấy nhà bất động sản quen biết xem ai thích hợp nhé. Không dám nói nhất định có thể khiến hạng mục biệt thự Tây Thủy có triển vọng tốt, nhưng để đối phó với nguy cơ trước mắt thì kế hoạch này không có vấn đề gì. Về việc có thể đứng dậy được không, thì hãy xem toàn bộ công việc thế nào đã. Chỉ có điều cô phải chuyển lời đến Kiến Viễn một tiếng, rằng cô muốn bất động sản Lĩnh Tiến hợp tác với một bên khác, phải có người có quyền thế đứng ra đại diện mới được. Rồi hắn dùng tay chỉ Nghiêm Tiểu thì mà tiếp. Cô không được, người khác sẽ không tin cô. Ngụ ý là, phải khiến Cao Kiến Viễn ra mặt, Hạ Tưởng tin chỉ cần Cao Kiến Viễn ra mặt thì nhất định có thể giữ hắn lại. Chỉ cần hắn tạm thời ở trong nước, một khi sự việc của Cao gia bị bại lộ, thì hắn sẽ bị bắt đi quy án. Nghiêm Tiểu thì vẫn không tin Hạ Tưởng thật sự là có bản lĩnh đảo tay thành mây, lật tay thành mưa bèn nói. Hiện giờ bất động sản Lĩnh Tiên đã đến bước đường cùng, Hạ Tưởng, anh cũng không thể lấy tính mạng của tôi ra đùa giỡn được. Tôi sẽ tin anh, sau này nếu có thất bại, tôi sẽ mang cục diện rối rắm ấy mà giao cho anh tới mà thu thập, dù sao tôi cũng bất chấp. Dù không được, Nghiêm Tiểu thì cũng sẽ phải dựa vào. Hạ Tưởng liền nổi giận với cô. Tôi nói biệt thự Tây Sơn dễ bán, kết quả thế nào? Tôi chưa nói biệt thự Tây Thủy sẽ có triển vọng, kết quả lại ra sao? Cô có thể nhớ lại một chút tất cả các hạng mục có tôi tham gia, có hạng mục nào thất bại không? Hạ Tưởng không phải nói mạnh miệng, cũng không phải khoe mẽ, mà chỉ là muốn nói cho Nghiêm Tiểu thì một sự thật là, hắn có khả năng quan sát tinh tường, chính là phương hướng của thị trường. Nghiêm Tiểu thì nói, tôi tin tưởng anh. Sau khi trở về tôi sẽ nói với Kiến Viễn, để anh ta xem xét thử xem. Đừng nóng vội. Nói xong, cô đột nhiên đỏ mặt, ngượng ngùng nói. Anh giúp tôi nhiều như vậy, tôi cũng không biết nên làm thế nào để báo đáp anh muốn tôi làm sao để trả ơn đây. Vẻ mặt chờ đợi của Nghiêm Tiểu thì có một chút ngượng ngùng, một chút bất an. Hạ Tưởng không phải Liễu Hạ Huê, cũng không phải cậu con trai mới lớn dễ kích động để có thể làm loạn ngay tại chỗ. Nhưng đối mặt với ám chỉ lộ liễu của Nghiêm Tiểu thì, hắn không thể tránh khỏi dao động, tuy nhiên hắn vẫn cố kìm sự kích động, bèn mỉm cười nói. Tôi có em trai, cũng có người yêu rồi, chỉ còn thiếu một người em gái thôi. Hay là cô làm em gái tôi đi, có được không? Nghiêm Tiểu thì mặt tối sầm, tuy nhiên một lát sau cô lấy lại thần thái và nói. Làm em gái thì lối mòn quá, tôi sẽ làm em họ anh, thế nào? Em họ thì em họ. Dù sao tôi cũng có thêm một người em, không sao cả. Hạ Tưởng cười ha hả thấy Nghiêm Tiểu thì thẹn thùng, bèn thầm nghĩ ra sao thì cũng mặc kệ. Chờ sau khi Cao gia tiêu đời rồi, phải nghĩ cách sắp xếp cho Nghiêm Tiểu thì có một lối thoát. Tự mình quan tâm đến cô cũng là xuất phát từ thành tâm, từ tâm ý của hắn. Trước khi rời đi, Nghiêm Tiểu thì vui vẻ nói. Thành phố Yến rộng lớn, thì chỉ có lúc bên cạnh anh mới là thời điểm vui vẻ nhất. Mới cảm thấy thành phố Yến này vẫn còn đáng quyến luyến lắm. Cô đi rồi, Hạ Tưởng ngồi lặng thinh ven hồ hồi lâu. Tấm lòng của Nghiêm Tiểu thì, trong lòng hắn cũng biết. Nhưng mà hiện tại, hắn không thể lại có tình cảm với một cô gái nào nữa, Liên Nhược Hạm vì hắn mà tha hương, Tào Thù Lê vì hắn mà buồn bã,
Tiểu Giai đối với hắn ngoài mặt thì không ý có gì, nhưng hắn hiểu rõ, cô ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cũng có ý chờ mong. Gió trong hồ thổi tới, cảm giác mát làm Hạ Tưởng tỉnh táo lại, bỗng nhiên nhận ra chẳng mấy mà đến Quốc Khánh. Vừa nghĩ tới huyện An hẳn là phải có hàng loạt các hoạt động chào mừng Quốc Khánh thì điện thoại vang lên, vừa nhìn thấy là Khâu Tự Phong gọi. Chủ tịch huyện Khâu, anh khỏe chứ? Tôi Hạ Tưởng đây, lãnh đạo có gì chỉ thị? Hạ Tưởng cười nói nghĩ thầm dù cho y không muốn điện thoại thì vẫn phải làm. Điều đó chứng tỏ y lo lắng. Phó chủ tịch huyện Hạ, có cảm thấy tốt hơn không? Không à. Ở hội nghị thường trực ủy ban, tôi đã đề nghị biểu dương công tác của cậu. Hội nghị đã nhất trí thông qua quyết định, bởi vì năng lực của cậu hơn người, nên quyết định giao thêm cho cậu trọng trách, để cậu phân công quản lý xây dựng đô thị và du lịch. Công việc phân công quản lý văn hóa giáo dục và vệ sinh trước kia giờ giao cho Phó Chủ tịch huyện Đức Hoa. Hiện giờ, mọi người đều mong cậu mỏi mắt, mong Phó Chủ tịch huyện Hạ quay lại nhận lấy trọng trách này. Khâu Tự Phong đang ngồi ở văn phòng, gọi điện thoại cho Hạ Tưởng, giọng nói sốt ruột, gương mặt biểu cảm cứng đờ, cơn giận sôi lên trong mắt. Không gọi không được, lễ Quốc Khánh đang đến gần. Hàng năm mọi cơ quan đều phải có thành tích hướng về Quốc Khánh dâng tặng lễ vật. Nếu như lúc này, tập đoàn đại tài đầu tư đúng chỗ, thì coi như là một phần đại lễ Quốc Khánh, mọi người đều có thể tốt lành mà đi qua đại lễ, nhưng mà Hạ Tưởng lại vắng mặt. Đối mặt với đề xuất của huyện, tập đoàn đại tài chỉ đưa ra bàn bạc qua loa cho xong. Khâu Tự Phong liên tục gọi điện thoại cho Thẩm Lập Xuân, nhưng gọi 3 lần 7 lượt, Thẩm Lập Xuân mới miễn cưỡng nghe điện thoại. Sau khi nói vài lời khách sáo, Thẩm Lập Xuân thẳng thừng nói. Trước Quốc Khánh, tập đoàn đã có hàng loạt các hoạt động, tôi không có nhiều thời gian. Nên khi nào có thời gian, tôi sẽ trực tiếp gọi cho Phó Chủ tịch huyện Hạ, được không? Không muốn nói nhưng vẫn phải nói, Khâu Tự Phong đúng là muốn nổi nóng cũng không được. May mà dự án mở rộng khu du lịch Tam Thạch vẫn đang tiến hành, y cũng biết rõ không phải công ty đầu tư Sơn Thủy không nhìn sắc mặt Hạ Tưởng mà làm việc. Mà là dự án khu du lịch là do Lý Đình Sơn chịu trách nhiệm. Lý Đình Sơn là người chịu trách nhiệm dự án, cũng chẳng khác gì so với việc Hạ Tưởng nắm giữ dự án cả. Đây là khoảng cách, đây là khác biệt. Khâu Tự Phong là chủ tịch huyện, y cảm giác được vị trí của y tại huyện An thậm chí y còn không cả bằng một phó chủ tịch huyện. Làm sao y có thể bỏ được cảm giác tấm tức, bực bội trong lòng này? Y quyết tâm, thà không được đầu tư thì thôi. Nhưng cũng phải cách ly Hạ Tưởng ở trong bộ máy chính quyền, chỉ có điều phải nhẫn nhịn, còn phải bỏ qua loại ý tưởng không thực tế này. Giết được 1.000 quân địch, thì lại tự hại mình 800, bất kể phải chèn ép Hạ Tưởng thế nào, thì cũng khó đẩy hẳn vào chỗ chết. Có Lý Đình Sơn bên cạnh, y không có cách nào nắm được Hạ Tưởng. Hơn nữa chọc giận Lý Đình Sơn có thể kết hợp với Thịnh Đại làm y mất quyền lực, sau đó luận bàn chiến tích không đến y. Và rồi bên ủy ban cũng phải chịu cho Lý Đình Sơn khoa tay múa chân. Lẽ nào y phải khóc thét lên quay về Bắc Kinh tìm hậu trường? Y đã hơn 30 tuổi, vậy mà không thể tự mình xử lý nổi một kẻ ít tuổi hơi mình sao? Hậu trường gia tộc lại vững chắc, tự mình cũng có đầy đủ tố chất, tài năng để có thể đứng vững trong quan trường. Đảng Thái tử Bắc Kinh có nhiều người, tại sao không có mấy người dám đặt chủ quản vùng khác, phần lớn đều làm quan trẻ ở Bắc Kinh. Chủ yếu lăn lộn làm cán bộ các cấp ở khắp nơi. Chính là vì bọn họ không có năng lực, không phải tất cả mọi người ở đảng Thái tử đều có thể đến địa phương để rèn luyện. Có hậu trường tốt chẳng qua chỉ là trước một bước so với kẻ khác, nếu như tự thân mà trình độ không tốt, thì không thể ở quan trường được. Bất cứ nơi nào, dù là một huyện cũng không thể khiến mọi ủy viên thường vụ đều phải nhân nhượng một cá nhân, bất luận người này là một bí thư hay là một chủ tịch huyện. Nếu mà y làm cho tất cả ủy viên thường vụ bất mãn, vậy thì sự nghiệp quan trường của y cũng sẽ chính thức chấm dứt. Trong nước, luôn luôn coi trọng đường lối cân bằng, chỉ có cân bằng mới có thể được lâu dài. Khâu Tự Phong sau khi suy nghĩ thật lâu, cuối cùng ở hội nghị thường trực ủy ban nhân dân huyện đã đưa ra đề nghị điều chỉnh phân công phó chủ tịch huyện, mặc dù còn có vài phó chủ tịch huyện có ý phản đối, nhưng sau khi Thịnh Đại và Cường Giang tỏ ý ủng hộ, thì 3 phó chủ tịch huyện còn lại đành bất đắc dĩ chấp nhận sự thực. Sau đó, vị trí của Hạ Tưởng nhanh chóng được tăng lên, là cái tên thứ 4, xếp sau Khâu Tự Phong, Thịnh Đại và Cường Giang Hải. Lại nói về Dương Đức Hoa. Không có người đứng đằng sau, y có thể lên được chức phó chủ tịch cũng là do cơ may. Hơn nữa năng lực cá nhân thật sự không có gì vượt trội, trong lòng y không phục nhưng cũng không có cách nào. Lại nghĩ tới việc vài lần,
Thịnh Đại đề xuất để y sớm lui ra, y cũng biết chứ, nói không chừng có lẽ còn bị bố trí để về hưu. Thế thì miễn cưỡng đành tiếp nhận sự thực. Tôi tuân theo sự sắp đặt của tổ chức. Sau khi Khâu Tự Phong quyết định phân công, lại có phần hơi do dự, nên mới cầm lấy điện thoại gọi cho Hạ Tưởng. Y cũng biết, sự tình của Hạ Tưởng là do chính y gây ra, hiện giờ nực cười, quả thật là y tự vác đá đập vào chân mình. Hạ Tưởng không sao, nhưng trái lại việc đầu tư của huyện An lại gặp nguy hiểm. Y biết rõ, y phải tự mình gọi điện thoại cho Hạ Tưởng chính là tự làm mất mặt, nói không chừng sẽ bị hắn châm chọc, nhưng y cũng không có cách nào. Hiện giờ không phải lúc sĩ diện, thể diện thì có ích gì. Gọi điện thoại trước cho Hạ Tưởng, y thấy thật mất mặt. Nhưng mà không gọi điện cho hắn thì sẽ không có chiến tích nào, là mất mặt trước gia tộc, trước toàn bộ nhân dân huyện, điều đó còn rõ ràng hơn, nặng nề hơn. Khâu Tự Phong vẫn còn biết rõ điều đó lắm. Sau khi tất cả đã rõ ràng, y quyết định gọi điện cho Hạ Tưởng. Có lẽ Hạ Tưởng cũng đoán được là y đã nói không tốt về mình với Ngô gia ở sau lưng mình, nhưng vẻ bề ngoài thì y vẫn phải đóng kịch một chút. Y tin rằng, với lòng dạ của Hạ Tưởng, hẳn là hắn sẽ không làm mất thể diện và công khai đối đầu. Tốt lắm, mọi người đều hòa hợp êm thấm mà tiếp tục đẩy mạnh công việc. Khâu Tự Phong đoán đúng không sai, Hạ Tưởng cũng đoán được đúng là kiệt tác của Khâu Tự Phong. Hắn cũng khó hiểu, dường như trời sinh ra hắn và Khâu Tự Phong là bất hòa. Lúc mới đầu, vì quan hệ với Lý Đinh Sơn nên Khâu Tự Phong thấy mình không vừa mắt. Sau đó lại vì quan hệ với Mai Hiểu Lâm mà khiến y lại thấy căm thù mình đến tận xương tủy. Giờ lại thêm sự tình của Liên Nhược Hạm, lại gây ra một loạt phong ba. Giữa hai người, chỉ thiếu chút nữa là trực tiếp trở mặt, may là cả hai đều còn có sự khôn ngoan, nên còn giữ lại một chút lịch sự bề ngoài. Cùng làm quan ở huyện An, mọi người đều biết không thể mang mâu thuẫn ra bên ngoài, bằng không đến lúc đó chẳng ai tốt cả. Nếu như làm cho mọi chuyện rối lên thì ngay cả Hạ Tưởng cũng không thoát được kết cục là bị rời khỏi huyện An. Khâu Tự Phong cũng sẽ không thể đoàn kết được bộ máy chính quyền, đối với tiền đồ mà nói thì thật là bất lợi. Khâu Tự Phong phải ngấm ngầm chịu đựng Hạ Tưởng cũng là bề ngoài mềm mỏng, trong lòng nham hiểm mà thôi. Giữa hai người xem ai có kiên nhẫn, xem ai mất kiên nhẫn trước. Hạ Tưởng nhận được điện thoại của Khâu Tự Phong tuyệt nhiên không cảm thấy bất ngờ. Hắn biết Khâu Tự Phong nhất định sẽ gọi điện cho hắn. Không gọi thì chứng tỏ y còn chưa đủ chín chắn, gọi rồi mới chính thức chứng tỏ y mặt dày và tâm địa đen tối. Đằng sau thì làm việc đen tối, mà còn gọi điện thoại tới giả bộ như không có việc gì, lại còn nói rằng tăng trọng trách cho hắn, loại người như thế, mới đúng là người chân chính để lăn lộn trốn quan trường. Về phần này mà nói, cán bộ mà hơi một tí giận dữ, thì cả đời cũng không làm được chức cao. Hạ Tưởng nghe Khâu Tự Phong giả bộ thiện chí an ủi, tuyệt nhiên không có chút cảm động nào. Nhưng vẫn trả lời với giọng điệu cung kính. Tôi còn trẻ, e rằng không gánh nổi trọng trách nặng như vậy, cảm ơn huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện đã tín nhiệm tôi, cảm tạ chủ tịch huyện Khâu đã giao trọng trách cho tôi. Chỉ có điều là, bây giờ trong lòng tôi cảm thấy không tốt, cảm thấy ngực khó thở, có lẽ không thể quay lại làm việc một thời gian. Bác sĩ nói, tốt nhất tôi nên tĩnh dưỡng một thời gian nữa. Cũng chẳng mấy mà đến Quốc Khánh, tôi xin phép sau Quốc Khánh tôi sẽ đi làm. Ngài thấy sao? Khâu Tự Phong cầm điện thoại trong tay, hơi run lên. Y đưa tay phải qua giữ chặt tay trái, mới thấy tốt hơn một chút. Y không biết liệu ngực Hạ Tưởng có thực khó chịu hay không, nhưng y biết giờ Hạ Tưởng đang làm y tức giận đến mức ngực y khó chịu, thiếu chút nữa y không thở được. Thật bực quá. Ai cũng biết là Hạ Tưởng bị giam vài ngày, nghỉ ngơi lại béo trắng ra như không có chuyện gì. Còn thì thần thái vẫn hồng hào và sôi nổi. Như không có gì khác biệt với trước kia. Giờ thì ngược lại Khâu Tự Phong phải tìm cách cầu cạnh hắn, mà hắn lại đắn đo, thật là chuyện bé xé ra to, tự mình lấy cớ để làm lấy lệ, cũng quá là qua quýt. Nếu nổi là bất cứ ai khác cũng sẽ nổi giận, nhưng Khâu Tự Phong lại nói. Vậy cậu xem rồi lo liệu dùm là công việc quan trọng hay nghỉ ngơi quan trọng, cậu hãy cứ quyết định đi. Làm gì có ai lại mang tiền đồ ra mà đùa giỡn chứ? Trừ phi đó là thằng ngốc. Thật đáng tiếc thằng ngốc lại không lăn lộn vào chốn quan trường, cho nên trước mắt có bệnh cũng phải nói không bệnh. Có bao nhiêu người già yếu chết đi vẫn cố sống cố chết bám chặt lấy vị trí hiện thời mà không chịu bỏ chứ? Là vì cái gì? Không phải vì muốn nắm chặt quyền lực trong tay sao? Hạ Tưởng thì ngược lại, hắn tùy tiện tìm một cái cớ để không muốn đi làm, ngay cả điều chỉnh cho hắn sang một vị trí quan trọng,
cũng không coi ra gì. Cũng tinh tướng gớm nhỉ. Khâu Tự Phong nóng nảy nghĩ, rồi lại không dám nói ra. Nếu việc này không phải do y gây ra thì y có thể lấy tư cách là cấp trên mà hùng hồn phê bình Hạ Tưởng vài câu, hiện giờ lương tâm y thấy tội lỗi, không có chút sức lực nào đối mặt với Hạ Tưởng. Hơn nữa vị trí chủ tịch huyện hiện giờ của y không có quyền cũng không có tiền. Thật sự là đấu không lại việc kết hợp giữa Hạ Tưởng và Lý Ninh Sơn. Và lại không chỉ có Lý Ninh Sơn, mà còn có Trịnh Đại và Mai Hiểu Lâm cũng đứng về phía Hạ Tưởng trong cuộc chiến quyền lực. Hơn nữa Hạ Tưởng lại nắm quyền phát ngôn đối với hai dự án đầu tư lớn hiện tại của huyện An, nên y không thể không nén giận. Thêm nữa, Hạ Tưởng thật sự cũng bị oan ức, nghỉ ngơi một vài ngày cũng là hợp lý. Chẳng phải lúc ấy Bí Thư Lý đã đồng ý để Hạ Tưởng nghỉ ngơi một vài ngày sao, y còn có thể nói được gì? Khâu Tự Phong đành phải chịu thua, có thể co được cũng có thể duỗi được mới đúng là hảo hán, có phải ai lúc nào cũng chiếm được thế thượng phong đâu. Y tin một ngày nào đó Hạ Tưởng sẽ lại rơi vào tay y, đến lúc đó đòi lại mối nợ cũ cũng vẫn chưa muộn. Như vậy cũng tốt, cậu nghỉ ngơi một thời gian cũng tốt. Hiện giờ huyện An cũng không có việc gì lớn. Tất cả mọi người đều đang chuẩn bị chào mừng Quốc Khánh, còn cả Phó Chủ tịch huyện Thịnh luôn luôn bận bịu vì làng du lịch. Mặt bằng đã được san bằng tốt lắm rồi, nếu như trước Quốc Khánh mà công nhân có thể vào được, thì dù là làm mẫu cũng coi như quà dâng tặng Quốc Khánh rồi. Mục đích chính của Khâu Tự Phong chủ yếu là ngầm nói, người dân huyện An xây dựng lên làng du lịch, cũng mong nhiều người đến huyện sẽ phản ứng, bọn họ sẽ ủng hộ làng du lịch sớm được khởi công. Đánh vào đám đông. Lấy ý kiến dân chúng làm áp lực thực hiện được mục đích của mình, Hạ Tưởng cười thầm, hơi suy nghĩ, nói. Trong lòng tôi biết, xin ngài yên tâm, tôi sẽ dùng khả năng lớn nhất có thể để xúc tiến khởi công xây dựng làng du lịch sớm. Ngay cả Phó Chủ tịch huyện Tiểu Hạ cũng không gọi, lại trực tiếp gọi là Phó Chủ tịch huyện Hạ, Khâu Tự Phong quả đúng là có thành ý, Hạ Tưởng liền vẽ cho y một cái bánh lớn. Hạ Tưởng gác điện thoại, suy nghĩ một lúc, rồi gọi điện cho Thẩm Lập Xuân. Thẩm Lập Xuân đã sớm biết Hạ Tưởng đi ra bình an vô sự, vốn vẫn muốn gọi điện cho hắn, nhưng lại biết rằng sau khi hắn ra sự việc lại rất ồn ào, cũng không liên hệ với Hạ Tưởng, nhưng giờ Hạ Tưởng chủ động gọi điện tới, y biết Hạ Tưởng đã hết bận. Phó Chủ tịch huyện Hạ, chúc mừng cậu tai qua nạn khỏi, có thời gian đến chỗ tôi phải tổ chức tiệc đổi gió an ủi cậu. Hạ Tưởng cười trách móc. Đừng nói mát nữa, tôi tìm anh có chuyện nghiêm chỉnh đây. Sắp đến lễ Quốc Khánh. Chuyện làng du lịch làm có ý tứ một chút, trước tiên kéo một số vật liệu xây dựng vào coi như phô trương thanh thế, cũng xem như là quà dâng tặng Quốc Khánh rồi. Chương 293, bước đầu thực hiện kế hoạch. Đề nghị của Hạ Tưởng không làm Thẩm Lập Xuân bất ngờ, Khâu Tự Phong cũng đã gọi điện thúc giục quá nhiều lần rồi. Trong lòng y đều biết, bèn nói. Hiện giờ cậu không sao, tôi cũng yên tâm rồi, được ngày mai, tôi sẽ cho một đội nhỏ vào trận. Chợt nhớ ra điều gì, y dừng lại rồi nói tiếp. Buổi tối cậu có thời gian không? Đã lâu lắm rồi chưa cùng đánh bài với Phó Bí Thư Vương rồi, có đúng không? Hạ Tưởng bằng lòng xuống. Lần đầu tiên, Thẩm Lập Xuân đề nghị cùng Phó Bí Thư Vương chơi bài, hiển nhiên là do Phó Bí Thư Vương gợi ý cho. Ngẫm lại cũng nên ngồi lại cùng Phó Bí Thư Vương. Hạ Tưởng nói chuyện xong, lại ngây người trong chốc lát rồi quyết định đến xem liên cư. Gõ cửa liên cư. Vệ tân ra mở cửa, Hạ Tưởng sửng sốt, hắn cho rằng người giúp việc ở trong nhà chứ không nghĩ đó là vệ tân, hắn liền hỏi. Sao em không đi học à? Vệ tân thấy Hạ Tưởng cũng hơi ngạc nhiên đáp. Em đã xin phép nghỉ rồi, em tới để thu dọn phòng, bởi vì chị Liên bỗng nhiên đi. Trong lòng em không vui. Vẻ mặt cô hơi buồn bã, liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, rồi lại cúi đầu. Hạ Tưởng vốn không muốn ở lại, nhưng vệ tân giữ lại. Vào đi, cô giúp việc cũng ở đây. Sau này phòng to như thế này cũng chỉ có em và cô giúp việc thôi nên có phần lạnh lẽo quá. Về sau, em có thể kéo bạn cùng học của em đến, làm bạn cũng tốt. Chị Liên giao cho em chăm nom liên cư, em không thể phụ sự phó thác của chị ấy, nhưng thỉnh thoảng một mình em ở lại đây có hơi sợ hãi. Vệ tân và người giúp việc sống trong căn phòng lớn như vậy, cảm giác sợ hãi cũng là bình thường, Hạ Tưởng không phải không rõ, nói. Có thể, chỉ có điều không được mang nhiều người vào đây, cũng không được cho bạn nam cùng học vào. Vệ tân đỏ mặt, không vừa lòng nói. Cái gì mà mang bạn nam cùng học vào? Anh nghĩ em là ai? Nếu mà người khác nói, em đã mắng hắn rồi.
Vẻ mặt Hạ Tưởng nghiêm túc, tuyệt nhiên không cười, cô nói tiếp. Được rồi, anh không cố ý, anh nghĩ đến đây nghỉ ngơi hay lấy đồ vật này nọ, tự nhiên muốn làm gì cũng được, em còn phải thu dọn phòng nữa, không làm phiền anh đâu. Vệ Tân vừa đi, Hạ Tưởng thấy nhẹ nhõm cả người. Ở trước mặt Vệ Tân, hắn lúc nào cũng nghĩ tới những chuyện cũ. Vệ Tân hiện tại và xưa kia luôn chồng chéo lên nhau. Cuối cùng sợ trước mặt cô, hắn vô ý ăn nói vụng về, nên đành phải luôn luôn cẩn thận hơn so với ở trước mặt Liên Nhược Hạm và Tào Thu Lê, nên thật sự hẳn thấy mệt mỏi vô cùng. Hạ Tưởng tự mình đi vào trong phòng, mở tủ quần áo ra, lấy một loạt quần áo của mình ra sắp xếp rồi treo lên. Ngẫm lại nên thay quần áo trên người ra, hắn liền đi tắm, thay đồ trên người. Sau khi mặc quần áo xong, hắn mới cảm thấy trong túi áo có cái gì đó, bỏ ra xem thì hóa ra là một bì thư. Mở phong bì ra, bên trong có một tấm chi phiếu, và còn có một tờ giấy. Chữ viết thon mảnh mà ngay ngắn, là chữ viết tay của Liên Nhược Hạm, em đoán khi anh thay quần áo, sẽ mặc bộ này đầu tiên, nếu không phải, chứng tỏ hiểu biết của em đối với anh là sai. Thẻ này là cho anh, em biết anh không thiếu tiền. Nhưng nếu chẳng may cần phải dùng cần đến tiền ngay thì sao? Em cũng biết anh không cần nhờ em giúp đỡ cái gì, cho dù là quyền lực hay tiền bạc, nhưng em vẫn cấp thẻ này cho anh, mật mã là ngày sinh của anh. Coi như tặng anh và cô bé Lê dùng vào việc tổ chức đám cưới. Hạ Tưởng xem lá thư, không kìm nổi cười, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì đó, cầm tờ giấy lật lại, quả nhiên mặt sau còn có, đoán anh sẽ lật lại để xem, vì anh đã biết rồi, nên em nói thêm hai câu nữa, ngoại trừ em và cô bé Lê ra, không được tìm cô nào nữa. Có nghe thấy không? Thiếu chút nữa Hạ Tưởng ngửa mặt lên trời cười sằng sặc. Được Liên Nhược Hạm, phía trước là củ cà rốt, phía sau là cây gậy lớn, nhưng cũng thật sự chỉ có cô mới thế. Đặt cái thẻ sang một bên, định bụng quay về giao cho cô bé Lê giữ. Tiền là một chuyện, nhận nó lại là một chuyện khác, hắn nhất định phải tôn trọng ý kiến của Liên Nhược Hạm, nếu không Liên Nhược Hạm nổi giận thì ngay cả hắn cũng không có cách nào. Hạ Tưởng ở lại trong phòng ngây người ra một lúc. Sau đó định mang đồ đã thay xuống dưới gác đưa cho cô giúp việc thì Vệ Tân lại hiện ra trước mặt, đưa tay ra đỡ lấy quần áo của hắn, rồi nói. Đưa cho em được rồi, chị Liên trả tiền lương cho em, ngay cả em tự mình cũng thấy hổ thẹn. Sau này, anh có gì cần phải làm, mặc dù anh có thể phải chỉ bảo, nhưng một tuần em cũng qua đây 2-3 lần. Hạ Tưởng đồng ý, khoát tay với Vệ Tân rồi quay người bước đi, Vệ Tân không hài lòng nói. Này! Em không hề chọc giận anh để làm anh chán ghét đấy chứ. Anh làm sao mà không muốn nói chuyện với em vậy, dường như em là con hổ dữ vậy. Đúng thế, với Hạ Tưởng, có một vài phụ nữ quả thực là hổ dữ thật, gặp được thì nhất thiết phải tránh ra. Hắn cười cười. Xem em nghĩ kìa, anh có việc đang vội, không rảnh để nói chuyện với em, sau này hãy nói. Em không phải đang khá vội sao? Anh ít gạt người khác thôi, em đã sớm nhìn ra rồi, cả chị Liên nữa. Anh trốn tránh em lâu nay, chỉ vì sợ em cũng thích anh. Anh yên tâm đi, em sẽ không thích anh đâu, anh cũng đừng có ý đồ với em, chúng ta là hai đường thẳng song song. Hạ Tưởng nghe Vệ Tân giận dỗi xong, vội vàng nói. Thật tốt quá, anh cũng nghĩ thế. Buổi chiều, Hạ Tưởng đi, Vệ Tân còn đứng bất động ở cửa, đột nhiên, cô quay người lại ném quần áo của Hạ Tưởng xuống ghế sofa, hổn hển nói. Anh thì có gì đặc biệt hơn người. Đừng tưởng anh có một cô người yêu xinh đẹp thì cả thế giới sẽ thích anh nhé. Tự nhiên Hạ Tưởng không biết rằng Vệ Tân oán trách mình. Hắn lên xe tới chỗ công ty xây dựng số 2 của tỉnh rồi đi thẳng lên tầng 3 chỗ văn phòng phó tổng, tìm Lý Hồng Giang. Tìm Lý Hồng Giang là bước đầu tiên trong việc thực hiện kế hoạch của hắn. Hắn vốn chỉ muốn đùa cho Cao Kiến Viễn chết, nhưng trong lúc đó, đột nhiên lại lóe lên một ý tưởng. Cho rằng lừa được Cao Kiến Viễn mắc câu cùng lúc cũng có thể dệt một mạng lưới quan hệ kín đáo cho mình. Lý Hồng Giang không ngờ Hạ Tưởng lại đến nên cao hứng giữ chặt tay Hạ Tưởng nói. Chú em, cậu cuối cùng cũng tới, làm tôi chờ mãi. Tôi cũng không dám gọi điện cho cậu, sợ lại làm phiền cậu. Lý Hồng Giang cho rằng việc Hạ Tưởng bị bắt là do lần trước đánh nhau, khiến cho y trong lòng có chút thẹn thùng. Y cảm thấy rằng là do mình làm không tốt nên làm phiền Hạ Tưởng. Hạ Tưởng ngồi xuống, cười nói. Người một nhà không nói khách khí, chuyện của tôi và vấn đề lần trước không có liên quan, cũng sẽ không tra được ra anh đâu, yên tâm đi. Lý Hồng Giang mặt đỏ lên. Chú em,
cậu lăn lộn trốn quan trường còn không sợ, tôi thì sợ gì? Hiện giờ tôi là một phó tổng của công ty xây dựng số 2, nói thật cũng là không cao không thấp. Giờ tầm mắt tôi cũng mở rồi, có đôi khi ngẫm lại còn không bằng đi buôn. Thứ nhất là tự do, thứ hai cũng có thể kiếm được nhiều tiền. Giờ với điều kiện này của tôi, thật là ăn không đủ no, nhưng cũng không thiếu ăn đến mức chết. Hạ Tưởng tin Lý Hồng Giang nói thật, công ty xây dựng số 2 là doanh nghiệp nhà nước, tiền lương của Lý Hồng Giang không cao, muốn lấy tí tiền từ công trình còn không bằng quyền hạn của giám đốc công ty lớn. Thân là phó tổng giám đốc công ty xây dựng số 2, nhưng lại không trực tiếp phụ trách công trình nào, nên lợi ích thực tế còn ít đi. Đúng lúc, tôi có một việc muốn thương lượng với anh có người nào đáng tin cậy hay không? Chúng ta cùng nhau thành lập một công ty, tôi có một hạng mục có khả năng hoạt động tốt. Hạ Tưởng nói ra mục đích đến đây. Lý Hồng Giang vừa nghe, vừa mừng rỡ nói. Hạng mục nào, tôi quyết từ chức đi kinh doanh được rồi. Không được, anh nhất định phải ở lại làm phó tổng công ty xây dựng số 2, như thế chúng ta mới có thể có được nguồn lực lớn nhất. Không nhất thiết phải tự mình đi kinh doanh mới kiếm được tiền, anh phải tìm người phát ngôn. Đứng sau hậu trường cũng có thể phát tài lớn. Hạ Tưởng bác bỏ ý định muốn từ chức của Lý Hồng Giang. Vị trí phó tổng công ty xây dựng số 2 không phải ai cũng có khả năng ngồi vào được, chỉ cần Lý Hồng Giang tại vị là có thể liên hệ với tất cả các công ty xây dựng có nghiệp vụ tỉnh Yên. Đúng là điều kiện thuận lợi. Đó. Lý Hồng Giang cười ha hả. Tôi không muốn nghĩ nhiều như vậy, chú cứ định đoạt, tôi sẽ nghe chú. Người đặc biệt tin tưởng tạm thời chưa có, tôi có thể đóng góp tiền, chỉ cần chú nói được, là tôi liền ở phía sau hô hào cổ động, còn chủ ý lớn là tùy chú. Nghĩ lại, ý định ban đầu của Hạ Tưởng là kéo Lý Hồng Giang nhập bọn là được, chỉ bàn bạc về lợi ích chung, tiến độ của mọi người mới có thể duy trì từ đầu đến cuối được. Chương 294, gây dựng một Giang Sơn. Được, vậy thỏa thuận, thành lập công ty cổ phần, tính là anh và tôi cũng có cổ phần trong đó. Tôi muốn tìm vài người bạn nhập bọn, đến lúc đó mọi người góp vốn, mọi người cùng nhau gây dựng cơ đồ, gây dựng một Giang Sơn. Hạ Tưởng thậm chí nghĩ đến tên công ty là Bất Động Sản Giang Sơn, khẩu hiệu là Gây Dựng Giang Sơn. Ý đồ sáng lập công ty của Hạ Tưởng không đơn giản chỉ là kiếm tiền, mà là thông qua sự kiện lần này, hắn nhận thức sâu sắc rằng, sở dĩ hắn có thể thoát thân bình an là do một chiêu như thần của Tống Triệu Độ đã phát huy tác dụng to lớn. Nếu mà không có Tống Triệu Độ bày mưu nghĩ kế từ trước đến nay và ra một đòn chí mạng tại thời điểm mấu chốt, thì hắn e rằng khó có thể ung dung mà xoay sở được. Lý Đình Sơn khẳng định sẽ dồn tâm trí để trợ giúp, Tào Bá Bá cũng sẽ giúp, và còn có cả Trần Phong, tuy không đề cập đến lợi ích lớn của y, nhưng y cũng sẽ ra mặt, nói tốt vì y. Nhưng những người khác thì khó mà nói, ví dụ như Phương Tiến Giang, ông ta sẽ phải nhìn mặt Phương Cách, may ra hắn còn thiên vị một chút. Ngoài ra, vì lợi ích của tập đoàn đại tài nên Vương Bằng Phi tỏ vẻ ủng hộ. Nhưng khi Cao Thành Tùng thật sự tức giận, có thể chống đối nổi áp lực của bí thư tỉnh ủy. Hơn nữa vẫn kiên quyết ủng hộ bản thân mình hay không, chỉ sợ là không có bao nhiêu người. Lý do duy nhất là mối liên hệ về lợi ích giữa y và bọn họ không đủ bền vững. Cho nên Hạ Tưởng mới đột nhiên nảy sinh ý tưởng thành lập một tập đoàn lợi ích. Một công ty mà lợi ích của mọi người đều như nhau thì mới có thể đảm bảo được rằng khi đứng trước khó khăn, nhất định mọi người phải không chia rẽ mới có thể không bị thua cuộc. Cũng chỉ khi mọi người cùng chung lợi ích mới có thể khiến mọi người đều phải cố gắng hết sức để bảo vệ tập đoàn của mình khi hiểm nguy tiến đến. Tại sao phá vỡ việc độc quyền lại khó như vậy? Tại sao tập đoàn dầu mỏ Trung Quốc và quốc tế lại mang dầu mỏ của toàn dân ra đùa giỡn trong lòng bàn tay vậy? Khi giá dầu thô thế giới tăng, bọn chúng sẽ lập tức tăng giá. Nhưng khi giá dầu thô thế giới giảm, bọn chúng lại phản ứng rất chậm bằng một vài mánh lới. Tại sao có một số ngành bảo vệ lợi ích của chính mình thì lại nói một cách hòa mỹ là kết thông với thị trường quốc tế. Khi người ta chỉ trích bọn họ làm việc bất lợi, thì bọn họ sẽ lấy tình hình trong nước lừa gạt dân chúng qua loa cho xong. Tất cả đều là từ trên xuống dưới có một tập đoàn lợi ích gắn kết chặt chẽ với nhau khó có thể phá vỡ, rút dây động rừng, cho nên mới phải đi từng bước gian nan. Hạ Tưởng muốn là người tạo ra tập đoàn lợi ích, không để cho vận mệnh của bản thân bị người khác thao túng. Cao Thành Tùng không thể. Ngay cả Ngô gia cũng không thể. Lý Hồng Giang nghe Hạ Tưởng nói xong mừng rỡ, y biết Hạ Tưởng đề nghị như vậy tương đương với việc lợi ích của y và Hạ Tưởng gắn kết với nhau. Nói đúng là sau này sẽ phải cùng Hạ Tưởng hoàn toàn trở thành quan hệ đối tác,
Hơn nữa, nói không chừng Hạ Tưởng còn có thể lôi kéo được những quan to khác nhập bọn. Y cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Có thể nói, Hạ Tưởng cho y một cơ hội tuyệt vời mà tiến thêm một bước kết giao với các quan lớn quyền quý. Y kích động đứng lên nói. Cảm ơn chú em Hạ đã cân nhắc tôi, trong lòng tôi cảm ơn lắm. Chú làm gì, tôi đều ủng hộ chú. Tôi sẽ đóng góp tiền, thật tốt. Sau đó y thoáng chút xấu hổ nói. Tuy nhiên, khả năng của tôi không nhiều, chỉ có thể góp 5 triệu, chú em cũng đừng coi thường tôi. Cho dù 5 triệu tệ không phải là toàn bộ của bản thân và gia đình Lý Hồng Giang, nhưng cũng không chênh lệch là mấy. Hạ Tưởng cũng có thể tính ra xem y đóng góp được bao nhiêu tiền, liền cười nói. Đừng lo tiền nhiều, tiền ít, chủ yếu là ở tấm lòng, nếu anh thành tâm, thành ý, tôi sẽ không nói gì cả. Chờ sau khi tôi chọn được thời gian tốt với những người khác, lúc đó chúng ta cùng ngồi lại bàn bạc một chút về vấn đề cổ phần định mức của từng người, ý anh ra sao? Đồng ý, tất cả đều nghe theo chú em Hạ. Lý Hồng Giang chỉ biết nghe theo ý của Hạ Tưởng, y thừa nhận còn muốn liên hệ với những người khác nữa. Y vui vẻ, liên tục gật đầu. Tôi sẽ nghe theo chú chuẩn bị tài chính tốt, chờ tin tức tố lành từ chú. Hạ Tường từ chối lời mời ở lại của Lý Hồng Giang. Hắn lên đường đi tìm Tôn Hiện Vĩ. Vừa thấy Tôn Hiện Vĩ đến, Hạ Tường đã đem những dự định thành lập một công ty cổ phần của hắn ra nói. So với Lý Hồng Giang, Tôn Hiện Vĩ dè dặt hơn, y suy nghĩ trong chốc lát, liền hỏi. Việc tốt là việc tốt, tuy nhiên cậu lại nói vấn đề này trước với tôi, còn có ai khác không? Một phó tổng của công ty xây dựng số 2, Lý Hồng Giang bỏ vốn 5 triệu tệ. Tôi còn dự định bàn bạc cùng trưởng ban Phương, phó bí thư Vương, để cho họ chiếm một phần cổ phần, mới có thể nói được. Tôi cũng kéo Thẩm Lập Xuân nhập hội, còn phải có người thân thích của thư ký Giang. Tôn Hiện Vĩ là người Phương Tiến Giang, Hạ Tưởng cũng không thiết phải giấu giếm ý đồ của hắn, nói thẳng ra. Thư ký Giang, thư ký của thị trưởng Trần Giang Thiên sao? Tôn Hiện Vĩ lắp bắp. Cậu và Giang Thiên cũng có quan hệ tốt sao? Nếu như cậu có thể kéo được thị trưởng Trần vào thì tôi phục cậu. Đương nhiên, Tôn Hiện Vĩ hiểu rõ ý đồ của Hạ Tưởng. Trong lòng y rất vui vẻ vì Hạ Tưởng kéo y ra nhập hội. Y cũng hiểu rõ quan hệ của Hạ Tưởng và Trần Phong, liền muốn có chủ ý với Trần Phong. Đi đi, đừng có hại tôi. Thị trưởng Trần đối nhân xử thế như thế nào, anh còn không rõ sao? Ông ấy không thích mấy thứ này. Tôi muốn lôi kéo ông ấy không phải là sẽ mất mặt sao? Hạ Tưởng không khách khí liền mỉa mai Tôn Hiện Vĩ vài câu. Giờ, trước mắt không vội, chờ sau khi công ty chúng ta thành lập, sau đó phát triển, rồi từ từ tiếp cận thị trưởng Trần, có được không? Không thể nói Trần Phong là quan thanh liêm như nước, nhưng theo hiểu biết của Hạ Tưởng với ông ta thì ông ta luôn thận trọng trong các vấn đề về kinh tế, ông ta cũng rất có danh tiếng về vấn đề này. Chí ít, cho tới bây giờ. Hạ Tưởng không hề biết Trần Phong có hoạt động bí mật nào với các doanh nghiệp. Đương nhiên, cũng không loại bỏ khả năng mà Hạ Tưởng cũng không biết. Nhưng một người không có khả năng giấu hết được người trong thiên hạ, đó là lý do vì sao hắn thà tin tưởng Trần Phong thanh liêm còn hơn. Tôn Hiện Vĩ cười ha hả hồi lâu, cúi đầu suy nghĩ, lại hỏi. Cá nhân tôi bỏ 10 triệu tệ, có hai điều kiện. Một là tin tưởng cậu tìm người làm pháp nhân đại diện. Hai là cậu phải nói cho tôi biết, bất động sản Giang Sơn rốt cuộc muốn mở rộng hạng mục nào. Bản thân Tôn Hiện Vĩ còn có bất động sản Thiên An, lại sẽ nâng đỡ thêm một bất động sản Giang Sơn, có thể kết hợp nguồn tài nguyên, vì phối hợp chặt chẽ, cũng xem như tình hình có lợi. Y có thể bỏ vốn 10 triệu tệ, Hạ Tưởng cảm thấy coi như mình không mất mặt. Sau khi bất động sản Giang Sơn thành lập, lấy danh nghĩa hợp tác, bàn bạc với bất động sản Lĩnh Thiên. Rồi lấy danh nghĩa liên danh mở rộng biệt thự Tây Thủy, mục đích cuối cùng là thâu tóm bất động sản Lĩnh Tiên, rồi biến biệt thự Tây Thủy làm của riêng, một lần nữa thay hình đổi dạng cho nó để bán, không bán nhà ở, mà chỉ bán âm trạch. Hạ Tưởng một mạch nói ra những suy nghĩ trong lòng. Ban đầu Tôn Hiện Vĩ đứng, rồi ngồi xuống, không hề động đậy hồi lâu, há to miệng nhìn Hạ Tưởng, vẻ mặt biểu lộ sự ngạc nhiên. Thật là mạnh bạo, chú em, giờ tôi càng ngày càng phục cậu đấy. Cậu không làm kinh doanh, thật là đáng tiếc. Cuối cùng Tôn Hiện Vĩ cũng tỉnh táo lại và nói mấy câu đầu tiên để khen ngợi Hạ Tưởng. Cả thành phố Yến này cũng chỉ có cậu, một người đầu tiên có dũng khí vì thiên hạ, đem nơi ở xa hoa làm âm trạch để bán. Nói xong, y cười ha hả.
Hạ Tưởng không nói lời nào, chỉ mỉm cười, hẳn biết Tôn Hiện Vĩ không hoàn toàn tin tưởng triển vọng thị trường Âm Trạch. Quả nhiên, sau khi cười xong, Tôn Hiện Vĩ lại trịnh trọng nói. Nói thật đi, tôi bỏ ra 10 triệu tệ cho cậu đi triển khai hoạt động công ty một nhà. Đoàn kết một nhóm người, tôi mong sẽ có kết quả với số tiền bỏ ra này. Nhưng, chú em, bất động sản Lĩnh Tiên Nước lại rất sâu, lại có người đứng sau là Cao Kiến Viễn, không phải muốn là nuốt được đâu. Được rồi, cho dù cậu thu phục được cô bé miền Nam kia, thì cũng nên tính tới việc một vài người lại không muốn mua với giá cao mà. Tôn Hiện Vĩ nói thô nhưng để ý lại không thô. Hạ Tưởng cười, trách móc. Đừng có động một tí là lôi quan hệ nam nữ vào. Tôi và Nghiêm Tiểu thì trong sạch, rõ ràng, không có gì nảy sinh cả. Là anh bị Tiểu Tam làm cho đầu óc rối mù. Nhìn thấy con gái đẹp là nghĩ ngay rằng có tiềm năng trở thành Tiểu Tam của anh. Tôn Hiện Vĩ cuống quýt xua tay. Nghiêm Tiểu thì quả thật không tồi, làn da ấy mời gọi người ta. Đáng tiếc là món ăn tươi ngon ấy, tôi cũng không với được. Hạ Tưởng tức giận đến nỗi cười mãi. Đừng có nổ nữa, nói chuyện nghiêm chỉnh đi. Anh không cần lo lắng thị trường Âm Trạch, tôi đã từng phân tích kỹ càng tỉ mỉ triển vọng thị trường Âm Trạch rồi, không sai được. Tôi sẽ dành một ít thời gian viết báo cáo khả thi, tôi sẽ bố trí người đại diện pháp nhân, tuyệt đối đáng tin. Tôi cần anh ra mặt chính là làm thế nào để liên hệ với bất động sản Lĩnh Tiên, làm thế nào để lợi dụng tâm lý mong ngóng tài chính hiện tại của bất động sản Lĩnh Tiên, thâu tóm bọn chúng hợp pháp một chút. Về lĩnh vực này anh là chuyên gia, tôi sẽ không mất công suy nghĩ, tôi chỉ phụ trách giới thiệu anh với Nghiêm Tiểu Thì, hiểu không? Tôn Hiện Vĩ rõ ràng phấn khởi quá mức. Cái đó, chú em Hạ, giờ cậu gọi điện cho Nghiêm Tiểu Thì đi, buổi tối cùng nhau đi ăn, thế nào? Tôi khinh thường anh đúng là loại háo sắc chưa thấy phụ nữ bao giờ. Hạ Tưởng đả kích Hiện Vĩ không nể nang gì, tiếp. Tôi cho anh xử lý chính sự không phải là để tán gái. Thái độ phải nghiêm chỉnh, nếu không thì phải chào anh thôi. Buổi tối, tôi còn có việc, cùng với Phó Bí Thư Vương và Thẩm Lập Xuân gặp nhau, tiếp tục phải kế hoạch đại sự, chưa được như anh, vừa nghe thấy con gái đẹp là ngay cả đi cũng không được. Tán gái và sự nghiệp là hai thứ đều phải đồng thời, bản lĩnh đều phải cứng rắn. Cậu yên tâm, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến chính sự. Da mặt Tôn Hiện Vĩ khá dày, y ha hả cười không ngừng. Thâu tóm công ty người khác, tôi thành thạo, tán gái tôi cũng tài ba. Cậu chờ kết quả được rồi. Hạ Tưởng đành lắc đầu, Tôn Hiện Vĩ cái gì cũng tốt, dù cho hơi háo sắc, nhưng đừng để bị Nghiêm Tiểu Thì mê hoặc mới tốt. Buổi trưa, Hạ Tưởng và Tôn Hiện Vĩ cùng nhau ăn một chút cơm và cùng bàn bạc một số chi tiết tỉ mỉ. Hạ Tưởng cho Tôn Hiện Vĩ biết sự thật, nói với y về hiện trạng bất động sản Lĩnh Tiên, cũng tiết lộ là chính Nghiêm Tiểu Thì đã chủ động tìm hắn, muốn hắn giúp cô thoát khỏi cảnh khốn cùng. Tuy nhiên, suy xét kỹ càng thì Hạ Tưởng không nói với Tô Hiện Vĩ về sự tình Cao Kiến Viễn, y không cần phải biết rõ. Dù sao y cũng không phải người trong quan trường. Tôn Hiện Vĩ càng nghe, càng hưng phấn. Y hiểu được giai đoạn hiện giờ là thời cơ tốt nhất để thâu tóm bất động sản Lĩnh Tiên. Điều duy nhất khiến y do dự chính là triển vọng thị trường Âm Trạch không hề khả quan. Nếu mà theo đúng lời Hạ Tưởng nói, tòa Âm Trạch xa xỉ có thể bán được, thì tiền mua bất động sản Lĩnh Tiên và hạng mục biệt thự Tây Thủy phải cực thấp. Sau đó lại một lần nữa sửa sang để đưa ra thị trường, thì mới có thể kiếm được nhiều. Tôn Hiện Vĩ đang quan tâm đến Nghiêm Tiểu Thì, y toàn tâm toàn ý hướng đến bất động sản Lĩnh Tiên. Là một thương nhân thành công, có thể trả giá rẻ để thâu tóm một công ty, tuyệt đối làm người ta hưng phấn không gì so sánh bằng, đồng thời khích lệ người ta làm việc thật tốt. Từ bản chất, Tôn Hiện Vĩ là một thương nhân, cho nên đối với y, việc thâu tóm bất động sản Lĩnh Tiên có hứng thú ngày một lớn. Cơm nước xong, y vội vàng trở lại công ty, chăm chú chủ tính cách thâu tóm bất động sản Lĩnh Tiên. Hạ Tưởng và y vẫy tay chào tạm biệt, Hạ Tưởng lái thẳng xe đi tìm Thẩm Lập Xuân. Tới văn phòng của Thẩm Lập Xuân, còn cách giờ tan tầm có một khoảng thời gian nữa. Hạ Tưởng liền đi thẳng vào vấn đề mà nói ra ý kiến của hắn với Thẩm Lập Xuân. Thẩm Lập Xuân không giống như Tôn Hiện Vĩ, y chỉ là nhân viên cao cấp tập đoàn Đạt Tài. Mặc dù sau khi lên tới chức quản lý, cũng có cổ phần, khen thưởng, nhưng ít ỏi. Y chẳng những quyền lực không cao, mà phỏng chừng mong muốn kiếm tiền cũng cấp bách. Thẩm Lập Xuân nghe xong, đầu tiên cười ngượng ngùng. Rồi mới nói. Cậu muốn tìm tôi là vì coi trọng tôi, nói thật,
ai không muốn kiếm nhiều tiền một chút chứ? Tuy nhiên, tôi lại thua kém so với lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước, lại cũng thua kém so với các cán bộ có quyền cao trong tay, không có bao nhiêu tiền vốn cả. Tôi nhiều lắm cũng chỉ có thể góp 2 triệu thôi. Hạ Tưởng kéo Thẩm Lập Xuân vào luồng, cũng không mong đợi y có thể đóng góp bao nhiêu tiền, hơn nữa hắn cũng biết có hơn 10 triệu tiền khởi động là đủ dùng rồi. Điều hắn muốn chính là mượn con gà mà sinh trứng chứ không phải cần vốn góp đầu tư quá lớn. Lý Hồng Giang bỏ ra 5 triệu, Tôn Hiện Vĩ góp thêm 10 triệu, nay lại có Thẩm Lập Xuân góp thêm 2 triệu, tổng cộng là 17 triệu, tiền vốn ban đầu đã hoàn toàn đủ dùng rồi. Hắn đã chuẩn bị từ Tiểu Giai một ít tiền trong tay, cũng dự định lấy danh nghĩa Tiêu Ngũ bỏ vốn 3 triệu. Tổng cộng vốn khởi động 20 triệu, giờ đã có vốn góp cổ phần, thì về sau tiền đó xem như cho Tào Thù Lê tiền tiêu vặt. 2 triệu cũng được rồi, cảm ơn anh tín nhiệm. Cuối cùng về phần chiếm giữ bao nhiêu cổ phần, còn cần mọi người ngồi lại bàn bạc. Hạ Tưởng đem tình hình góp vốn của Tôn Hiện Vĩ và Lý Hồng Sơn ra nói. Tôi cũng sẽ góp vốn 3 triệu, mặt khác còn muốn phân ra cho Phó Bí Thư Vương một ít cổ phần, trưởng ban phương, hoặc là những người khác. Cho nên bây giờ, tạm thời chưa quyết định. Không sao, tôi tin cậu, chúng ta cũng là chỗ có giao hảo lâu năm, nếu tôi đồng ý mua cổ phần, là hoàn toàn tín nhiệm cậu. Thẩm Lập Xuân khá phấn chấn, số tiền 2 triệu có thể thành lập được một khối đồng minh vững chắc rồi, dù cho không có lợi nhuận thì cũng là một lần thử thật là tốt. Cổ phần của tôi thấp nhất có thể, cổ phần của các lãnh đạo cao nhất có thể, tôi không có ý kiến. Thẩm Lập Xuân cười ha hả nhìn Hạ Tưởng, trong lòng y có chút biết ơn Hạ Tưởng, luôn luôn ghi nhớ hắn thật là tốt, có việc tốt gì nhất định không quên hắn. Tuy nhiên, y có phần lạc quan hơn về triển vọng thị trường âm trạch so với Tôn Hiện Vĩ. Nhưng với việc thâu tóm bất động sản Lĩnh Tiên, y lại dè dặt. Việc thâu tóm bất động sản Lĩnh Tiên, tôi sẽ không ra mặt, việc mua cổ phần, tốt nhất không nên cho Tổng Giám Đốc Thành biết, nếu ông ấy biết có lẽ sẽ có ý kiến với tôi. Đúng rồi, Phó Bí Thư Vương biết liệu có nói cho Tổng Giám Đốc Thành hay không? Không đâu, yên tâm đi. Phó Bí Thư Vương nhiều năm làm quan trong chốn quan trường nên hiểu rõ phải nói cái gì, không nên nói cái gì. Có thể làm đến chức Phó Bí Thư Thành ủy thành phố Yến thì ai nấy đều giữ mồm giữ miệng. Đúng thế, về điểm này, Hạ Tưởng rất tự tin. Mặc kệ quan hệ giữa Thành Đạt Tài và Vương Bằng Phi có là cái gì, cũng không quan tâm Vương Bằng Phi nhận được những ưu đãi gì từ tập đoàn Đạt Tài, Thẩm Lập Xuân mua cổ phần của bất động sản Giang Sơn sẽ không tạo thành tổn thương đối với tập đoàn Đạt Tài. Hơn nữa, chẳng khác nào Thẩm Lập Xuân lấy tiền của mình cho Vương Bằng Phi. Ông ta sẽ không dỗi hơi mà nói cho phía tập đoàn Thành Đạt Tài biết. Vương Bằng Phi dù sao cũng là Phó Bí Thư Thành ủy, không phải là nhân viên của Thành Đạt Tài. Trong tay ông ta nắm giữ càng nhiều tài nguyên thì càng có vốn để ngang vai ngang vế với Thành Đại Tài. Không ai phải lật quân át chủ bài sớm làm gì. Được, vậy là tốt rồi, chỉ cần tôi không ra mặt thâu tóm bất động sản Lĩnh Tiên, chỉ cần Phó Bí Thư Vương không có ý kiến nào với tôi còn có gì để không vui chứ. Thẩm Lập Xuân cười ha hả, ôm vai Hạ Tưởng lắc vài cái. Chủ kiến của cậu không tồi, tôi dám chắc có thể thành công. Hạ Tưởng biết thật sự bước gian nan nhất còn chưa tới, điều quan trọng là làm sao để thuyết phục Vương Bằng Phi. Theo quan điểm của hắn, Phương Tiến Giang có phần dễ bàn, bởi vì bản thân trưởng ban Phương và bất động sản Thiên An có liên quan, cũng lại vì liên quan với Phương Cách. Đối với hắn, trưởng ban Phương có tín nhiệm lớn hơn Phó Bí Thư Vương. Có lẽ hắn đề nghị, sẽ làm Phó Bí Thư Vương cảnh giác. Bản chất Vương Bằng Phi cũng không phải quan thanh như nước. Hạ Tưởng cũng biết y và tập đoàn Đạt Tài có liên hệ, nhưng cụ thể can dự bao sâu, thì hắn không rõ ràng lắm. Nhưng có một điều có thể khẳng định được đó là Vương Bằng Phi là người trong nhóm phát ngôn của tập đoàn Đạt Tài ở thành phố Yến. Còn ở trên tỉnh thì chắc chắn là tập đoàn Đạt Tài cũng có người. Rõ ràng với cấp bậc của Vương Bằng Phi không thể tính là hậu trường của tập đoàn Đạt Tài, nhiều lắm cũng chỉ xem như là quan hệ đối tác. Bất luận thế nào, đều phải thử một lần. Hạ Tưởng đánh giá cao con đường làm quan và triết lý của Vương Bằng Phi, rằng tương lai của y sẽ không dừng lại ở vị trí Phó Bí Thư thành phố Yến, y có khả năng đi xa hơn. Cho nên, trước tiên chỗ có quan hệ tốt, cũng rất quan trọng. Kết bạn trên quan trường, cũng có giá trị như thổ lộ tâm tình. Không phải cứ hai người có chung lợi ích, là có thể kết hợp thành đồng minh, mà còn phải xem hai người có ăn ý hay không. Đợi cho đến lúc hết giờ làm. Hạ Tưởng mới gọi điện thoại cho Vương Bằng Phi.
giọng nói Vương Bằng Phi mạnh mẽ. Cũng lạ, vừa nghe thấy giọng nói của Tiểu Hạ, tâm hồn tôi lại rất bình yên, a, chuyện tốt. Hôm nay chúng ta không đi Sở Phong lâu nữa, mà đi đến một chỗ nào đó yên tĩnh đi, thế nào? Hiển nhiên, Hạ Tưởng không có ý kiến khác, để cho Vương Bằng Phi sắp xếp. Lái xe chở Vương Bằng Phi, Thẩm Lập Xuân cũng không có lái xe, nên ba người ngồi chung một xe, thẳng hướng Tây mà đi. Đi một lúc lâu, Vương Bằng Phi mới nói ra mục đích. Đi công viên rừng rậm đến Sâm Lâm Cư, chỗ ấy cảnh vật tốt, hơn nữa lại tĩnh mịch, đúng là chỗ tốt, hương vị đồ ăn cũng chính hiệu, có cảm giác là đồ ăn Hồ Nam. Hạ Tưởng không kìm nổi cười. Phó Bí Thư Vương, Sâm Lâm Cư là sản nghiệp của Sở Tử Cao, xem như là chi nhánh của Sở Phong Lâu. À, Phó Bí Thư Vương sửng sốt, liền mỉm cười. Cũng không biết là khẩu vị của tôi, hay là do có duyên với Sở Tử Cao. Lần trước có người mời đi ăn, phải đi Sâm Lâm Cư, không ngờ cảm giác cũng không tệ lắm. Tôi liền để ý, không nghĩ tới là khách sạn của hắn, thật là rất khéo léo. Chương 295, tính toán. Hạ Tưởng thấy Vương Bằng Phi không có nhắc đến tên ai, cũng biết điều mà không nhiều lời nữa. Hắn không mong Vương Bằng Phi nhân lúc mà nói ra sự tình. Sở Tử Cao không ở Sâm Lâm Cư, Hạ Tưởng cũng vốn không báo cho y biết. Hắn có chuyện quan trọng muốn nói cùng Vương Bằng Phi, càng ít người càng tốt. Vương Bằng Phi dường như cũng có điều muốn nói. Vào phòng ăn, sau khi gọi đồ ăn, không đề cập đến vấn đề chơi bài, ba người thiếu mất một người, Vương Bằng Phi lặng im một lát rồi chợt hỏi. Tiểu Hạ, sự tình Lệ Triều Sinh, có phải cậu đã âm thầm điều tra, cung cấp chứng cớ cho chủ nhiệm Tần, đúng không? Hạ Tưởng thấy Phó Bí Thư Vương nghiêm túc hỏi, biết rõ chuyện mình bị bắt là một vấn đề mà Vương Bằng Phi đang suy đoán nguyên nhân trong đó. Xem ra y cũng không rõ ràng lắm chân tướng sự việc, còn tưởng rằng là bởi vì sự kiện Lệ Triều Sinh. Hạ Tưởng suy nghĩ, hắn cho rằng hiểu lầm cũng tốt, dù sao việc Lệ Triều Sinh sớm muộn gì từ Đức Tuyền cũng trở mặt, bèn nói. Đúng vậy, lúc trước nhờ có ngài mà tôi biết được chủ nhiệm Tần, đã trao tài liệu về Lệ Triều Sinh tận tay ông ấy. Đức Tuyền và tôi có quan hệ coi như khá tốt. Vương Bằng Phi đột nhiên nói một câu, sau đó không nói gì. Buổi nói chuyện im lặng một lát. Trong lòng Hạ Tưởng hoảng hốt, không nghĩ tới việc Vương Bằng Phi và Từ Đức Tuyển có giao hảo. Nếu Vương Bằng Phi đã đích thân nói ra, chỉ sợ là quan hệ cá nhân là khá tốt, thì rốt cuộc thì ý của Vương Bằng Phi là gì? Là trách mình ngu muội điều tra Lệ Triều Sinh làm ảnh hưởng tới Từ Đức Tuyển, hay là tỏ vẻ không hài lòng vì mình xen vào chuyện người khác? Thẩm Lập Xuân ngồi ở một bên, nhìn Vương Bằng Phi một chút, lại nhìn Hạ Tưởng một chút. Như muốn nói cái gì lại như nhẫn nhịn, cuối cùng y chỉ cúi đầu lo uống trà. Hạ Tưởng phá vỡ sự lúng túng. Sự tình Lệ Triều Sinh khiến tôi gặp sự phẫn nộ rất lớn từ dân chúng, tôi nhất định sẽ cố gắng tra ra sự thật không để cho hắn tiếp tục làm hại quê nhà nữa. Trưởng ban thư ký Từ và ngài cho dù có quan hệ cá nhân tốt, thì đứng trước quốc pháp, tôi nghĩ ngài cũng như thế sẽ kiên định đứng về phía quốc pháp. Vương Bằng Phi liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái. Mặt vẫn không chút thay đổi, nói. Đức Tuyền đã tìm tôi nói rằng ông ấy vô cùng không hài lòng với cậu, nếu không nể mặt tôi, ông ấy sẽ tìm cậu mà gây rắc rối. Đây xem như là dọa dẫm hay là nhắc nhở. Hạ Tưởng giận dữ cười. Từ Đức Tuyền thân là trưởng ban thư ký thành ủy, trong ủy viên thường vụ xếp hạng gần cuối, thậm chí còn không bằng Tào Bá Bá, lại càng không cần phải nói tới thị trưởng Trần và chủ nhiệm Tần. Muốn dọa dẫm mình theo như lời y, tìm mình gây rắc rối. Chẳng qua là dựa vào lực của Cao Thanh Tùng, nếu không thì y chỉ bằng một trưởng ban thư ký thành ủy mà thôi, muốn ra oai ở thành phố Yến, bản thân y không có khả năng ấy. Nói như vậy, tôi bị tống giam và ra được, cũng là nhờ có trưởng ban thư ký chiếu cố sao? Hạ Tưởng nhếch mép hỏi. Cái này không rõ ràng lắm, phòng tự lập là phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, Đức Tuyền vẫn không điều khiển được hắn. Hắn nhiều nhất cũng chỉ đứng phía sau trợ giúp mà thôi. Hạ lệnh bắt cậu là một người khác. Vương Bằng Phi nhìn Hạ Tưởng chằm chằm không chớp mắt, trong mắt y có thắc mắc và nghi ngờ. Tôi không rõ, Tiểu Hạ cậu tốt mà, vì sao lại đi chọc Lệ Triều Sinh? Cậu chọc Lệ Triều Sinh, Đức Tuyền rất không vui, làm cho tôi cũng rất khó xử. Hạ Tưởng chậm rãi thưởng thức trà. Vương Bằng Phi nói là làm khó, nhưng ban đầu nói chơi bài lại không chối, mà lại trực tiếp đi tới Sâm Lâm Cư, tự tai mình nghe trái phải rõ ràng. Y cũng là một người công tư phân minh,
Điều y bất mãn có lẽ là vì mình không hề tiết lộ một tí nào với y trước đó, làm cho y cảm thấy bị động không có cách nào trả lời được hoài nghi của Từ Đức Tuyền. Sở dĩ trước kia Hạ Tưởng không giải thích rõ với Vương Bằng Phi là vì, thứ nhất hắn cho rằng mình còn chưa quá thân với Vương Bằng Phi. Hắn luôn luôn nhìn không thấu lập trường của Vương Bằng Phi, hắn cũng không muốn bị lôi kéo vào y. Thứ hai là hắn cũng cho rằng chủ nhiệm Tần có lẽ sẽ báo cáo cho Phó Bí Thư Vương, hắn không cần phải nghĩ để vẽ vời thêm chuyện nữa. Nhưng không ngờ Từ Đức Tuyền đưa ra hoài nghi về hắn với Vương Bằng Phi, điều này khiến Vương Bằng Phi sinh ra bất mãn đối với hắn. Tâm sinh bất mãn cũng là chuyện tốt, chứng minh Phó Bí Thư Vương vẫn còn lưu tâm đến mình, tự trách mình không thổ lộ tâm tình cùng y. Hạ Tưởng liền đứng lên rót đầy một chén rượu, nói. Là tôi sơ sót, hẳn là trước khi xảy ra sự việc nên báo cáo với Phó Bí Thư Vương một chút. Tôi vẫn còn suy xét vấn đề không chu toàn, cho rằng Phó Bí Thư Vương sẽ chủ động tránh né vấn đề này. Kỳ thực, nguyên nhân chủ yếu nhất tôi vẫn cho rằng sự kiện Lệ Triều Sinh có liên quan đến nhiều người lắm, nên sợ truyền ra ngoài, đối với ngài sẽ không có lợi. Cho nên tôi tự chủ trương không báo cáo. Tôi nghĩ rằng chủ nhiệm Tần cũng chưa hề báo cáo với ngài, cũng là vì cân nhắc phương diện này. Bất luận thế nào đều là tôi sai trước, tôi tự phạt mình một ly. Nói xong, Hạ Tưởng uống một hơi cạn sạch, cũng không ngồi xuống, vẻ mặt nhũn nhặn mà cười nhìn Vương Bằng Phi. Vương Bằng Phi sụ mặt, khăng khăng giữ phân nửa cốc một hồi, thấy Hạ Tưởng vẫn giữ nụ cười trên mặt cũng rất mệt mỏi, đành mỉm cười, nâng chén rượu lên nhấp miệng. Được rồi, ngồi xuống nói chuyện. Tôi và Đức Tuyền quan hệ cá nhân đúng là không tệ. Nhưng cậu cũng là một bài hữu, bạn chơi bài không tồi. Tuy rằng, giải thích của cậu vừa rồi có chút khiên cưỡng, không thể thuyết phục tôi. Vương Bằng Phi cố nén tiếng cười trong lòng, thực ra hôm nay mục đích chính của y không phải làm Hạ Tưởng lúng túng, mà là muốn tìm cách để Hạ Tưởng nói thật, nhìn hắn đối với mình rốt cuộc có chút kính trọng nào hay không. Vương Bằng Phi đúng là người rõ ràng, y và Từ Đức Tuyền có chút quan hệ cá nhân. Nhưng tuyệt đối lại không phải là tốt đến mức vì chuyện tư mà bỏ chuyện công. Hơn nữa, cho dù có thật sự là bạn tốt tri kỷ đi nữa, thì việc Lệ Chiêu Sinh bị ủy ban kỷ luật bắt, chứng cứ vô cùng xác thực, thì cũng không ai dám mạo hiểm phiêu lưu chính trị mở miệng nói chuyện. Y vốn vô cùng coi trọng Hạ Tưởng, thứ nhất là vì hắn rất có khí chất, và đánh bài cũng rất hợp. Thứ hai, coi như là, Hạ Tưởng có tiền đồ rộng lớn. Là người trong quan trường, bắt tay người cao không bắt tay kẻ thấp. Hạ Tưởng hiện tại có tiền đồ và hắn có quan hệ cũng không tệ lắm với mình, chờ sau khi hắn lên đến chức cao, chắc chắn sẽ nhớ đến mình là đã tốt với hắn. Đến lúc đó nếu mình lui ra, cũng có một phần ân huệ với hắn, nếu chẳng may có chuyện Hạ Tưởng phải hỗ trợ, hắn có thể không giúp đỡ sao? Người làm quan đều phải có tầm nhìn lâu dài một chút, nhất là đối với những người trẻ tuổi có triển vọng phải nâng đỡ một chút, thật ra cũng là cho mình một đường lui. Chỉ có điều khiến y thật không ngờ đó là Hạ Tưởng vì sự tình Lệ Triều Sinh mà bị bắt. Thiếu chút nữa bị hủy hoại tiền đồ, còn không nói đến việc chọc giận Cao Thành Tùng. Làm quan ở tỉnh Yến, nếu bị bí thư tỉnh ủy thụ oán, thì tiền đồ còn có cái gì đáng nói. Vương Bằng Phi có tức giận vì đã kỳ vọng quá nhiều vào Hạ Tưởng. Tuổi trẻ thì vẫn còn quá trẻ, kích động hiểu biết sẽ phá hủy tiền đồ cả đời, phải cẩn thận cư xử mới được. Y không muốn Hạ Tưởng vì vậy mà vứt bỏ tiền đồ. Cho nên hôm nay y mới có ý mỉa mai hắn vài câu. Tuy nhiên điều làm cho y cảm thấy ngạc nhiên chính là, hình như trong lúc Hạ Tưởng bị bắt thì Thẩm Phục Minh cũng đột nhiên bị mang đi. Chẳng nhẽ Hạ Tưởng có quan hệ bí mật nào đó nên được ra chỗ sáng còn Thẩm Phục Minh lại ngấm ngầm bị bắt. Nhân cơ hội này bày ra trò hay cho Cao Thành Tùng xem. Như thế người đứng sau kia, rốt cuộc là ai? Vương Bằng Phi càng nghĩ càng cảm thấy trong đó có nguyên nhân bí mật nào đó. Chiến đấu sau lưng vĩnh viễn hưng phấn hơn gấp vạn lần so với chiến đấu trực diện. Như vậy, nếu quả thật Hạ Tưởng nhóm lửa, thì ở phía sau có một người nào đó đã đặt một quả pháo, chẳng nhẽ điều đó không phải chứng minh trên Bắc Kinh đã có người muốn động vào Cao Thành Tùng sao? Bất luận ai nếu có độ nhạy cảm chính trị sẽ đều tập trung vào bí thư tỉnh ủy, đặc biệt cán bộ cấp bậc giống như Vương Bằng Phi này, bí thư tỉnh ủy có thể ảnh hưởng trực tiếp đến y, sau đó là con đường làm quan của y. Quan hệ của Vương Bằng Phi và Cao Thành Tùng cũng chỉ là bình thường, cơ bản chỉ là cùng chung sống hòa bình, yên ổn, vô sự. Cao Thành Tùng có bị mất chức hay không đối với Vương Bằng Phi mà nói cũng chẳng có ảnh hưởng lớn nào. Nhưng y cũng rất quan tâm số phận Cao Thành Tùng, bởi vì cho dù bí thư tỉnh ủy tiếp sau là ai,
thì cũng liên quan đến lợi ích bản thân mỗi một cán bộ cấp sở trở lên. Vương Bằng Phi rất hiếu kỳ muốn biết, sự kiện lệ triều sinh rốt cuộc có thể tạo thành lực phá hoại lớn đến mức nào. Hơn nữa, y cũng tin rằng Hạ Tưởng cũng biết ai là người trốn ở sau lưng xuất thủ. Người này rất có khả năng là nhân vật quan trọng ở tỉnh Yến sau này. Vương Bằng Phi đã nghĩ hôm nay dò xét xem ẩn ý của Hạ Tưởng. Chương 296, theo như nhu cầu. Hạ Tưởng cũng không biết ý nghĩ sâu xa của Vương Bằng Phi, cho mãi đến khi y trách móc hắn không tiết lộ tin tức với y trước, dù chỉ là một chút bóng gió cũng tốt. Nhưng Hạ Tưởng đều đã suy xét, mặc dù hắn và Vương Bằng Phi có quan hệ coi như khá tốt, nhưng cũng không thể hoàn toàn chiều theo ý y được. Cho nên nghe Vương Bằng Phi nói xong, hắn bèn thuận theo mà ngồi xuống, cười ngượng. Không sợ ngài phê bình tôi, Phó Bí Thư Vương. Vấn đề này sau khi tôi báo cáo qua chủ nhiệm Tần thì cũng không nhiều lời với ai nữa cả, ngay cả thị trưởng Trần cũng không biết, ngay cả Tào Bá Bá cũng không rõ lắm chân tướng. Vương Bằng Phi nhìn chăm chú Hạ Tưởng trong chốc lát, hiểu rõ ý tứ của hắn là muốn giải thích rõ ràng, y liền cười ha hả. Được rồi, việc cũ không đề cập đến nữa. Tôi cũng không trách cậu, cho dù cậu rất lỗ mãng, đừng tự hủy hoại tiền đồ tươi sáng của bản thân. Sau này có gặp loại chuyện này, cũng đừng quan tâm, có thể không quan tâm được thì mặc kệ. Nếu thật sự là cản con đường của cậu, cậu có thể âm thầm ra tay thôi. Trên quan trường đều có phương pháp, nếu không tuyệt đối nắm chắc thành công thì không nên công khai đối nghịch. Hạ Tưởng lập tức đứng lên, vẻ mặt cung kính. Tôi nhớ kỹ, Phó Bí Thư Vương, cảm ơn ngài dạy bảo. Vương Bằng Phi rất hài lòng với thái độ của Hạ Tưởng, bèn giơ tay ra hiệu bảo hắn ngồi xuống, rồi hỏi. Sự tình Thẩm Phục Minh bị bắt, cậu thấy thế nào? Hạ Tưởng nhìn Vương Bằng Phi vừa hỏi như không có chút lưu tâm, nhưng trên thực tế ánh mắt kiên định, trong lòng bỗng nhiên hiểu ra, hóa ra vừa rồi y chỉ là đòn gió, chứ mục đích chính của y là muốn hỏi rõ xem người đứng sau sự kiện Thẩm Phục Minh. Hạ Tưởng càng nghĩ càng không ngừng phục Tống Chiêu Độ. Ông hoàn toàn im lặng trong 2 năm gần như bị người quên sạch, nhưng lại ra tay một trận, khiến cho ai nấy đều suy đoán, nhưng không ai biết người ấy là ai, quả nhiên là phi thường. Người có thể bắt Thẩm Phục Minh, tôi dám chắc là một người rất có lai lịch. Ai nấy đều biết hắn Thẩm Phục Minh là người của Bí Thư Cao. Tôi phỏng chừng, ở Bắc Kinh có người muốn sở Bí Thư Cao. Bắt Thẩm Phục Minh là dụng ý dung cây dọa khỉ. Hạ Tưởng không thể nói ra tên Tống Chiêu Độ. Nên hắn cố ý lập lờ nói. Vương Bằng Phi có vẻ hơi thất vọng, tuy nhiên nhìn vẻ mặt Hạ Tưởng không giống như giả bộ, bèn nghĩ thầm với cấp bậc của Hạ Tưởng chỉ sợ còn không được tiếp xúc chút nào, không được biết sự tình bên trong cũng là đương nhiên, liền thản nhiên nói. Bắc Kinh quản lý thiên hạ, cho dù tỉnh Yến có gần Bắc Kinh cũng sẽ không có người nhìn chằm chằm mà không tha. Thẩm Phục Minh bị bắt, rõ ràng tỉnh Yến có người chỉnh người này. Người bắt Thẩm Phục Minh cũng nắm giữ đầy đủ chứng cứ chính xác, lại vừa đúng lúc nhân cơ hội mà thả cậu, mới một lần hành động mà thành công. Cho dù hắn là ai, thì cũng là một nhân vật lợi hại. Tiểu Hạ, cậu bị oan ức, nhưng cậu lại âm thầm giúp hắn một đại ân, hắn nợ cậu một ân tình. Vẫn là một câu thăm dò, Hạ Tưởng liền thật thà cười. Tôi lại không biết là ai, cũng không dám để người khác mang ơn. Và lại... Nói không chừng tôi có thể ra được là nhờ phúc của người ta ấy chứ. Vương Bằng Phi khoát tay, ý tứ hàm xúc, buồn tẻ nói. Quên đi, chuyên quá khứ không nhắc lại nữa. Ăn cơm trước, có thực mới vực được đạo, dù cho cái gì là chuyện quan trọng thì vẫn phải ăn đầy bụng mới được. Hạ Tưởng biết, Vương Bằng Phi không dò la được cái gì có ích từ miệng hắn thì mất hứng thú, nhưng cho dù như vậy thì y cũng sẽ thẩm tra thông qua các mối quan hệ của y. Lúc này, Thẩm Lập Xuân mới nói xen vào. Đúng là đói bụng, nghe nói ở đây đồ ăn Hồ Nam làm rất được, tôi phải ăn thật nhiều mới được. Ba người vừa cười vừa ăn, Hạ Tưởng bắt đầu cố ý chuyển hướng trọng tâm về phương diện bất động sản. Thẩm Lập Xuân hiểu được dụng ý của Hạ Tưởng cũng phối hợp với hắn nói chuyện qua lại. Vương Bằng Phi cũng hiểu được một vài điều. Nhất định có chuyện gì đó, nói thẳng đừng có vòng vo, nếu không, tôi sẽ không cho cậu câu trả lời rõ ràng được. Vương Bằng Phi sau khi ăn no cơm rượu, hút một điếu thuốc, nói trong làn khói. Hạ Tưởng không phải không nghĩ đến nói thẳng cho y biết, trong lòng hắn không phải thiếu tự tin, mà hắn không biết thái độ Vương Bằng Phi sẽ ra sao. Thấy Vương Bằng Phi hỏi thẳng như vậy, Hạ Tưởng liền nói thật, dù sao hắn cũng phải thành khẩn với Phó Bí Thư Vương. Nếu như không thỏa mãn sự hiếu kỳ của y, thì
thì Hạ Tưởng cũng không có cách nào mà có thể nói rằng hắn muốn thành lập một công ty bất động sản, nên bèn nói. Giờ đã có vốn khởi động rồi muốn mời Phó Bí Thư Vương cố vấn, không biết ngài có nhận cho không? Hàm Nghĩa cố vấn không cần nói cũng biết, Vương Bằng Phi ngây người, sửng sốt không nghĩ tới việc Hạ Tưởng sẽ đột nhiên tung ra một quả bóng lớn như vậy. Nghĩ lại thì rõ ràng chuyện gì xảy ra, y cười ha hả. Công ty bất động sản của cậu là kết hợp với nghiệp quan, tìm tôi làm cố vấn, tôi nghĩ là miễn đi. Tôi không hiểu thị trường bất động sản, cũng không biết là cố vấn cái gì. Chỉ sợ lại làm hỏng việc của cậu. Thôi đi, thôi đi. Vương Bằng Phi xua tay lia lịa, thái độ nhất định không muốn bàn lại vấn đề này. Hạ Tưởng thất vọng liền suy xét ý kiến bóng gió chân thành của Vương Bằng Phi. Hắn nghĩ thầm rằng cho dù Vương Bằng Phi không muốn thì cũng không nên từ chối một hơi như thế chứ. Với lại lúc này có Thẩm Lập Xuân ở đây, Vương Bằng Phi và tập đoàn Đạt Tài có liên quan không cần phải nói thì trong lòng ai cũng biết. Biểu hiện cương quyết của Phó Bí Thư Vương như vậy là có dụng ý gì? Thấy Hạ Tưởng bối rối, Vương Bằng Phi rất hài lòng cười nói. Nói xem công ty bất động sản của cậu đã có những ai gia nhập rồi. Lại còn làm trò nữa, Hạ Tưởng sửng sốt. Hắn nghĩ thầm, Vương Bằng Phi đa mưu túc trí, trước mặt mình mà vẫn còn giữ nguyên tắc thận trọng, kỳ thực cũng không phải là tốt. Chung sống với loại người này có lẽ cũng không dễ, có lẽ là do sự khác biệt về tính cách giữa người miền Bắc và người miền Nam. Và mình mà so sánh với Vương Bằng Phi thì trình độ vòng vo của ông ta là hạng nhất. Hạ Tưởng đem thỏa thuận góp vốn của mỗi người nói với Vương Bằng Phi nhưng không đề cập đến phần của Thẩm Lập Xuân. Vẻ mặt Vương Bằng Phi vẫn bình tĩnh, không tỏ vẻ ngạc nhiên khiến cho Hạ Tưởng vẫn thấp thỏm lo sợ, còn Thẩm Lập Xuân lại ngầm thở phào nhẹ nhõm. Nghe Hạ Tưởng nói xong, Vương Bằng Phi gật đầu. Tốt, tất cả bọn họ đều là người trẻ tuổi có nhiệt huyết. Cá nhân tôi cũng sẽ ủng hộ. Vương Bằng Phi vung tay như biểu thị vẻ không để ý rồi chuyển sang đề tài đánh bài. Thiếu mất một người, làm sao bây giờ? Tôi ngẫm nghĩ mãi không biết rốt cuộc thì nên gọi ai. Y muốn nói là chưa có đủ người chơi nên tạm dừng lại, sau đó mượn điện thoại gọi thêm Vương Lâm Kiệt tới. Cũng lâu rồi y không gặp chàng trai này nên cũng khá nhớ cậu ta. Nói chuyện điện thoại xong, Vương Bằng Phi vừa cười, vừa giải thích. Vương Lâm Kiệt là cháu trai tôi, hiện giờ đang làm ở ban tuyên giáo thành ủy, tuổi của nó với Tiểu Hạ xấp xỉ nhau. Tuy nhiên nó mới chỉ là trưởng phòng thôi, không so sánh với Tiểu Hạ được. Tiểu Hạ, sau này cậu hướng dẫn nó một chút nhé. Nó làm việc vẫn chưa đủ điềm đạm và chắc chắn. Hạ Tưởng chợt mỉm cười, hiểu ý của Vương Bằng Phi, đáp. Hai người xấp xỉ tuổi nhau chắc chắn sẽ có tiếng nói chung, sau này có thể giao lưu, cùng nhau tiến bộ. Nửa giờ sau thì Vương Lâm Kiệt tới. Bộ dạng hắn và Vương Bằng Phi có vài phần giống nhau. Chỉ có điều dáng người cao giáo hơn không ít so với Vương Bằng Phi, khiến cho người ta có cảm giác hắn là một thanh niên gọn gàng sạch sẽ. Vương Bằng Phi giới thiệu xong, Hạ Tưởng và Vương Lâm Kiệt thân thiết bắt tay nhau. Vương Lâm Kiệt cầm tay Hạ Tưởng, không buông, nói. Phó Chủ tịch huyện Hạ, tôi đã biết tên tuổi của anh rất vang dội. Chú tôi không ít lần nhắc đến anh trước mặt tôi để tôi học tập anh. Không thể tin được hôm nay cuối cùng cũng gặp được anh. Đúng là không khiến tôi thất vọng. Hạ Tưởng có ấn tượng khá tốt với Vương Lâm Kiệt. Theo như lời Vương Bằng Phi thì Vương Lâm Kiệt nói năng tùy tiện, nhưng thực tế ngược lại hắn rất khéo léo. Hạ Tưởng cười ha hả, nói. Tôi làm gì có tiếng tăm gì đâu, chẳng qua là được Phó Bí Thư Vương nâng đỡ mà thôi. Phó Bí Thư Vương yêu mến dìu dắt người kém hiểu biết này, tôi đã học được rất nhiều từ ông ấy. Anh và Phó Bí Thư Vương có quan hệ thân thiết chắc chắn có được những bí truyền từ ông ấy. Nếu có thời gian, anh phải tiết lộ với tôi một vài bí quyết để tôi cũng nhanh chóng được tiến chức. Vương Lâm Kiệt cười nói. Hiện giờ chú tôi đang ở ngay trước mặt anh trực tiếp hỏi ông ấy là được. Tôi đoán là ông ấy phải có bí quyết gì đấy, sớm muộn gì cũng phải truyền đạt lại cho anh thôi. Ông ấy tán thưởng anh đến nỗi làm cho tôi đây là cháu trai mà còn thấy ghen tị. Ha ha! Vương Bằng Phi cười, không nói gì trong lúc Hạ Tưởng và Vương Lâm Kiệt cùng vui vẻ. Tiếp đó Vương Lâm Kiệt và Thẩm Lập Xuân cũng chào nhau vài câu. Hạ Tưởng nhận ra bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp nhau. Xem ra đối với Vương Bằng Phi không dễ dàng gì mà lúc nào cũng giới thiệu người cháu trai này với người khác. Trong lòng Hạ Tưởng càng có sự tự tin về tính toán của mình. Bốn người cùng chơi bài, Hạ Tưởng và Vương Lâm Kiệt một cặp,
Vương Bằng Phi và Thẩm Lập Xuân một cặp. Mặc dù đây là lần đầu tiên Hạ Tưởng và Vương Lâm Kiệt hợp tác nhưng hai người lại phối hợp rất ăn ý, chỉ cần dựa vào hướng ra bài là có thể đoán được ý đồ của đối phương. Đó là lý do mà hai người chơi bài rất khá, ngay cả trong trường hợp không có quân bài tốt thì cũng phần lớn là giành chiến thắng. Liên tục bị thua trong hơn 10 ván, Vương Bằng Phi ném quân bài đi, nói. Thôi đừng chơi nữa, tôi và Lập Xuân nữa chúng tôi lớn tuổi hơn nhiều so với hai người. Đúng là, tuổi lớn hơn, suy nghĩ cũng không tốt nữa, nên mới thua các cậu mà thôi. Thẩm Lập Xuân cũng hùa theo nói. Ngày trước, tôi là một tay chơi bài rất khá. Giờ mới hiểu được, thế hệ trẻ các cậu, Phó Chủ tịch huyện Hạ và Lâm Kiệt mà kết hợp với nhau thì chúng tôi không thể đánh lại được. Vương Bằng Phi đứng lên, nói. Phong cảnh công viên rừng rậm thật đẹp, Thẩm Lập Xuân theo tôi ra ngoài hít thở đi. Thấy Thẩm Lập Xuân không có phản ứng nào, Hạ Tưởng vội vàng nói. Thẩm Lập Xuân cùng Phó Bí Thư Vương ra hồ hít thở bầu không khí trong lành, còn tôi và Lâm Kiệt ở lại đây tâm sự. Thẩm Lập Xuân nhấp nháy mắt, rõ ràng hiểu có chuyện gì đó, nên vội vàng đứng lên theo Vương Bằng Phi ra ngoài tản bộ. Hai người vừa đi, Hạ Tưởng cũng không vòng vo mà nói thẳng ra ý tưởng của hắn về bất động sản Giang Sơn. Vương Lâm Kiệt nghe xong chìa tay ra nói. Tôi góp 1 triệu tệ, chiếm 10% cổ phần. Hạ Tưởng vốn nghĩ sẽ cấp cho Phó Bí Thư Vương 10% cổ phần, nhưng Phó Bí Thư Vương không tiện ra mặt trực tiếp mà giới thiệu cháu trai y đứng ra đại diện. Điều đó cũng có thể cho rằng Vương Bằng Phi cũng là toàn tâm toàn ý rồi. Nên cấp cho Vương Lâm Kiệt hay Vương Bằng Phi cũng không có gì khác nhau. Vương Lâm Kiệt cũng có chút hào phóng, vừa nói là đã bỏ ra ngay 1 triệu, không hề có ý tay không bắt giặc. Tất nhiên, theo góc độ buôn bán mà cân nhắc thì 1 triệu tệ đổi lấy 10% cổ phần, thì Vương Lâm Kiệt vẫn là chiếm phần lãi lớn. Tuy nhiên phải dựa vào cả hai phương diện mà tính toán. Nếu Vương Bằng Phi đồng ý để Vương Lâm Kiệt tham gia, chính là y ngụ ý vui lòng cùng Hạ Tưởng liên minh, sẵn lòng cùng nhau tiến lui. Có thể nói, nguồn tài nguyên chính trị rộng lớn với lợi ích thương mại vừa rồi đã kết hợp với nhau khiến cho Hạ Tưởng cũng coi như Vương Lâm Kiệt là bằng hữu mà không có gì là vội vàng cả, bèn nói. Coi như được rồi, lại đều là anh em một nhà, nên nói những lời khách sáo thì có vẻ không thật. Thỏa thuận xong rồi nhé. Vương Lâm Kiệt thấy thái độ đó của Hạ Tưởng thì rất hài lòng, nắm tay Hạ Tưởng mà nói. Tôi thì không hiểu gì về kinh doanh, nhưng giao cho anh tôi yên tâm rồi. Tuy nhiên, tôi còn có một điều kiện, mặc dù hơi xấu hổ, nhưng tôi cứ nói thẳng là, 1 triệu tệ mà tôi góp vào công ty, nếu lãi thì công ty chia cổ tức cho tôi như bình thường, nếu lỗ thì vẫn phải trả cổ tức cho tôi theo lãi suất của ngân hàng. Tuy nói có phần khó nghe, nhưng nói chuyện với người dám nói ra những điều như vậy cũng thấy yên tâm, vì trong lòng tất cả mọi người đều hiểu rõ quyền lợi, điểm mạnh, điểm yếu của từng người rồi, cũng như biết mình muốn cái gì. Cho nên Hạ Tưởng mỉm cười, và gật đầu, nói. Một lời đã định. Tốt lắm. Vương Lâm Kiệt cười ha hả. Tôi thích giao tiếp với người vui vẻ và thẳng thắn, không thích nói một đề tài mà vòng vo cả buổi. Chú tôi thỉnh thoảng có tật xấu này, thích để người ta tự đoán câu chuyện của mình. Tôi còn nghĩ có phải người làm quan thì đều có tật xấu này hay không. Nhưng rốt cuộc lại thấy Phó Chủ tịch huyện Hạ thì lại khác, còn trẻ nên ăn nói cũng rất dứt khoát. Hạ Tưởng nghĩ thầm rằng, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Người làm quan ai cũng có tài ăn nói, chỉ có điều hắn vẫn khiêm tốn cười nói. Xem lời cậu nói này, người quang minh chính đại không nói chuyện vòng vo. Lâm Kiệt là người thông minh, tôi mà nói vòng vo chẳng phải tự làm mình bẽ mặt sao. Ánh mắt Vương Lâm Kiệt chớp chớp, nhìn đi nhìn lại Hạ Tưởng. Phó Chủ tịch huyện Hạ chỉ lớn hơn tôi 1 tuổi mà đã là Phó Chủ tịch huyện tương đương cấp cục phó, còn tôi mới chỉ là phó phòng. Xem ra, tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa mới được. Hạ Tưởng cũng không giấu giếm mà bóng gió nói. Sau này, bất động sản Giang Sơn dự tính còn có cả cổ phần của Phương Công Tử. Đến lúc đó, mọi người nhất định đều là bằng hữu trên cùng một mặt trận, nên nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau. Phương Công Tử là con trai của trưởng ban Phương, Công Tử Phương cách ấy à? Vương Lâm Kiệt kinh ngạc nói. Đúng vậy, anh ta và anh xấp xỉ tuổi nhau, tính cách cũng khá sôi nổi. Nên anh ta và anh có thể thân nhau đấy. Thật là tốt quá, tôi đã nghe nói Phương Cách là sinh viên xuất sắc ở Đại học Bắc Kinh. Có thời gian tôi nhất định phải làm quen mới được. Vương Lâm Kiệt có vẻ nóng lòng, tiếp đó lại cười hì hì chuyển sang đề tài khác.
Anh Hạ, anh có cô gái nào hay không, giới thiệu cho tôi đi. Tôi đến giờ còn chưa có bạn gái. Vừa mới quen biết một tí, là lộ ngay ra bản chất đàn ông rồi. Hạ Tương cười. Lần sau mà có gặp Phương Cách, hai người các anh lại sẽ thảo luận vấn đề bạn gái thôi. Anh ta và anh như nhau mà. Vương Lâm Kiệt cười ha hả. Vương Bằng Phi không để Hạ Tưởng đưa y về mà ngồi vào xe của Vương Lâm Kiệt. Vương Lâm Kiệt dùng một chiếc xe Santana, mặc dù xe đó không được tốt, nhưng so với cấp bậc và thu nhập của hắn mà nói cũng coi như quá rồi. Hạ Tưởng và Thẩm Lập Xuân lại bàn bạc, Thẩm Lập Xuân gọi taxi không để Hạ Tưởng đưa mình về. Thấy trời cũng đã tối, có lẽ Tào Thù Lê đã quay lại trường không còn ở Tào Gia nữa, nên hắn cũng không muốn quay lại Tào Gia. Hạ Tưởng bèn lái xe tới Liên Cư. Vừa lúc Vệ Tân không có ở nhà chỉ có cô giúp việc. Hạ Tưởng gật đầu chào người giúp việc rồi đi vào phòng của mình để ngủ. Ngay hôm sau, Thẩm Lập Xuân bố trí người tới huyện An, vào khu sân bãi để tập kết vật liệu gồm xi măng, cốt thép, còn có đá, cuối cùng là sắp xếp để khởi công tượng hình. Khâu Tự Phong mừng rỡ, nhận thấy sâu sắc được ảnh hưởng to lớn của Hạ Tưởng. Hơn nữa, Hạ Tưởng cũng đã phối hợp với y, nên y cảm thấy rất phấn chấn. Nhưng dù trong lòng rất phấn chấn nhưng Khâu Tự Phong vẫn mơ hồ lo lắng mối hận được ghi tạc trong lòng Hạ Tưởng. Ngoài mặt thì hắn dường như dễ dàng đã bỏ qua, nhưng rõ ràng hắn vẫn còn oán giận y. Vẻ ngoài thì hắn vẫn tươi cười và tiếp tục hợp tác nhưng biết đâu đúng lúc không lo lắng nhất, hắn sẽ ra một đòn bất ngờ. Thịnh Đại cũng vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ vì hắn cho rằng trước Quốc Khánh Hạ Tưởng sẽ không đi làm, sự tình làng du lịch cũng sẽ bị chậm. Hắn cũng không nghĩ tới việc trước đại lễ có thể làm được như vậy, nên trong lòng hắn khâm phục Hạ Tưởng lắm. Thịnh Đại tìm người đặt một biểu ngữ màu đỏ ở cửa vào của làng du lịch, tăng cường làm việc vì một đại lễ vui vẻ. Thứ nhất là để chào mừng ngày Quốc Khánh, thứ hai là cũng để cho có vẻ long trọng. Thẩm Lập Xuân không có ý kiến gì, y chỉ vội vàng tới huyện An để làm việc một chút rồi rời đi, vấn đề tiền vốn thì chờ sau đại lễ mới nói chuyện. Ngay cả như vậy, Khâu Tự Phong cũng xem như đã hài lòng hơn. Cuối cùng thì cũng có thể giải thích được với toàn dân của huyện. Sớm ngày hôm sau, Hạ Tưởng đi đến tòa nhà thành ủy, vừa lên hắn liền gõ cửa phòng làm việc của Phương Tiến Giang. Phương Tiến Giang thấy Hạ Tưởng đến thì cớ vẻ hơi bất ngờ, hỏi. Tiểu Hạ, có việc gì vậy? Trưởng Ban Phương, có việc muốn xin ý kiến của ngài. Hạ Tưởng cũng biết Phương Tiến Giang và Tôn Hiện Vĩ có liên quan đến bất động sản Thiên An. Tuy là Tôn Hiện Vĩ chiếm cổ phần lớn nhất ở bất động sản Giang Sơn, nhưng Tôn Hiện Vĩ là Tôn Hiện Vĩ, Phương Tiến Giang là Phương Tiến Giang, không thể nói là một được. Cho nên, nhất định phải cho Phương Tiến Giang cổ phần. Vì quan hệ giữa Phương Cách và Hạ Tưởng không vòng vo mà nói thẳng ra mục đích thành lập bất động sản Giang Sơn chủ yếu là mang lại lợi ích cho mọi người, tất nhiên là phải trong vòng hoạt động thương mại hợp pháp. Sau khi bất động sản Giang Sơn được thành lập, bất luận gì cũng không được lấy chiêu bài người lãnh đạo ra để bao quát dự án. Chúng tôi hoàn toàn có niềm tin vào thực lực của chính mình để mở rộng thị trường. Hạ Tưởng nói xong, lặng lặng chờ Phương Tiến Giang bày tỏ thái độ. Phương Tiến Giang không để Hạ Tưởng đợi lâu, sau khi trầm tĩnh trong chốc lát, liền cười nói. Việc tốt, là việc tốt, tôi bày tỏ sự ủng hộ. Tuy nhiên suy nghĩ của tôi cũng giống như Phó Bí Thư Vương là không tiện ra mặt trực tiếp mà tôi để cho Phương Cách đứng ra cùng học tập với cậu, mà cậu cũng có thể giúp nó để cho nó có những hiểu biết chắc chắn về kinh tế thị trường hiện tại. Sau này, tất cả phải theo tiếng nói của thị trường, nắm giữ được nhịp đập của thị trường thì mới có thể có được quyền chủ động. Tuy nhiên, Phương Tiến Giang nhả hơi thuốc, chỉ chén chạy ý nói Hạ Tưởng đừng khách khí mà tự rót nước uống đi, rồi tiếp. Trong tình huống thích hợp thì chiếu cố một chút cho các doanh nghiệp mà mình quen biết cũng là lẽ thường tình. Nếu đã ước định rồi thì cứ thế thực hiện thôi. Chương 297, chú ý cả lợi ích trước mắt và lâu dài. Ý của Phương Tiến Giang được hiểu là nếu thành phố có công trình gì, ông ta chắc chắn sẽ ủng hộ bất động sản Giang Sơn. Điều này đồng nghĩa với việc tỏ thái độ ủng hộ, Hạ Tưởng cảm thấy hết sức hài lòng. Hạ Tưởng khoát tay tỏ vẻ không uống nước mà nói. Tốt lắm. Tôi sẽ cấp cho Phương Cách 6% cổ phần, như thế ngài nói xem có được chưa? Tay không mà chiếm 6% cổ phần là nhiều quá, theo tôi nhiều nhất là 5% thôi. Phương Tiến Giang nghiêm túc nói, ông ta nghe Hạ Tưởng nói Vương Lâm Kiệt bỏ ra 1 triệu tệ, tương ứng với 10% cổ phần,
mà mình không bỏ tiền ra lại chiếm 6% cổ phần thì sẽ khó ăn nói với Phó Bí Thư Vương. Cũng được, nghe lời trưởng ban Phương, tôi sẽ không nói nhiều, tôi sẽ cân bằng cổ phần nắm giữ của mọi người. Hạ Tưởng cũng biết Phương Tiến Danh đã cân nhắc thì không cố nài ông ta nữa. Phương Tiến Giang vui vẻ đích thân tiễn Hạ Tưởng ra tới cửa. Hạ Tưởng vẫy tay tạm biệt, vừa lúc bị Đàm Long nhìn thấy. Bước tiếp theo, Đàm Long muốn lên chức phó thường trực. Đúng là đường làm quan rộng mở. Khi y đang từ văn phòng của Thôi Hướng đi ra, dự định xuống tầng dưới, quay đầu lại thì nhìn thấy Phương Tiến Giang đang tươi cười vẫy tay chào Hạ Tưởng. Trong lòng y ngay lập tức nảy sinh ngờ vực. Phương Tiến Giang là trưởng ban tổ chức cán bộ, lại rất kiêu căng. Hạ Tưởng đi từ văn phòng của ông ta ra, ông ta còn không cần thiết phải đưa hắn ra đến tận cửa chứ nói gì là tiễn hắn với khuôn mặt tươi cười như thế. Ai không biết lại cho rằng Hạ Tưởng trong ban lãnh đạo tỉnh. Nhưng Hạ Tưởng chỉ là một phó chủ tịch huyện nhỏ nhỏ thôi. Trong đầu Đàm Long còn có điều thắc mắc khác, y nhớ tới lần trước, y có một người thân muốn đề bạt, nhưng bị Phương Tiến Giang giữ lại ở ban tổ chức cán bộ một thời gian, trong lòng hắn đã vô cùng bất mãn với việc làm này của Phương Tiến Giang rồi. Hơn nữa, vì Hạ Tưởng còn bị bắt giữ trong một thời gian, nên chung quy trong lòng Đàm Long cảm thấy Hạ Tưởng không vừa mắt. Lúc trước ở văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô, Hạ Tưởng và y cũng không ít lần đối nghịch. Giờ lại nghe nói, chỗ dựa vững chắc của Hạ Tưởng là Tào Vĩnh Quốc sắp sửa được điều đi, y bèn dừng bước, chờ Hạ Tưởng bước tới trước mặt thì mở miệng chào. Phó Chủ tịch huyện Hạ, hôm nay sao lại có thời gian đến tòa nhà thành ủy vậy? Lần trước, sự tình ở ủy ban kỷ luật vẫn chưa được rõ ràng thì phải. Hạ Tưởng thấy mặt mũi Đàm Long có chút hả hê, nên thầm nghĩ, nếu nói về lòng dạ con người thì Đàm Long so ra còn kém Khâu Tự Phong, làm thế nào mà lăn lộn được tới vị trí phó thị trưởng thành phố Yến nhỉ? Đôi khi không thừa nhận cũng không được, nhưng đúng là có chỗ dựa cũng thật là tốt. Hạ Tưởng dừng lại, nhạt nhẽo cười, đáp lại. Chào phó thị trưởng Đàm, việc ở ủy ban kỷ luật à, việc gì nhỉ? Hạ Tưởng làm bộ ngu ngơ. Trong lòng Đàm Long tức tối, nên nói. Đương nhiên là việc cậu bị bắt giam vài ngày, nghe nói là bị hiểu lầm. Là việc của phó chủ nhiệm phòng à, tôi cũng không rõ lắm. Tôi đoán là nếu muốn biết rốt cuộc phó chủ nhiệm phòng có vấn đề gì, thì phải đi hỏi ủy ban kỷ luật tỉnh để được rõ ràng chứ. Còn chuyện của tôi có phải là hiểu lầm hay không thì ủy ban kỷ luật thành phố đã có kết luận rồi. Tôi nghe thị trưởng Trần nói là hội nghị thường vụ đã thảo luận là Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh cũng vì làm việc trái pháp luật nên bị bắt. Nếu ngài muốn hiểu rõ phải hỏi chủ nhiệm Tần. Hạ Tưởng thản nhiên đáp lại. Tất nhiên, Đàm Long biết việc phòng tự lập bị bắt và Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh bị tố cáo. Chẳng qua y chỉ muốn nhân cơ hội này mà châm chọc Hạ Tưởng, chứ không nghĩ tới việc lại bị Hạ Tưởng nhẹ nhàng mà lại mang bóng đá y một vố thế này, lại còn ám chỉ rằng vấn đề này của hắn không cần y quan tâm đến. Vẻ mặt Đàm Long hơi biến sắc. Phó Chủ tịch huyện Tiểu Hạ và trưởng ban Phương rất thân mật thì phải. Nếu ông ấy không đánh giá cậu rất cao, thì không dễ gì mà ông ấy lại tiến cậu ra tận cửa. Hạ Tưởng thấy Đàm Long xen vào việc của người khác thì rất xem thường y, dù cho y có sắp sửa được thăng chức lên thường vụ thành ủy, cho dù là phó thị trưởng thường trực cũng không thể quản lý rộng như vậy được. Hạ Tưởng bèn nói, đây là vấn đề hết sức cá nhân, căn bản không cần phải trả lời. Đàm Long còn đang nghĩ làm thế nào để nói tiếp thì Giang Thiên từ phòng đi ra, thấy Hạ Tưởng liền mắt sáng lên. Phó Chủ tịch huyện Hạ, vừa lúc tôi có việc tìm cậu. Sau đó dường như nhìn thấy Đàm Long, anh ta bèn cung kính nói. Chào Phó Thị trưởng Đàm. Đàm Long gật gật đầu không nói gì, nhìn mắt Hạ Tưởng nói. Hy vọng, sau này con đường của Phó Chủ tịch huyện Tiểu Hạ càng ngày càng rộng mở. Chờ Đàm Long đi xa. Vẻ mặt Giang Thiên vô cùng kinh ngạc nói. Cậu chọc giận phó thị trưởng Đàm à? Hạ Tưởng mỉm cười, tức giận trả lời. Hắn chọc tôi thì có. Giang Thiên tìm Hạ Tưởng là bởi vì sự tình anh rể anh ta. Được Hạ Tưởng giới thiệu, anh rể Giang Thiên là Chu Hổ lấy danh nghĩa công ty xây dựng số 2 để nhận thầu công trình, làm ăn lời không ít. Hiện giờ, hắn cũng đã phát triển được ở một quy mô nhỏ, trên cơ bản. Chu Hổ có thể quản lý khoảng trên dưới 100 người. Nhưng mà Chu Hổ lại rất có tham vọng, muốn phát triển lớn hơn, không muốn mãi mãi phải cúi đầu làm khoán nữa mà muốn ra ngoài làm riêng. Hàng ngày, Chu Hổ đều làm phiền Giang Thiên đòi Giang Thiên giới thiệu hắn với Hạ Tưởng. Chu Hổ đã làm việc một thời gian dài trong ngành xây dựng,
nên hắn biết rất nhiều người trong ngành, những người này hết lời ca ngợi khả năng quan sát của Hạ Tưởng và cho rằng chỉ cần Hạ Tưởng vừa ý một hạng mục nào đó là nhất định sẽ có lời. Với lại, Hạ Tưởng không những có con mắt tinh tường mà còn có khả năng chủ tính nữa, cho nên Chu Hổ mới một lòng một dạ đòi gặp. Chỉ cần Hạ Tưởng chỉ bảo cho hắn, nhất định là hắn có thể chuyển từ làm khoán sang làm chủ doanh nghiệp thành công. Giang Thiên dở khóc, dở cười nói. Một người nông dân mới lội ruộng lên, chân vẫn còn lấm bùn mà đã nghĩ tới việc mạp bồ, đeo ca vát là làm chủ xí nghiệp. Chủ doanh nghiệp đâu có dễ làm như vậy, không văn hóa cũng có thể làm sao, thật là biết đùa. Hạ Tưởng không đồng ý với quan điểm của Giang Thiên, liền nói. Anh nói như vậy không đúng rồi, không nên coi thường anh em nông dân, càng không nên xem thường những người không có văn hóa. Tôi biết mấy người làm chủ những doanh nghiệp trị giá hàng mấy triệu, thậm chí hơn 10 triệu, mà họ đều xuất thân từ nông dân, mà văn hóa của họ chỉ là biết viết tên mình và đọc hiểu báo chí mà thôi. Giang Thiên chưa hề tiếp xúc với những người như Hạ Tưởng nói, nên kinh ngạc hỏi. Thật hay giả vậy? Đương nhiên là thật rồi, tôi có thể lừa anh sao? Hạ Tưởng cười. Đi nhờ xe mà làm được ông chủ đó, biết không? Trước kia là nhân viên bách hóa, cũng không có văn hóa, sau này bách hóa đó đóng cửa thì mở quán sửa xe đạp. Giờ là mở một dây chuyền sản xuất xe có vốn hơn 10 triệu. Còn có một ông chủ một doanh nghiệp vàng thịnh vượng, ban đầu chỉ là một ngư dân đánh cá, sau này tới thành phố Yến làm lao động phổ thông. Giờ cũng đã thành một chủ doanh nghiệp lớn, ông ấy rất ít xem báo, bởi vì ông ấy không đọc được nhiều. Giang Thiên cười ngượng vài tiếng. Trước đây, anh rể tôi giúp tôi nhiều, nên cũng không tiện từ chối anh ấy. Cậu nói tôi làm sao bây giờ? Cậu đã giúp tôi nhiều rồi. Tôi không nên nhờ cậu giúp nữa mới phải. Không phải khách khí, thư ký Giang sắp làm chủ tịch huyện thì cho rằng mình vượt quá chức phó chủ tịch huyện của tôi, mà bắt đầu lên mặt, có đúng không? Hạ Tưởng đùa, nói tiếp. Để anh ấy cùng đến đây vào buổi trưa ngồi với tôi đi. Tôi đang có sự tình muốn cùng anh bàn bạc đây. Giang Thiên cười ngượng ngùng. Tôi làm chủ tịch huyện cảnh mà chưa chắc đã có sức ảnh hưởng như phó chủ tịch huyện An. Sự tình của anh rể còn phải làm phiền cậu. Đến trưa, Chu Hổ chạy như bay đến. Cuối tháng 9, thời tiết ở thành phố Yến khá ôn hòa. Hạ Tưởng và Giang Thiên đều mặc áo ngắn tay đóng thùng, thì Chu Hổ lại mặc bộ, đeo cà vạt, dưới tay vẫn còn cầm một cái kính gọng màu vàng. Ông không ra ông, thằng chẳng ra thằng làm cho ai nấy đều nhìn. Chu Hổ vừa thấy Hạ Tưởng thì rất xúc động, hắn đưa hai tay bắt tay Hạ Tưởng, mà nói. Phó Chủ tịch huyện Hạ. Cuối cùng hôm nay cũng được gặp ngài thật, tôi kích động nên nói năng có hơi lộn xộn. Tôi rất kính trọng hình ảnh rực rỡ của ngài, chỉ hận là không may mắn được sớm gặp ngài. Hôm nay, đúng là gặp dịp may cả đời. Phó Chủ tịch huyện Hạ quả là rất phong lưu phóng khoáng có thể so sánh với Phan An. Rốt cuộc Hạ Tưởng không kìm nổi cười ra tiếng. Anh Chu được rồi, đừng nói nữa, mọi người đều không phải người ngoài mà, đừng khách khí nữa. Vẻ mặt Giang Thiên xấu hổ. Anh rể, trước mặt phó chủ tịch huyện cũng đừng giả bộ trí thức chứ, nghĩ thế nào thì nói thế đó, biết không? Anh càng khoe chữ thì càng buồn cười đấy. Vui vẻ là việc tốt chứ, có thể làm người khác cười cũng là bản lĩnh hạng nhất đấy. Ngay cả Khổng Tử còn nói, mỗi ngày ta đều cười, cơ mà. Chu Hổ vẫn gật gù đắc ý nói. Mỗi ngày tỉnh dậy ta đều cười. Giang Thiên lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, không cười. Anh rể, chúng ta thôi không dùng thổ ngữ nữa, có được không? Nói bình thường không nói lại còn dùng ngạn ngữ. Không thể, tôi không thể nhớ lầm. Chu Hổ không tin, không để ý tới Giang Thiên, hắn thò tay lấy từ trong người ra một cuốn sách nhỏ, mở ra xem, tìm hồi lâu cuối cùng cũng tìm được, rồi thở dài nói. Đúng là tôi nhớ nhầm, chú xem nhất định không được, nếu không thì ngày nào tôi cũng mang theo luận ngữ không rời để làm gì chứ. Thật đúng là nông dân lên thành phố để thay đổi. Hạ Tưởng cười lớn. Được rồi, chúng ta nói chuyện chính sự, nếu anh cho tôi đọc luận ngữ thì tôi phải đi rồi. Cho dù Chu Hổ không sợ Giang Thiên, nhưng lại sợ Hạ Tưởng đi mất, nên vội vàng cất quyển luận ngữ đi, mặt nghiêm túc nói. Mời Phó Chủ tịch huyện Hạ chỉ thị, tôi nhất định hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo giao cho. Thấy bộ dạng vô cùng trang nghiêm, tức cười của Chu Hổ, Hạ Tưởng thầm thở dài. Mọi cố gắng nghiêm túc đôi khi vượt quá khả năng của một người và phản tác dụng. Thực ra, không thể trách Chu Hổ cố gắng trở thành người thành phố,
nhưng mà thật sự có khác biệt nhiều lắm giữa người thành thị và người nông thôn, nên mới có chuyện kỳ thị vùng miền.